Trong vũ trụ tồn tại đại lục ở đây không có các hệ ma pháp mà con người quen thuộc. Đấu khí mới là xu hướng duy nhất ở nơi đây. Đây chính là đấu khí đại lục mọi người không ngừng tu luyện đấu khí dần dần cuộc sống con người gắn chặt với nó mật thiết không thể tách rời. Đấu khí có 10 cấp lần lượt là đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Tại Thản Thành, một trong tam đại gia tộc Tiêu gia đang diễn ra cuộc khảo thí. Đến lượt tam thiếu gia Tiêu Viêm lên đài khảo thí thì bị Tiêu gia đại trưởng lão Chi tử Tiêu Ninh chế giễu cùng với tiếng xôn xao của mọi người bên trong phòng nghị sự của Tiêu gia. Tộc trưởng Gia Liệt, Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt thuộc tam đại gia tộc Ô Thản Thành, dựa vào sự giàu có của muốn ép buộc tộc trưởng Tiêu Chiến để ông ta thu mua phường thị Tiêu gia. Tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão Tiêu gia không hề e sợ, bình tĩnh đứng dậy lấy ra tờ hôn ước của Tiêu Viêm. Chính là thiên tài 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi đạt đến cửu đoạn đấu chi khí, 11 tuổi đột phá thập đoạn chi khí. Tờ giấy này chính là hôn thư của Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia tộc. Vân Lam Tông cao thủ nhiều như mây mà cô gái đó lại là đệ tử được tông chủ yêu thương nhất. Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt lúc này mặt cũng biến sắc, sợ đến lúc Vân Lam Tông ra mặt thì phường thị của nhà họ sẽ vào tay Tiêu gia mất. Ở bên đài khảo thí, ngay khi Tiêu Viêm đặt tay lên trên đài chắc thí hiện lên chữ đấu chi khí tam đoạn cấp thấp. Người xung quanh nghe đến cấp bậc của nam chính liền bật cười hả hả chế giễu. Thiếu gia thiên tài nãy đã thành phế vật, nếu không phải là con trai của tộc trưởng thì đã sớm bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Anh chàng sắc mặt buồn bã khôn nguôi xuống khỏi đài đi qua Tiêu Mị. Trong những người cười nhạo hắn đấy chỉ có Huân Nhi là đứng ra an ủi động viên. Đến lượt nàng ấy lên đài chắc thí, cô gái nhỏ nhắn Tiêu Huân Nhi tuổi còn nhỏ đã là đấu chi khí cửu đoạn cao cấp. Nghe đến cấp bậc của muội ấy, lòng Tiêu Viêm càng tự ti hơn, bản thân cũng ngày càng không xứng với muội ấy hơn. Tại phòng nghị sự, ngay lúc hai người Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt sắc mặt ám trầm thì Nạp Lan Yên Nhiên đi tới tặng Tiêu Chiến tụ khí tán. Muốn trở thành một đấu giả thực sự nhất định phải ngưng tụ luồng xoáy đấu khí trong người. Mà ngưng tụ luồng xoáy đấu khí cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Tác dụng của tú khí tán chính là có thể giúp một người đạt được cửu đoạn đấu chi khí ngưng tụ luồng xoáy đấu khí hoàn toàn thành công. Trước mặt tất cả mọi người, thiếu nữ lạnh lùng nói muốn từ hôn, phá bỏ hôn ước giữa mình với Tiêu Viêm. Mà viên tụ khí tán này chính là thành ý nàng ta bỏ ra để phá bỏ hôn thư giữa hai người. Tiêu Viêm từ một thiếu niên thiên tài nay đã trở thành phế vật, không còn xứng làm phu quân của Yên Nhiên nàng nữa. Chuyện từ hôn ở đấu khí đại lục là một nỗi sỉ nhục to lớn, tộc nhân của hắn sẽ đời đời khiếp kiếp không thể ngẩng mặt. Dù Tiêu Chiến có nói hết lời thì Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình. Nàng ta còn dùng thực lực của Vân Lam Tông cùng với tông chủ ra đe dọa. Đúng lúc này Tiêu Viêm cùng Huân Nhi xuất hiện ngoài cửa. Nạp Lan Yên Nhiên dù có thấy anh chàng soái ca đáng tiếc lại không có số làm cường giả. Ra giá hẳn 3 viên tụ khí tán cùng với tiến vào Vân Lam Tông tu tập để bỏ chồng. Cơ mà thiếu niên nói đừng vui mừng quá sớm rồi chỉ tay thẳng mặt Nạp Lan tiểu thư. Không phải cô ta từ hôn mà là hắn từ thê, không thèm lấy hạng tiện nhân như cô ta. Cường giả Vân Lam Tông tức giận cùng Tiêu Chiến tộc trưởng so đấu khí. Nạp Lan Yên Nhiên thách thức cho Tiêu gia cùng Tiêu Viêm thời gian 3 năm. Sau 3 năm nam chính phải đến Vân Lam Tông tìm ả tỷ võ, nếu hắn thua hôn ước sẽ bị từ bỏ. Ông bô anh chàng gật gật cái đấu dị là hắn cũng không chút do dự mà đồng ý luôn. Gia Liệt Tất cùng áo ba mà thấy tình hình có vẻ căng thẳng thôi thì cứ bỏ đi trước vậy. Người của Vân Lam Tông cũng rời đi nốt, không còn chuyện gì để hóng drama, đám người trong sảnh nghị sự rời đi. Anh chàng đứng bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng nghị luận mắng mình của đại trưởng lão, lòng khó chịu chạy đi. Huân Nhi vội đuổi theo mà Tiêu Chiến nhìn con trai đầy bất lực, ông cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Một mình đi loang quang trong phủ thì gặp đám người Tiêu Mị Tiêu Ninh. Hắn đã mở cái mõm thối chế giễu anh chàng là phế vật thì thôi đi, còn đổ lỗi vì hắn gia tộc mới không có 3 viên tụ khí tán nữa. Còn nữa 3 năm sau Tiêu gia như thế nào, còn tưởng bản thân có năng lực chiến đấu cùng Nạp Lan Yên Nhiên chắc. Ông đây cười ẻ, có mà mày nhắn đến 3 viên đan ấy thì có muốn ông dùng hôn ước để đổi lấy cho mày chứ gì, đồ không biết xấu hổ. Tiêu Ninh thẹn quá hóa giận lớn tiếng thách thức cùng nam chính choảng nhau. Cơ mà giờ anh là phế xài rồi nào có đánh lại người ta kia cơ chứ. Tiêu Ninh thấy Huân Nhi lo lắng cho hắn lại cười đều nói nhi tử của tộc trưởng đúng là chẳng tầm thường, còn có người bảo vệ cơ đấy. Không thể chịu đựng được nữa cũng éo cần chịu đựng anh chàng phát ra đấu khí cùng Tiêu Ninh combat. Kết quả chính bản thân lại bị đánh bay ra ngoài. Huân Nhi tức giận dòi nàng ấy dùng ánh mặt hình viên đạn chừng đám người trước mặt, làm thằng đầu Tiêu rén ngang chỉ đành phải bỏ đi. Tiêu Viêm đánh không lại còn phải để một nữ nhân ra mặt, tâm trạng không tốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Quỳ khóc trước mộ mẫu thân cảm hận sự yêu đuối của bản thân. Đột nhiên một tiếng thở dài phát ra, chiếc nhẫn trên tay anh phát sáng, ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Kỳ tích xuất hiện rồi, lão già này là Dược lão. Ở đại lục này đấu khí càng cao mới càng có địa vị, thứ quan trọng tiếp theo chính là công pháp đấu kỹ. Đấu khí đại lục phân loại đẳng cấp công pháp từ cao xuống thấp là 4 giai 12 cấp. Thiên địa huyền hoàng mỗi giai lại phân thành 3 cấp sơ trung cao. Công pháp Vân Lam Tông đa phần là huyền giai cao cấp mà ông ta có thể truyền cho cậu công pháp cao hơn.
Hắn rất vui cơ mà cứ cảm thấy nghi nghi sao ấy, hơn nữa dù công pháp có tốt hơn mà không có đan được tốt thì cũng vô dụng à. Hơ hơ, ông đây chính là luyện dược sư, trong mắt ông phẩm cấp hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu thiếu niên chịu bái sư thì dăm ba cái tụ khí tán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Anh chàng khum tin lần đầu gặp một kẻ khoác lác đến là thanh tân thoát tục như lão già. Thấy tiểu tử này không tin mình, lão mới nói vì muốn báo đáp ơn cộng dưỡng 3 năm. Chẳng lẽ đây chính nguyên nhân khiến 3 năm này làm anh bất luận tu luyện thế nào mà đấu khí vẫn chỉ giảm chứ không chịu tăng ư? Hóa ra vì trước đây linh hồn dược lão quá mỏng manh mới bất đắc dĩ làm vậy. Tiêu Viêm tức lắm mà có đánh lại đâu, khí thế vừa lên lại tụt xuống. Chỉ cần trong vòng 1 năm ông ấy giúp hắn lên được thất đoạn đấu chi khí thì chuyện cũ coi như bỏ qua. Thế là tình sư đồ bắt đầu từ đây. Dược lão cười hà hà ném cho anh một đơn dược liệu. Anh chàng phải thu thập đủ được liệu theo thang này trước mới được dạy. Phía Gia Liệt, Gia Liệt Tất từ Tiêu gia trở về tức giận đập vỡ chén trà, lại cùng con trai hắn Gia Liệt Áo Bàn truyền bẩn tính kế. Huân Nhi chạy đến bên cạnh Tiêu Viêm tâm hự. Chưa tâm hự được mấy câu thì nam chính đã mở mồm mượn tiền. Đại gia chịu chi phú, bà Huân Nhi lập tức không chút do dự lấy hẳn thẻ Ngũ Văn Tử Kim kèm với một yêu cầu. Nàng muốn cùng Viêm ca ca đi mua đồ, dị là đôi bạn trẻ cùng đi dạo phố đến hiệu thuốc. Tiểu nhị thấy tiểu thư thiếu gia Tiêu gia đến vội vàng cung kính dẫn hai người vào. Vì nơi đây có quan hệ mật thiết đến sàn đấu giá nên có rất nhiều các vị thuốc, thậm chí là hoàng tuyền huyết tinh cũng có. Sau khi nghe yêu cầu của Tiêu Viêm, lão nhân lấy ra các loại dược liệu. Kiểm tra xong chất lượng, hai người thanh toán rồi rời đi. Huân Nhi cứ cảm thấy người phụ việc này dường như đang giấu họ điều gì. Trong cái thành này nào có ai không biết hai người họ thuộc Tiêu gia cơ chứ, nói không nhận ra hai người chính là nói dối. Mà thôi, bất luận thế nào dược liệu không vấn đề gì là được. Huân Nhi đang chỉ đường muốn đến chỗ mình tới thì liếc thấy tên phụ việc ban nãy nói chuyện cùng người Gia Liệt ra. Hai người có dự cảm chẳng lành bèn nhanh chóng rời đi, ai ngờ vẫn không thoát bị hai người đeo mặt nạ chặn đường. Tiêu Viêm kéo cô gái cùng bỏ chạy mãi mới thoát được, liền đi tới phường thị trực thuộc Tiêu gia. Phía Tiêu Liệt Áo hắn ta sau khi biết được thuộc hạ để chúng chạy thoát thì vô cùng tức giận. Lại nghe nói đén nọi gian báo Tiêu Viêm mua dược liệu, càng quyết tâm tìm bằng được anh chàng. Nam chính lúc này đã đến một tiệm thuốc khá thuộc phường thị Tiêu gia mua ma hạch mộc hệ cấp 1. Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh lớn, nam chính liền biết phía phường thị xảy ra chuyện, vội vàng đi xem. Họ vệ thấy Tam thiếu gia liền bóa có hai tên Gia Liệt gia đột nhiên đến đây làm loạn không cho người ta buôn bán. Quả nhiên khi đến, hai thằng chó nhà Gia Liệt đang canh giữ ở đó. Biết mình đánh không lại, thiếu niên nhanh trí dùng vải úp sọt từ trên xuống. Còn chưa kịp vui mừng bao lâu lại có hai tên nữa đi tới. Thôi thì đành 36 kế chuồn là thượng sách vậy, nhọ nỗi chưa kịp chuồn đi hắn thì bị Gia Liệt Áo ngăn cản. Tiêu Viêm gặp nguy, Huân Nhi lập tức vọt ra giải cứu. Thấy hộ vệ Tiêu gia xuất hiện, Gia Liệt Áo chỉ đành dẫn theo người trở về. Hắn ta báo với cha rằng bọn họ náo loạn như vậy mà Vân Lam Tông không hề ra tay, lại nhắc đến có vẻ Tiêu gia mời được một vị luyện dược sư. Tôi đến Tiêu Viêm trong phòng nhìn lão sư phóng ra đấu khí ngoại phóng hóa thành thực chất mà trợn tròn cả mắt. Lão để anh quan sát quá trình mình luyện đan học cách chế ngự đấu khí. Sau một lúc ôn dưỡng linh dịch hình thành mà anh thì thật sự phóng ra được thực hỏa. Lão già vô cùng ngạc nhiên, còn chưa vui mừng bao lâu thì nam chính thấy tình hình éo ổn phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Chỉ là luyện khí thôi mà sao lại thành thế này rồi. Dược lão vội vàng thử điều trị, vẫn may tiểu tử này mạng lớn vẫn cứu được. Nhân cơ hội trị thương này, ông giúp nam chính đột phá lên tứ đoạn đấu khí. Mấy ngày sau tại phòng đấu giá, Mễ Đặc Nhĩ là một trong tam địa gia tộc Tiêu gia cũng tới. Năm nào Tiêu gia cũng ngồi phòng chữ thiên, vậy mà năm nay lại bị Gia Liệt gia cùng Áo Ba Mặt cướp mất cái phòng này. Phía xa bên trên lầu, cô gái xinh đẹp này chính là chủ sự trường đấu giá Nhã Phi. Cuộc cạnh tranh của ba gia tộc ngày càng kịch liệt, việc của cô ta là duy trì thái độ trung lập. Tiêu Viêm ngất đi mấy ngày liền, đói sắp chết ăn như heo. Nghe thấy lão già nói mình đã là tứ đoạn đấu khí liền rất vui vẻ, lại thấy bánh bao bị ông ấy hút cũng muốn học. Hấp trưởng là huyền giai sơ cấp đấu kỹ, có thể hút được cự thạch nghìn cân. Nếu như gặp địch mà ta có lực hút cường đại, có thể miễn cưỡng hút ra máu huyết trong cơ thể địch. Để được học môn này, Tiêu Viêm vội vàng gọi một tiếng sư phụ, mà vận khí của hắn cũng không tồi. Hấp trường bên dưới miếng sắt mua ngoài chợ ban nãy còn kèm theo một bộ trưởng pháp khác là suy hỏa trưởng. Ông biểu diễn hai loại trưởng phối hợp cho đồ đệ mới nhận xem. Anh chàng vừa đi trên đường đến đấu kỹ trường vừa luyện tập, bên trong một đám thanh thiếu niên đứng xung quanh võ đài, ở giữa là Huân Nhi muội đấu với Tiêu Ninh. Cô nàng cho tên chuyên đi bắt nạt người khác này ăn hành ngập mồm. Không hổ là cô nương tinh tế, vừa đến gần nam chính một phát đã nhận ra ca ca đã đột phá lên tứ đoạn đấu khí. Thế mà cũng không thèm nói cho người ta gì cả, dỗi chít đi được. Tiêu Ninh lại muốn kiếm chuyện nhưng bị ánh mắt của Huân Nhi dọa sợ bèn bỏ đi. Mặc dù ca ca nàng đã tăng lên tứ đoạn nhưng đối phó với người có bát đoạn như Tiêu Ninh thì cần phải nắm chắc một chút đấu kỹ đơn giản. Thế rồi nàng chọn toái thạch trưởng hoàng giai cho anh chàng để hắn trở về từ từ luyện. Được lão đang bận điều tức bỏ mợ thì thằng đồ đệ mới nhận nhảy vô muốn ông dạy nó toái thạch trưởng. Cơ mà ông đây khung có hứng thú dạy nhá thứ tầm thường đó sao bằng đấu kỹ của ông.
cốt một phát sư tôn ném cho Nam Chính Huyền Giai đấu kỹ Bát Cực Băng. Đấu kỹ này cần phải đột phá lên ngũ đoạn mới tu luyện được, dị là Tiêu Viêm lại năn nỉ sư phụ giúp mình đột phá tiếp. Đồ đệ của mình mà được lão chỉ còn cách cương triều đồng ý thôi. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này sau khi đặt ra lời hẹn với Tiêu Viêm liền chuyên tâm tu luyện, Nam Chính cũng đã bắt đầu tu luyện Bát Cực Băng dưới sự dạy dỗ của sư phụ. Bát Cực Băng Huyền Giai đấu kỹ cao cấp là loại đấu kỹ công kích cận thân dựa vào lực công kích mạnh mẽ mà nổi danh. Luyện đến địa thành mỗi chiêu xuất ra đều ẩn chứa 8 tầng ám kình chồng lên nhau, khi đó nó có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Bát Cực Băng cần khả năng chịu đòn cực mạnh, cách nhanh nhất để tăng khả năng chịu đòn chính là ăn đòn. Đáng buồn hơn là được liệu sắp hết rồi, cần anh chàng phải đi mua thêm cơ. Tại trường đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Viêm quấn bản thân thành một cái chăn che kín từ đầu đến chân đi tới, để không bị tiền đề chết đỗ nghèo khỉ lừa sư phụ lúc dạy mình khống hóa để ông luyện dược rồi lại cầm đi đấu giá. Đấu giá xong rồi thì hắn sẽ có xiền đi mua dược liệu. Nhã Phi ngửi một cái nhận ra đây là trúc cơ linh dịch đã đạt đến phẩm chất của đan dược nhị phẩm. Nàng ta nhanh chóng đi an bài đấu giá bình linh dịch này xong xuôi liền dẫn anh chàng đến xem. Giữa sàn đấu giá, Nhã Phi tung ra lọ dịch làm người xung quanh hội trường xôn xao một phen. Gia Liệt Liệt tất cùng áo ma mặt ra giá cao định đào hố cho Tiêu Chiến một phen. Dù sao thì Tiêu gia chủ thương con nhất mình nhất mà chắc chắn sẽ mua lại nó. Quả nhiên Tiêu tộc trưởng mặc kệ lời khuyên của hai trưởng lão nhất quyết mua lại nó. Tối đó ông ấy bị hai trưởng lão nói lời trách cứ vì đã bỏ ra nhiều tiền nên họ mới không mua được Phong Quyền Quyết. Tiêu Viêm lén lút ra ngoài mua dược liệu, nghe thấy những lời đó mà lòng áy náy không thôi. Trốn thì kỹ chút chứ ông Bô vừa nhảy ra đã thấy thằng con bên ngoài rồi, may mà chiếc nhẫn kịp hút gói dược liệu vô. Thấy ông cha già đưa cho mình lọ dịch, lòng anh không khỏi cảm động, tự nhủ nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Trở về phòng, anh quyết tâm tối nay phải đột phá lên cấp 6 đấu khí để không phụ sự khổ tâm của ông Bô. Sau khi luyện tập đến suýt gãy cả tay, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng luyện thành Bát Cực Băng. Có điều bây giờ sau khi hắn xuất chiêu này sẽ bị mất nhiều sức. Dược lão khuyên bình thường vẫn nên dùng Suy Hỏa Trưởng và Hấp Trưởng là chính. Hai trưởng này anh đã luyện đến thành thạo cơ mà, bao giờ bản thân mới đạt đến bậc 7 đây, hu hu. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến lễ trưởng thành của gia tộc rồi. Hắn còn không lên nữa thì biết mặt mũi nào mà nhìn phụ thân với Huân Nhi. Tốc độ tiếp cấp của hắn vốn đã ngoài dự liệu của được lão đoán, có lẽ trước đây bị kìm nén quá dữ dội. Chắc chắn với cái tốc độ này 2 tháng nữa Tiêu Viêm sẽ lên được bậc 7. Hừ hừ, Tiêu Viêm hắn 3 năm trước tạo nên kỳ tích, 3 năm sau hắn vẫn có thể làm dược, các người cứ chờ xem đi. Đến ngày khảo nghiệm cuối trước lễ trưởng thành, Huân Nhi kéo anh chàng đến đài chắc thí. Huân Nhi lên trước tiên đặt tay lên bia khảo nghiệm ra đã đạt đến đấu giả. Người tiếp theo chính là Tiêu Viêm, bỏ qua lời chế giễu bên tai, lần này anh tự tin bước lên đài. Kỳ tích xuất hiện trên bia, hiện lên đấu khí bậc 7 cao cấp, hắn rốt cuộc cũng không phụ lòng ông Bô, tất cả là nhờ có dược lão. Gia Liệt Tất nghe Gia Liệt Áo báo cáo Nam Chính đã đủ tư cách tham gia lễ trưởng thành. Theo tập tục Ô Thản Thành lễ trưởng thành, các gia tộc khác cũng có thể đến dự lễ, vừa hay ông ta cũng muốn nhân dịp này kiểm tra Nam Chính. Ngày diễn ra buổi lễ trưởng thành của Tiêu gia, đại trưởng lão thay Tiêu Chiến tộc trưởng chủ trì. Sau đây là khảo nghiệm trước lễ trưởng thành, người đầu tiên là Tiêu Viêm, anh phải chấp nhận bất kỳ ai trong Tiêu gia có đấu khí dưới bậc 9 thách đấu. Vâng, không ai khác ngoài Tiêu Ninh, thí sinh luôn tìm đường chít lên sàn. Đồ chó này không để anh kịp chuẩn bị tấn công bất ngờ, may mà thực lực Tiêu Viêm không tồi vẫn tránh được. Thế quỷ nào thần may mắn, độ vừa rồi dốc toàn lực đã kích phát chỗ linh dược thừa lần hấp thụ trước giúp anh đột phá cấp 8 ngay giữa trận đấu. Tiêu Ninh muốn ngăn cản không cho anh đột phá liền bị đánh bay ra, không cam lòng hắn ta nuốt đan tăng khí Gia Liệt Tất tặng. Người hiểu biết nhìn một cái là biết hắn ta nuốt phải thuốc cấm rồi. Đối phương đã phục dụng đan dược công lực tăng cao nhưng anh cũng chẳng thèm tránh né, chỉ với một chiêu trực tiếp đánh ngất đối thủ. Nhị trưởng lão tiến lên xem xét thấy tay của Tiêu Ninh đã bị gãy liền trách cứ anh chàng. Ơ, hai đồ chó này vi phạm quy định tự dùng thuốc cấm là nó tự chuốc vạ vào mình, trận này Tiêu Viêm thắng đậm rồi. Trong vòng một năm tăng đến bậc 8 đấu khí, Gia Liệt Tất muốn tức giận công tâm rồi. Cứ tình hình này ông ta sẽ không diệt nổi Tiêu gia mất. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhìn phần thưởng anh chàng nhận được từ lễ trưởng thành. Luyện hỏa phần huyền giai kỹ pháp cơ mà, sau này tăng thực lên lên rồi sao mà dùng được nữa, dược lão nói công pháp gì gì đó không cần phải nóng vội. Đi trên đường mà Huân Nhi cứ cảm thấy đường phố có gì đó nó lạ lắm, đến hỏi chủ quầy ven đường thì nghe thấy ổng nói làm ăn dạo này hơi khó. Ra là phường thị nhà Gia Liệt xuất ra một lô hồi xuân dược số lương nhiều lại còn rẻ, hút bố nó hết khách qua đó rồi còn đâu. Cứ cái đà này khóe phường thị Tiêu ra hỏng hết mất thôi, hùng lại phải để dược lão ra tay rồi. Tiêu Viêm cải trang đến Mễ Đặc Nhĩ gặp Nhã Phi mua dược liệu chế ngưng huyết tán. Nàng ta biết người thần bí này muốn cạnh tranh với hỏi xuân được của Gia Liệt gia. Vốn quy tắc của nơi này là không xen vào cạnh tranh giữa các phái. Đang tính từ chối thì cô bị tấn công và đã được Nam Chính cứu giúp. Thế là anh ta đã dụ dỗ mua được dược liệu. Tiêu Viêm sau khi nhận dược liệu từ Nhã Phi liền cho người vận chuyển về Tiêu gia. Ngay lúc Tiêu Chiến nhận được tin xấu muốn đi gặp Nhã Phi thì cô chủ động tới.
thấy cô đã mang hết toàn bộ dược liệu đến tiêu ra ba vị trên cao kinh ngạc thất thố. Không phải là cô đã quyết định bán hết cho nhà Gia Liệt rồi sao? Cơ mà người ta đổi ý rồi đó, tất cả đều là nhờ vị lão gia tử choàng áo khác này. Ngay tại hiện trường, trước bao con mắt, anh chàng thần bí luyện luôn một đóng ngưng huyết tán, hiệu quả trị liệu của nó mạnh hơn hồi xuân được cả 10 lần lận. Anh bốc phét rằng bản thân có duyên kết giao với con trai Tiêu tộc trưởng, lại còn vô cùng coi Jones nữa chứ. Chỗ ngưng huyết tán này coi như quà gặp mặt. Nói rồi hắn và Nhã Phi rời đi luôn. Đứng giữa cơn mưa, Nhã Phi nhắc nhở Tiêu Viêm phải cẩn thận với nhà Gia Liệt. Gia Liệt gia áp dụng chính sách của quý là của hiếm, tăng con mợ nó giá của hồi xuân dược lên gấp 3. Người dân nghèo bỏ mẹ lấy đâu ra lắm tiền như thế được. Anh thanh niên mạng sắp tèo đến nơi, may sao mua ngưng huyết tán từ nhà hàng xóm rồi e nhanh chóng cho huynh đệ phục dụng. Kỳ tích xuất hiện, vết thương nhanh chóng lành lại như chưa có gì xảy ra. Người xung quanh đang biểu tình gian thương nghe thấy lọ ngưng huyết tán này do phường thị Tiêu ra bán lại còn rẻ thối, ruột liền kéo nhau sang đó. Mấy tên hộ vệ Gia Liệt ra thấy tình hình khung ổn liền nhanh chóng chạy về báo lại cho tộc trưởng. Gia Liệt áo mắt thấy thị trường nhà mình tụt dốc không phanh, sắp chống cự không nổi mà bồn chồn lo lắng. Đã thế Gia Liệt áo chơi trò bán phá giá, nỗi buồn này chưa đi qua lại nghe đến dược liệu bị Mễ Đặc Nhĩ bán hết cho Tiêu gia. Nhã Phi còn chuyển lời phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ từ nay về sau sẽ chấm dứt hợp tác với Gia Liệt gia. Lần này ông già vô sỉ tức giận đến nỗi bóp nát quả óc cho trong tay, gầm thét đòi gặp Liễu Tịch. Tiêu gia trưởng nữ nghe nói Tiêu Ninh bị thương đặc biệt mua thuốc trị thương thưởng phẩm về cho hắn. Phía Gia Liệt tất ông ta đã mắng Liễu Tịch cả 2 tiếng đồng hồ lận, đồ quỷ xấu đau xấu đớn này vẫn dửng dưng lắm. Nguồn hàng đứt rồi thì chỉ cần ra ngoài thành mua thôi. Trong tay thằng cún con này có một bài thuốc gia truyền mà không cần phải mua dược liệu của phòng đấu giá, mà cũng có thể luyện được tuyệt phẩm có thể tiêu diệt ngưng huyết tán của Tiêu gia trong chốc lát, nhưng với điều kiện phải mang Huân Nhi về cho tên háo sắc này thưởng thức. Mẹ cái thằng chó này thế mà dám nhắm đến con dâu tương lai Gia Liệt, tất ông mày nhìn chúng à. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Ninh đang đi trên đường nói xấu nam chính thì bị người nhà Gia Liệt chặn đường. Đấy đấy, quả báo đấy chứ đâu dám động vào con cưng của tác giả à. Gia Liệt áo vô sỉ nói hai người chặn đường hắn rồi cho người xông lên hội đồng. Tiêu Ninh bị gãy tay đánh lại không lại, người ta chỉ đành phải để đại tỷ quất roi thay mình. Ôi trời, con chó Liệu Tịch lại nhắm đến cô nương xinh tươi như hoa này rồi. Tiêu Viêm đang thảnh thơi tuần ra thì một hộ vệ chạy tới báo có đánh, nhanh liền đi qua. Ngay lúc thiếu nữ bị Gia Liệt áo ép sát thì thiếu niên đến giải cứu, cơ mà tay đặt ở đâu thế kia. Hai người nam chính cùng Gia Liệt áo combat cực mạnh, anh chàng áp dụng 2 trường hỏa đã được học oánh học máu đối thủ. Huân Nhi như có cảm ứng, cứ có cảm giác Viêm ca ca của nàng đã xảy ra chuyện. Quả nhiên dù có là thiên tài nhưng đấu khí bát đoạn đánh tam tinh đấu giả hơi khó. Lần này thiếu niên ăn hành mất rồi, ngay lúc Huân Nhi chạy đến thì thấy ca ca đang bị Gia Liệt áo hạ sát thủ. Ông đây đánh không lại thì còn có sư phụ cứu vớt. Dược lão từ chiếc nhẫn phát ra năng lượng đánh bay đối thủ. Ông Bô phản diện thấy con trai cưng trọng thương tức giận bộc phát uy áp đòi Tiêu Viêm trả mạng. May mà có Huân Nhi miễn cưỡng chống đỡ. Nàng ôm ca ca thấy có một luồng ánh sáng trắng liền phát hiện ra bên cạnh hắn có người giúp đỡ. Đúng lúc này Tiêu Chiến đến kịp thời dùng cuồng sư nộ cương chén trước mặt đôi huynh muội. Hết đến cuộc chiến của hai thằng con, giờ lại đến cuộc chiến của hai ông Bô. Gia Liệt nộ nhị trưởng lão đúng lúc trở về hóa giải nguy cơ cho tộc trưởng nhà mình. Hai bên không ngừng công kích lẫn nhau, nhân lúc người nhà Tiêu gia không chú ý mang người đi mất. Tiêu Chiến đưa ngưng huyết tán để thằng con trị thương, anh chàng tạ ơn ông Bô cũng cảm ơn Huân Nhi vì đã bảo vệ mình. Phía Gia Liệt gia Liệu Tịch đề ra ý luyện hồi thiên cao mà đích thân sư phụ hắn truyền lại, chỉ cần sư phụ hắn ra tay thì Tiêu gia không thể ở lại Ô Thàn thành này được nữa. Chờ tên bất nam bất nữ này rời đi, Gia Liệt áo nói với phụ thân tình nguyện từ bỏ tình yêu đổi lấy thiên hạ. Chúng không biết rằng mọi kế hoạch của mình đã bị Tiêu Viêm trốn trên nóc nhà nghe lén hết. Đêm hôm đó đồ háo sắc đang hưởng thụ mỹ nhân trái ôm phải ấp, còn đang tưởng tượng được chấm mút Huân Nhi thì bị nàng ấy giết chết. Tiêu Viêm còn chưa kịp giết người thì đã bị kẻ khác nẫng tay trên. Hắn cũng không ngờ tiểu nha đầu lại biết mật pháp. Phía Gia Liệt gia Liễu Tịch chết rồi, dù không biết là ai giết nhưng vẫn cứ tìm cách viết thư cho sư phụ hắn đổ tội cho Tiêu gia. Hôm sau Tiêu Viêm đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gặp Nhã Phi. Hắn muốn hỏi cô nàng chuyện nhà Gia Liệt chuẩn bị thu mua dược liệu để chế hồi thiên cao. Liệu cô nàng có biết Gia Liệt tất mua của nguồn nào không? Chẳng trách nàng ấy thấy nhị trưởng lão Gia Liệt ra sáng nay ra khỏi thành. Bên ngoài Ô Thản thành chỉ có một tiệm bán dược liệu ở dãy núi Ma Thú thuộc vùng núi phía đông. Tiêu Viêm rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ rồi tạm biệt phụ thân, bám theo đoàn xe của Gia Liệt ra. Trước khi rời đi, anh nhờ ông Bô đưa bình bổ khí đan cho Huân Nhị hộ. Nam chính chạy vào Ma Thú Sơn Mạch, một nơi nguy hiểm rình rập tứ phía này, may mà còn có sư phụ giúp anh quan sát xung quanh lúc đột phá. Dược lão hiện ra khen ngợi tiểu đồ đệ, vừa rồi có một con ma thú nhất giai tiềm phục bị khí tức hắn phát ra dọa chạy mất. Giờ anh đã đột phá cửu đoạn đấu khí đủ để đối phó với ma thú nhất giai, nhưng nhị giai thì không được. Ông già ngại phiền tặng đồ đệ bảo bối một món pháp bảo to tổ bố nặng vỗn cả lại.
Cái này gọi là huyền trọng xích, trọng lượng của nó sẽ làm ức chế đấu khí của anh chàng. Đeo lên thanh đao nặng như chỉ, hắn khó khăn bước đi dăm ba bước lại ngã uịch uịch một lần. Sau ba hôm luyện công ngã muốn sức cái đầu, rốt cuộc Dược lão cũng thấy đồ đệ có khả năng để choảng nhau với Gia Liệt Nộ rồi. Chợt một tiếng kêu cứu vang lên, gần đó có một cô gái bị ma thú đuổi giết, đó là hợp viên chuyên hành hạ thể xác nữ nhân. Không ngờ ma thú lại có loại khốn khiếp chẳng kém Liễu Tịch. Theo lời ông già bỏ xuống thanh đao, quả nhiên cảm giác tràn đầy năng lượng này rất tuyệt. Dị là một màn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, ô hay người ta đã cứu cô còn ném bột thuốc vào mặt người ta thế. May mà nam chính nhanh trí bịt đường hô hấp mới không sao. Cô gái này là tiểu y tiên của Vạn Dược Trai, này thì kêu thả tay à, đấy ngã ra đất rồi thấy chưa, đã bảo ông đây không phải yêu dâu xanh rồi cơ mà. Hóa ra nàng vào đây để hái thuốc cùng Thái Dược Đoàn nhưng không cẩn thận nên đã lạc mất họ. Bản thân vốn là y sư của Vạn Dược Trai ở Thanh Sơn Trấn. Nam chính nhanh chóng hỏi cô có biết hướng đi đám người Gia Liệt hay không. Biết thì có biết đấy, nhưng tiểu y tiên muốn Tiêu Viêm đưa mình về Thái Dược Đoàn mới chịu nói ra manh mối cơ. Thôi thì anh đành phải đưa cô nàng về vậy. Phía đồn trú lang đầu Dung binh đoàn, thiếu đoàn trưởng Mục Lực thấy phái Đông Nam có nhiều xà vĩ báo rình rập, vội vàng dẫn người chạy qua. Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên đi đến thấy tình hình không hay, sợ phía Thái Dược Đoàn xảy ra chuyện liền nhanh chóng đi qua. Thấy xà vĩ báo, anh chàng lập tức phát ra đấu khí đánh bay một con. Với khí thế một mình anh chấp hết giết sạch lũ ma thú. Mục Lực thưởng thức, thiếu niên liền kéo hai đầu xà vĩ báo đến cho hắn. Dược lão chê tiểu độ đệ mù văn hóa rồi nói đây là nhất gia ma thú, phần đầu của nó có khả năng lấy ra được ma hạch, đó là đồ tốt mà ai cũng muốn có. Cho nên Dung binh đoàn có quy tắc, ai giết được thì nó thuộc về người đó. Do ma thú sơn mạch có vô số ma thú dược liệu phong phú mới hay tìm được một số thứ hiếm có. Dung binh đoàn và Thái Dược Đoàn thường xuyên kết bạn và cùng nhau vào núi hợp tác. Mỗi tội trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này vẫn có những dòng binh ác độc cướp hết tất cả thứ có giá trị. Sau một hồi vật lột thế quỷ nào, anh thật sự móc ra được ma hạch. Loi Hứa đã thực hiện Tiêu Viêm muốn tiểu y tiên nói tin tức về đoàn người Gia Liệt ra cho hắn biết. Nhưng cô nàng lại kéo anh đến một nơi khác, nói phải bảo vệ cô ta thêm một ngày nữa. Thôi thì dù sao Nạp Ni gia tộc ngừng cung cấp dược liệu rồi, Gia Liệt Nộ phải tìm nhà khác lại thua tước, vẻ nũng nịu nan nỉ của nàng ta. Dù cô muốn cho lắm cũng chỉ đành phải đồng ý. Đo ản người Gia Liệt Nu đã đến Gan Thanh Sơn Trấn. Phía Tiêu Viêm, Dược lão để anh chàng hái thuốc cùng Thái Dược Đoàn tạo nền tảng để sau này trở thành một luyện dược sư chân chính. Ông hướng dẫn anh phân biệt các loại dược liệu rồi để Tiêu Viêm đi nhổ Hoàng Liên Tinh, không đúng phải là Huyết Liên Tinh mới đúng. Aizo vận khí tốt ghê, đợi sau khi hắn đến ngưỡng đấu giả là có thể dùng rồi. Mục Lực gần đó đi đến xưng huynh gọi để kêu gọi anh chàng gia nhập dòng binh của hắn. Cái cô tiểu y tiên này rời mắt tí thôi đã mất mẹ giấu rồi, lúc tìm được thì thấy đang ở sát vực thảm. Nàng ta phát hiện dưới đó có một sơn động, đoán bên trong nhất định là có bảo tàng. Mỗi tội cửa động có nham xà hoạt động, ối rồi ôi cô đánh không lại muốn Tiêu Viêm hỗ trợ mình chiến lợi phẩm chia đôi cơ mà, a đâu chịu. Tiểu y tui in chỉ đành móc tay hứa song vi sẽ nói tin tức về đám người Gia Liệt cho anh biết. Dị là Tiêu Viêm cho cô nhỏ trải nghiệm cảm giác mạnh nhảy băng di, anh cũng nhanh chóng nhảy xuống ôm cô nàng. Ối giời, nhảy thế nào mà phải ôm con gái nhà người ta đu dây thế kia. Tiểu y tiên không ngừng dãy giữa mắng hắn phi lễ. Trời ơi bà cô à, người ta đang giữ để cô khỏi ngã đấy. Hai người đứng trước mỏm đá, Tiêu Viêm hút một cái dây leo gần cửa hang, không ngờ lại kinh động đến con rắn. Da của nó rất dày đến cả phi đao của tiểu y tiên cũng không xuyên thủng được. Thấy nham ẩn xà lao đến, nàng ta sợ hãi núp trong lòng anh chàng, Tiêu Viêm dễ dàng đánh bay nó xuống dưới vực. Ơ hay đã giúp cô thì chớ sao cứ mắng người ta xấu xa thế. Cả hai đu dây đi vào hang động, đi mãi mà chả thấy cái vẹo gì. Lúc này Dược lão nhắc Tiêu Viêm xem khối nham thạch trên vách tường có ấn xuống được không. Quả nhiên sơn động này có cơ quan, của đá mở ra, không ngờ ở đây có băng linh diệm thảo còn có vàng bảo châu báu. Anh chọn lấy mỗi băng linh diệm thảo còn lại 3 cái dương cho Tiêu Y Tiên hết. Nàng ta đi hái dược liệu xung quanh để Tiêu Viêm tìm cách mở ra mấy cái dương đó. Bỗng nhiên A thấy cái xương sườn trên bộ thi thể cứ là lạ, hóa ra là chìa khóa, gọi Y Tiên lại gần mở ra dương đầu tiên. Bên trong là Thất Thái Độc Kinh, xem ra chủ nhân hang độc là một độc sư rùi. Cái dương thứ hai là huyền gia cao cấp phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực. Đang muốn mở ra cái thứ ba thì chợt một tiếng cười to vang lên, là lang đầu Dung binh đoàn Mục Lực. Quả nhiên không phải thứ gì tốt, hắn đòi anh chàng giao bảo vật cùng với Tiêu Y Tiên cho hắn. Tiêu Viêm kéo cô nàng chạy sâu vào bên trong hang động. Có Dược lão hỗ trợ anh làm ánh sáng trong động tối đi, khiến đám người Dung binh không nhìn thấy gì. Anh chàng mở ra con mắt camera ban đêm tránh thoát đám người dắt Tiểu Y Tiên ra ngoài. Ai mà ngờ Mục Lực đợi hai người ngoài cửa hang sẵn. Hắn ta là huyền gia đệ cấp đấu khí nam chính, dù có là thiên tài cũng khó đấu lại. Tình thế nguy cấp, Tiểu Y Tiên lấy ra còi thổi gọi chim ưng của mình để cả hai leo lên bay đi. Đến lúc anh chàng tỉnh lại thì thấy bản thân và Y Tiên an toàn rồi. Hiện giờ có dòng binh đoàn khác quanh đây nên Mục Lực mới không dám ra tay.
đã đến lúc nàng ta phải trở về Thanh Sơn trấn liền tạm biệt rồi để lại tờ giấy viết tin tức cho anh chàng. Trên đó viết đoàn mua dược liệu ra Liệt Tất tạm thời thay đổi lộ trình đến Vạn Dược Trai mua dược liệu, rất là chu đáo đánh dấu vị trí bọn họ đang đi đến. Tại một góc nào đó của Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm ngồi điều tức rồi uống tụ khí tán mà dược lão đã luyện cho mình từ trước. Rốt cuộc anh chàng đã đột phá lên đấu giả rồi. Dược lão hiện ra nói xem khí tức hắn đã là nhị tinh đấu giả mà cũng phải cảm tạ Mục Lực. Có áp lực mới giúp hắn nhanh chóng kích phát tiềm năng, lão lại tặng cho đồ đệ một quyển công khám quỷ dị tình cờ có được. Ông gọi nó là phần quyết, tuy chỉ là hoàng gia nhưng lại có thể cùng đấu khí của Tiêu Viêm tăng trưởng. Cuối cùng nó sẽ vượt qua cả huyền giai, địa giai, đấu thiên giai. Tuy lợi hại đấy nhưng ông chưa thấy ai luyện thành công cả. Dù vậy anh chàng vẫn muốn được học nó. Huyết Liên Tinh và Băng Linh Diệm Thảo chính là dược liệu cốt yếu để tu luyện phan quyết hậu kỳ. Hơn nữa phi hành đấu kỹ là một loại đấu kỹ cực kỳ chân quý, đợi hắn xử lý đoàn mua thuốc lão sẽ giảng giải cho nghe. Còn về hài cốt dưỡng lão cũng không phát hiện ra cái gì cả. Nhìn thấy tấm bản đồ trên tay đồ đệ, ông nhận ra đây là ký hiệu của Tinh Liên Yêu Hỏa. Đó là loại dị hỏa xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng, mà với năng lực của mình lão cũng chỉ nuốt được cốt linh lãnh hỏa xếp thứ 11. Với thực lực hiện tại anh không thể trực tiếp nuốt dị hóa xếp thứ 3 đó được, cần phải nuốt mấy loại xếp sau trước để thích ứng. Việc quan trọng bây giờ là tu tập tốt phần quyết. Đoàn xe của nhà Gia Liệt gần tới kinh thành, mà phía anh chàng thì tu tập thành thục hấp trưởng và suy hỏa trưởng. Cơ mà anh thấy tu luyện phần quyết mà đấu kỹ chả có tiến triển gì rõ rệt cả. Đó là vì đẳng cấp của phần quyết chỉ đang là hoàng giai cấp thấp. Không có dị hỏa thì chỉ có cách luyện từng bước thôi. Tiêu Viêm muốn suy luôn rồi bị sư phụ cho ăn quả lửa hơi to. Khi anh thu thập được dị hỏa, đẳng cấp của phần quyết sẽ đột phá vượt lên cả thiên giai. Có điều việc thiếu mất phần đầu của phần quyết mới là điểm chí mạng. Dị là dược lão dạy đồ đệ một chiều phòng thân rồi hướng dẫn anh dùng tạm cổ linh lãnh hỏa. Dược lão cảm ứng được đoàn mua dược liệu gần đến đây rồi. Thanh đao huyền trọng xích cản đường đám người làm chúng nhấc không nổi. Gia Liệt Áo thấy tộc nhân bị tấn công liền giơ cung tên bắn hắc y nhân. Hắn nhận ra đây là Tiêu Viêm. Anh nhấc thanh đao lên cùng Gia Liệt nộ combat cực mạnh, rất nhanh đẩy con mợ nó lão xuống vực luôn. Gia Liệt Áo nhận được tin tức xe chở dược liệu bị hủy, nhị trưởng lão thì đang xuất khỏi server. Lão ta bàng hoàng không thôi, mà đại thiếu gia bên cạnh nghe đến có người dùng đấu kỹ xâm bạch hỏa diệm liền nhớ đến vết thương của mình do Tiêu Viêm gây ra. Chuyện đến nước này, để trả nợ cho đống dược liệu bị hủy, ông ta chỉ đành để con trai đi bán đất. Phía Tiêu gia Tiêu Chiến nghe tin tức kẻ thù gặp xui xèo cười ha hả vui vẻ không thôi. Còn phải giao bán phường thị trả nợ nữa, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Tiêu Viêm nói với phụ thân rằng hắn đã đồng ý làm đệ tử của luyện dược sư thần ý. Ít lâu nữa sẽ ra ngoài thành luyện tập, con trai được luyện dược sư thu đồ, ông vui vẻ còn không kịp nữa là xem ra tương lai của Tiêu gia phải dựa vào Tiêu Viêm rồi. Phụ thân đi rồi, Huân Nhi đi đến nói tin tức học viện Gia Nam Chiêu Sinh cho Nam Chính nghe. Cơ mà anh không có hứng thú lắm trở về phòng tu tập luyện dược, nhờ sự chỉ dạy tận tâm của lão sư rốt cuộc cũng luyện thành đan dược sắp đột phá tam tinh tới nơi. Phía Gia Liệt gia rốt cuộc ông ta phải bán hai cái phường thị để trả nợ, nghe đến người mua là Tiêu gia tức tới nỗi thổ huyết ngất xỉu. Tại học viện Gia Nam, hai người Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi tới quảng trường tuyển sinh, gặp được biểu tỷ cùng Tiêu Ninh, Tiêu Mị. La bố của học viện Gia Nam tuyên bố điều kiện để đỗ, chỉ cần sức mạnh của mọi người đạt tới bát đoạn đấy kỹ thì viên thủy tinh này sẽ phát sáng. Huân Nhi cùng mấy người khác của Tiêu gia lên trước. Đến lượt anh chàng thì đá sáng đến mù con mắt luôn, nắng cao đỉnh đầu người xung quanh ai cũng choáng váng vì nóng. La bố ngạo mạn nói đây là quy định của học viện nên mới bắt mọi người chờ. Mẹ nó chứ không biết là quy định của học viện hay là của hắn. Lúc này Nhã Lâm đạo sư nói học viện tuyển sinh dựa vào thực lực mà phân theo cấp, nhất tinh đấu giả cấp D, nhị tinh đấu giả C vân vân và mây mây, cấp cao nhất là cấp S ngũ tinh đấu giả. Huân Nhi lên trước tiên báo mình là lục tinh đấu giả, lão sư nghe vậy liền khen nàng thiên tài. Nhưng cô không cho là thế, Tiêu Viêm ca ca dùng một năm từ bát đoạn lên đến tam tinh đấu giả, ai mạnh ai yêu còn chưa biết đâu. Thực ra anh đã là tứ tinh đấu giả rồi cơ. Anh muốn xin lão sư ra ngoài hẳn một năm để lão sư đồng ý anh chọn cách cùng nàng ấy tiếp 20 hiệp. Người xung quanh thấy tình hình này xôn xao không thôi, Nhã Lâm lấy ra một thanh kiếm để Tiêu Viêm làm vũ khí. Còn bản thân thì dùng roi được khảm ma hạch, công lực ít nhất được nâng lên một thành. Huân Nhi lo lắng Nam Chính đánh không lại Tiêu Ngọc bên cạnh vừa an ủi nàng ấy thì trên đài, anh chàng bị roi của lão sư ép sát còn hủy mất kiếm luôn cơ. Nàng ta xuất hẳn cả sát kỹ huyền giai trung cấp đấu kỹ Thủy Mạn Đà La. Nhã Lâm cứ tưởng lần này hắn không trụ nổi, ai mà ngờ tiểu tử này cũng được phết đấy chứ vẫn cứ đứng vững. Giữ lời hứa, nàng phê chuẩn đơn xin nghỉ của anh rồi tuyên bố cho các học viên 7 ngày để chuẩn bị, sau 7 ngày xuất phát đến học viện Gia Nam. Tiêu Viêm mời lão sư đến Tiêu gia trụ cơ, mà nàng cũng có nơi ở tại Ô Thản Thành, chỉ muốn đến bái phỏng một chút thôi. Hôm sau Tiêu Chiến cùng thằng con đón tiếp người của học viện Gia Nam. Ông già vui vẻ không thôi, dù sao ảnh hưởng của học viện Gia Nam ở Gia Mã Đế Quốc lớn hơn Mễ Đặc Nhĩ rất nhiều. Đến Vân Lam Tông cũng phải nể học viện vài phần,
Như vậy ít thì 3 năm sau nếu anh thất bại trong trận chiến với Nạp Lan Yên Nhiên, thì Tiêu Gia vẫn cứ đứng vững ở Ô Thản Thành. Chợt trong đám đông hóng nhiệt có một lão nhân thần ý có vẻ có địch với Tiêu Gia. Mà Tiêu Viêm cũng phát giác ghim lão trong lòng. Tiêu Chiến thấy Huân Nhi chạy tới thân thiết ôm tay con trai, lòng suy tư không thôi. Thân phận của Huân Nhi không đơn giản, nếu hai đứa này mà hú hí thì chuyện lớn lắm đấy. Phía Gia Liệt, gia sư phụ của Liễu Tịch đến phủ đệ chính là lão đầu thần bí ban nãy. Hắn ta nghe nói Gia Nam học viện xây phòng khách ở Ô Thản Thành tại Tiêu Gia, nào dám có hành động gì kia cơ chứ. Hơn nữa cũng thừa biết bản tỉnh đồ nhi mình dâm đãng bị người ta trừ khử cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Phía Tiêu Viêm anh chàng về phòng thất thần, nhưng nghe sự phụ nhắc đến hiệp ước 3 năm đành phải lấy lại tinh thần. Đi ra ngoài hoa viên thì quái nào gặp được Nhã Phi. Hóa ra tỷ ấy đến đây an ủi cậu việc phải ra ngoài một mình cũng là để tiến anh chàng trước. Bỗng một người hầu chạy tới đưa thư khẩn. Là trang sức của Tiểu Y Tiên, hơn nữa trên đó còn viết nàng ấy gặp nạn khu rừng ngoại thành liên quan đến Mục Lực. Chờ Tiêu Viêm đi rồi, Nhã Phi gọi ra Huân Nhi đang nấp đằng sau khuyên cổ đi gặp Tiêu Viêm lần cuối. Lúc Nam Chính chạy ra ngoài thành thì gặp công kích của Gia Liệt Tất. Ông ta không thể hãm hại người khác nữa, rơi vào đường cùng chỉ có thể phẫn uất mà tự mình ra tay. Ngàn cân treo sợi tóc, ngay lúc hắn bị ông ta tóm cổ thì một kiếm của Huân Nhi xuyên thủng cứu lấy thiếu niên. Mạng thì cứu được rồi, mỗi tội cả hai phải ôm nhau rơi xuống, từng ký ức cả hai cùng nhau trải nhau hiện ra. Tiêu Viêm mọc ra tử vân rực dị là lại ôm nhau bay bay, nhìn thiếu nữ yêu kiều nũng nịu anh lại nhớ đến lời phụ thân nói với mình. Đúng là Tiêu Viêm rất thích nàng ấy còn muốn được ở bên, nhưng ông Bô lại nói thân phận nàng không đơn giản, đang muốn hỏi thẳng Huân Nhi thì nàng lại cản. Tại Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên nhận thư tình báo Tiêu Viêm vài tháng ngắn ngủi đột phá đến ngũ tinh đấu giả. Dù là thế cô ả cũng không chịu hạ thân phận gả đến Ô Thản Thành. Lệnh cho các diệp đến Đan Vương Cổ Hà một chuyến lấy cho cô ta đan dược tốt nhất tăng tốc tu luyện. Phía Ma Thú Sơn Mạch, Mục Lực bắt được Tiểu Y Tiên còn nhận được tin Tiêu Viêm đã ra khỏi thành. Thế thì hắn sẽ giải quyết luôn anh chàng lấy chìa khóa mở dương kho báu cuối cùng, mà nam chính của chúng ta thì thả Huân Nhi tự về rồi bay đi. Một tháng sau, khi sư đồ Tiêu Viêm và Dược Lão Sư ẩn náu trong huyệt động tu luyện, nam chính lúc này gân guốc nổi khắp người đột phá lục tinh đấu giả. Còn chưa kịp đắc ý thì sư phụ đã nhắc nhở ước hẹn của cậu với Nạp Lan Yên Nhiên chỉ còn một năm nữa thôi, phải nắm chắc thời gian. Phía bên ngoài dãy núi Ma Thú, đám người lang đầu đang dong binh đoàn tìm kiếm cái đầu 8.000 kim tệ của cậu. Ngứa mắt chúng, Tiêu Viêm liền ra tay đẩy ngã một tảng đá lớn làm kinh động khắp nơi. Ma Thú đang ngủ bị đánh thức, tức giận bèn lao ra đánh cho mỗi đứa một chưởng. Mắt thấy Ma Thú sắp làm thịt một tên lính, Tiêu Viêm liền dùng cự xích đỡ cho hắn một đòn. Rồi quay qua nói Ma Thú để tên này lại cho cậu. Nhưng Ma Thú nghe không hiểu, vẫn tiếp tục xông lên đánh trả. Thấy vậy, nam chính đành phải xuống tay đánh cho nó hiểu thế nào là lễ hội luôn. Sau khi ra tay diệt gọn Ma Thú, Tiêu Viêm quay qua trò chuyện giao lưu với tên lính lúc nãy, mới biết trên núi này khắp nơi đều bị tên Mục Lực thiết lập cạm bẫy. Điều cần biết cũng đã biết nên cậu thủ tiêu tên kia luôn. Trò chơi lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Sáng hôm sau, một mình Tiêu Viêm cầm đao đi đánh nhanh diệt gọn mười mấy tên lính Mục Lực phái đến tìm cậu. Đánh giết từ sáng đến tối, chợt cậu bắt gặp một đám binh lính đang ngồi nói xấu đoàn trưởng. Thế là nhân tiện cậu hỏi xem những cường giả mạnh nhất lang đầu dong binh đoàn đang ở đâu. Biết được tam đoàn trưởng là bát tinh đấu giả đang ở dưới chân núi, Tiêu Viêm liền lập tức đi tìm. Chuyển cảnh tới nơi đóng quân của lang đầu, hai cha con hắn sau khi biết tin binh lính của mình bị Tiêu Viêm giết sạch liền bày mưu bố trí lại kế hoạch để nhanh chóng bắt được cậu về. Còn phía Vạn Dược Trai, chúng quyết định phái người tung lời đồn Tiểu Y Tiên có được Y Kinh Thánh Điển thất truyền và huyền giai đấu khí công pháp của một vị cường giả nào đó. Bọn chúng muốn mượn tay những kẻ tham lam làm hại Tiểu Y Tiên. Sau đó hắn sai người gọi tam đoàn trưởng Hách Mông, thì được báo cáo là tam đoàn trưởng vì gái mà vào núi Ma Thú bắt Tuyết Hồ mặc kệ anh em rồi. Cảnh chuyển đến sơn trại của tam đoàn trưởng, hắn đang sắp sửa cùng người đẹp lăn giường thì đột nhiên bên ngoài một tên lính bay vào. Tức giận chạy ra ngoài thì thấy Tiêu Viêm một thân một mình tìm đến giết mình. Thế là hai người lao vào tác động vật lý lẫn nhau, tên mập lợi thế hơn về thể hình dị là dùng chiêu lấy thịt đè người đánh giáp lá cả hành nam chính ra bã. Thấy anh không còn sức kháng cự, đồ mập địch tiến tới định dùng chiêu cuối cho anh nổ tung cơ thể. Vừa định tiến tới dùng chiêu cuối khiến Tiêu Viêm nổ tung cơ thể, tên mập đã bị anh cho một đấm vào mồm văng xa 10 mét, không chịu thua hắn đứng dậy nhặt hòn đá ném anh nhưng cũng không xi nhê. Sau đó Tiêu Viêm dùng tốc độ ánh sáng phóng ra sau lưng tên mập cho hắn ăn bát cực băng. Cơ thể nổ tung đúng nghĩa như pháo hoa luôn. Thấy thuộc hạ bê quan tài của Hách Mông trở về, lang đầu vô cùng tức giận muốn băm thây vạn đoạn nam chính, ra lệnh từ ngày mai những ai thực lực ngũ tinh trở lên đều phải đi vào dãy núi Ma Thú tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm. Phía Y Tiên cô đang tiếp đón một vị khách hỏi về chuyện bản thân cùng Tiêu Viêm vào hang động tìm bảo vật. Tiểu Y Tiên nhanh chóng phủ nhận việc mình nhìn thấy bảo tàng mà đổ cho đoàn lính đánh thuê của lang đầu, để vị tiên sinh kia nhanh chóng rời đi. Lúc này hai sư đồ nam chính ở trong núi luyện công. Chứng kiến sư phụ mình dùng huyền trọng xích biểu diễn tuyệt chiêu diễm phân phệ lãng xích chứng tỏ uy lực của đấu kỹ địa giai.
còn được ông dạy lại cho mình chiêu thức này, bảo cậu chưa đến lúc cần thiết thì không được sử dụng. Tiêu Viêm vô cùng cảm kích. Hoàng hôn xuống, anh Tiêu của chúng ta đang ngồi luyện công bỗng nghe tiếng sáo trúc, đứng dậy nhìn xung quanh thì ra đã bị đám lang đầu bao vây uy hiếp. Anh giao ra chìa khóa bảo Dương Nam Chính không chịu, hắn liền sai người phóng mưa tên xuống muốn giết anh, nhưng anh Tiêu múa một đường là mấy mũi tên được xử lý sạch sẽ. Sau đó hắn nhảy qua đầu đám lính bỏ chạy, còn tiện mồm quay lại bảo Đố Anh bắt được em làm. Toán lính tức giận đuổi theo, rượt đuổi nhau từ sáng đến tận tối, cuối cùng Tiêu Viêm cũng bị Mục Xà đem quân đuổi tới ép vào đường cùng, không nhịn được muốn giết chết Nam Chính. Lão già Mục Xà cầm đao xông lên đánh anh văng xa 10 mét, gương mặt vô cùng đắc ý. Lúc này Tiêu Viêm nhớ lại tuyệt chiêu sư phụ mới dạy cho mình, vội đứng lên lần nữa. Anh rút ra Huyền Trọng Xích ngưng tụ đấu khí, dùng diễm phân phệ lãng xích chém ra một nhát hướng tới Mục Xà. Một đao của Mục Xà không đỡ nổi, binh đoàn của hắn toàn bộ ngã ngửa. Đến hắn cũng chật vật giữ cho mình không ngã ra đất. Tiêu Viêm sau khi dùng toàn bộ sức lực, khuôn mặt tái nhợt rơi xuống vực sâu. Rồi đột nhiên sau lưng anh mọc ra một đôi cánh màu tím vô cùng huyền bí. Tỉnh lại sau cơn hôn mê vì trận chiến với Mục Xà đêm qua, Tiêu Viêm thấy bên cạnh mình là Hải Tâm Giáp cùng một quyển đấu kỹ. Liền biết là đêm qua Vân Chi cô nương là người đã giúp mình, bèn gọi to tên cô nhưng chẳng có ai đáp lại. Dược lão sư hiện ra nói với đồ đệ ngốc của mình rằng Vân Chi cô nương còn để lại một món quà lớn hơn mà cậu chưa phát hiện ra. Lão sư kể rằng đêm qua chính cô nương kia lấy thân mình ra mạo hiểm giúp Tiêu Viêm trị thương, dùng cách đó khiến cho đấu khí tiến vào cơ thể cậu theo phương thức dịu dàng nhất. Còn dẫn dắt giúp anh hàng phục tử hỏa giúp thương thể cậu hoàn toàn bình phục, thực lực tăng mạnh. Nói xong bèn lấy trong tay hắn đấu kỹ Huyền Giai Bạo Bộ ra xem, khuyên cậu phải khổ luyện nhiều hơn mới mong đánh bại Mục Xà. Nghe tới đây thiếu niên sốt sắng nói lão sư hãy mau mau dạy cậu bạo bộ, sư phụ nói rằng nếu Tiêu Viêm dựa vào tử hỏa để thăng đấu sư e là sớm hóa thành cho bụi, bắt buộc trong một tháng tới phải săn giết hơn 5 con ma thú nhất giai để khiến đấu khí hỗn loạn trong cơ thể ổn định trở lại, nếu không sau này gặp được dị hỏa cũng không có tư cách để thôn phệ. Trong rừng hai anh em nhà kia đang cùng nhau chạy trốn khỏi sự truy bắt của Ca Mục nhị đoàn trưởng thì gặp Tiêu Viêm. Biết nhị đoàn trưởng binh đoàn lang đầu đang ở gần đây, Nam Chính liền muốn lao lên nghênh chiến. Ai ngờ vừa bay lên một cành cây thì cành cây liền bị gãy ngã dập đuýt. Ca Mục phía xa dẫn đầu đoàn kỵ binh đi tới, vừa ló mặt ra thì ăn ngay một đá của Nam Chính ngã văng ra đất. Chưa kịp hoàn hồn thì được bồi thêm một đấm nữa mất mặt. Hắn tức giận lao lên trả đũa thì như lấy trứng chọi với đá. Tiêu Viêm đánh hắn xong bèn quay người lại hỏi biết bố mày là ai không. Ca Mục sau khi biết người trước mặt là Tiêu Viêm lúc này mới rút vũ khí ra quyết chiến. Rốt cục thì vẫn bại dưới đao của Nam Chính, nhưng tên này dùng tung tích của tiểu y tiên cô nương ra để đánh lạc hướng, định bắt Linh Nhi làm con tin nhưng đã kịp thời bị Tiêu Viêm chặn lại không rõ sống chết. Chỉ biết hôm nay là ngày giỗ của hắn. Vừa xong chuyện, Tiêu Viêm đã vội vội vàng vàng lao đến giải cứu tiểu y tiên. Màn đêm buông xuống ở vạn dược trai, anh chàng từ trên mái nhà nhảy vào phòng tiểu y tiên, muốn đưa cô ra khỏi nơi này để anh yên tâm xử lý đám lang đầu dòng binh đoàn. Tiểu y tiên nghe vậy nhanh chóng mời anh uống miếng trà rồi bàn bạc xem nên đối phó thế nào. Đang lúc hai người mải mê tâm sự tuổi hồng thì Diêu tiên sinh cùng một toán thuộc hạ bước vào. Tiểu y tiên bèn giới thiệu Tiêu Viêm chính là ca ca mình. Tới đây anh cũng bước lên nói muốn đưa muội muội của mình ra khỏi đây. Một tên thuộc hạ nhìn thấy Nam Chính bèn lén lút đi bẩm báo cho hai cha con Mục Thị tung tích của anh. Dù đã đưa tiền nhưng Diêu tiên sinh vẫn không có ý để hai anh em rời đi. Một mực ép cô giao ra thất thải độc kinh cho hắn, còn nói từ lúc bước vào phòng đã hạ độc Tiêu Viêm, thế nhưng người tính không bằng lòng dạ con gái tính. Tiểu y tiên cao tay hơn đã giải độc của thiếu niên bằng chén trà lúc nãy, hơn nữa còn hạ độc ngược lại Diêu tiên sinh bằng ghế của mình, khiến kẻ ham sống sợ chết như ông ta phải thả hai người đi để đổi lấy thuốc giải. Sau khi được thả, tiểu y tiên ra sân gọi Tiểu Lam tới đón hai người rời đi. Nam Chính của chúng ta hình như chê cuộc sống quá yên lành, một mình tìm tới hang ổ của lang đầu dòng binh đoàn khiêu chiến cha con Mục Xà. Anh cầm đao dũng mãnh xông lên tiêu diệt gọn một toán lính. Sau đó cuôn ngầu huýt sáo một cái, từ trên trời Tiểu Lam cùng người đẹp xuất hiện hậu thuẫn giải độc chết đám lính còn lại. Nàng còn tranh thủ đáp xuống dặn dò anh hãy cẩn thận rồi mới rời đi. Mục Xà thấy binh lính gục hết đành tự mình cầm vũ khí xông lên. Hắn tung chiều định cướp cự xích của anh nhưng không thành, ngược lại còn bị anh cho một trưởng bát cực băng hộc máu mồm. Bất quá hắn đành phải dùng đến tuyệt kỹ mới luyện thành của mình, hy vọng đánh bại anh, nhưng nhân vật tuyến phụ làm sao qua được hào quang Nam Chính. Chỉ bằng một chiêu diễm phân phệ lãng xích, Tiêu Viêm thành công hạ gục Mục Xà, đang cùng người đẹp ăn mừng thì lại bị một tên lính chưa chết cầm kiếm đâm lén. May nhờ có Hải Tâm Giáp Vân Nhi cô nương để lại giúp anh đỡ một kiếm này, thành công bảo toàn mạng sống. Thế là sau bao nhiêu biến cố, anh lại cùng người đẹp cưỡi trên lưng chim bay về nơi xa tĩnh dưỡng một thời gian. Đúng như đã nói, tiểu y tiên dẫn Tiêu Viêm tới một tiểu cốc có năng lượng cực kỳ sung mãn, khắp nơi trên đất sinh trưởng đầy dược liệu, thế là người luyện dược liệu, người luyện công pháp. Bên trong sơn cốc cuộc sống cứ thế yên tĩnh trôi qua.
Một ngày nọ, Dược lão sư gọi Tiêu Viêm tới nói rằng bên trong núi ma thú có thể tìm được băng ma thú nhị giai. Lúc đi săn ma thú, cậu bắt gặp Linh Nhi cô nương và Ca Cương hôm bữa bị Ca Mục truy đuổi cũng đang ở trong rừng. Nhỏ thay họ đi săn ma thú nhưng lại bị băng tuyết ma thú nhị giai săn đuổi ngược lại, thấy chuyện bất bình thân là nam chính phải ra tay cứu giúp. Tiêu Viêm xông lên vừa dùng một chiêu đã đánh gục ma thú, nhưng từ trên người nó lại không tìm thấy ma hạch nhị giai, biết rằng cậu rất cần ma hạch nhị giai thế nên để cảm tạ ơn cứu mạng. Cô nương Tinh Diệp đã lấy ma hạch trên vòng cổ của mình đưa cho cậu, thành công trở về nhà thì cậu thấy Tiểu Y Tiên ngất xỉu trên đất. Hóa ra nàng là thể chất đặc thù trăm năm khó gặp ách nan độc thể. Phải dựa vào việc ăn thuốc độc để tăng thực lực bản thân, nếu có một ngày độc thể không thể áp chế được độc đấu khí trong cơ thể, thì sẽ mang đến cơn đau vạn độc phân tâm dần dần chết đi trong giày vò, thấy người đẹp hôn mê nhưng bản thân không thể làm gì. Khi nàng tỉnh lại, Tiêu Viêm hứa sẽ chăm sóc và nghĩ cách giải ách nan độc thể cho nàng. Đợi nàng khỏe rồi cùng đi du lịch khắp đấu khí đại lục, nhân ngày đẹp trời Tiểu Y Tiên muốn rủ nam chính ra ngoài đi dạo. Hai người cùng nhau ngắm hồ điệp, Y Tiên nói đúng là những điều đẹp đẽ thì chóng qua, ước gì có thể ở bên cạnh Tiêu Viêm mãi mãi. Nghe vậy Tiêu Viêm hứa rằng chừng nào chưa giải được ách nan độc thể cho nàng anh sẽ không rời đi. Đột nhiên trời đổ mưa nhưng Y Tiên chưa muốn về, nàng dặn anh rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận tự chăm sóc tốt cho mình. Rồi tựa đầu vào vai anh, hôm sau khi hái thuốc trở về, Tiêu Viêm vào nhà gọi không thấy Tiểu Y Tiên trả lời. Chỉ thấy trên bàn một lá thư tạm biệt, nhân sinh gặp gỡ cũng như một giấc mộng mong ánh trăng chiếu sáng đến chàng. Ta cũng có việc phải thực hiện, mong chàng đừng tìm ta, vốn biết rằng từ xưa đến nay chưa có ai chữa được ách nan độc thể. Nàng làm vậy là không muốn Tiêu Viêm lãng phí thời gian vì nàng. Đọc xong lá thư, anh ráo riết chạy khắp nơi tìm cô gái nhưng không thấy đâu nữa, chỉ biết bật khóc trên đám cỏ tự hứa rằng một ngày nào đó sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, trạng thái ngủ say của Tiêu Viêm cuối cùng đã bị đánh thức. Chỉ mất mấy ngày đã có thể thành thục sử dụng tử sắc hỏa diệm, đồng thời dựa vào phần quyết thôn phệ lấy nó. Thành công tấn thăng lên đấu sư nhất tinh, sư đồ họ lên kế hoạch đến sa mạc tháp qua nhĩ ý muốn tìm kiếm dị hỏa ở đó. Mà muốn đến được đó, con đường duy nhất là ngồi lên hậu nghệ điểu. Loại sinh vật này chỉ ở Hắc Nham Thành mới có, cậu và Dược lão sư quyết định tới đó tham gia luyện dược sư công hội. Mục đích chính là thi lấy danh hiệu luyện dược sư. Sau đó nhờ người trong công hội tìm kiếm giúp ma hạch tam giai luyện chế huyết liên đan để có thể tiếp cận dị hỏa, nhưng muốn thôn phệ dị hỏa tổng cộng cần 3 thứ phụ trợ không thể thiếu. Mà huyết liên đan chỉ là một trong 3 thứ, thứ hai là băng linh hàn tuyền giúp bảo vệ nội tạng khỏi sức nóng hủy diệt của dị hỏa. Cuối cùng là nạp linh có thể mở ra một không gian nhỏ đặc thù trong cơ thể dùng để lưu trữ dị hỏa. Vừa bước vào sảnh công hội, Tiêu Viêm không có thư giới thiệu của lão sư nên bị binh lính chặn lại. Bên cạnh là hai sư đồ nha đầu Lâm Phỉ kiêu căng cũng đến luyện thi dược sư nhất phẩm. Biết Áo Thác là phó hội trưởng công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, đám lính liền cho họ vào trong ngay. Thế nhưng Tiêu Viêm vẫn bị đứng ngoài, lại còn bị một tên áo tím từ đâu mọc ra chế giễu. Nhanh trí cậu nhân cơ hội dùng thực hỏa ngưng tụ trừng phạt tên này, thế quỷ nào lại chứng tỏ được thực lực luyện dược sư của mình. Hai tên lính lúc nãy còn coi thường giờ lại cung kính mời cậu vào trong. Sắp tới giờ bắt đầu thi, Tiêu Viêm cầu kiến muốn nhờ công hội tìm giúp một vài dược liệu. Hai vị đại sư bật cười nói phải xem cậu có vượt qua được khảo hạch không đã. Vừa dứt lời thì Tuyết Mị cũng tới, khảo hạch luyện dược sư chính thức bắt đầu. Không yêu cầu đẳng cấp đan dược, chỉ cần luyện thành hình là được, thời gian thi nửa canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Viêm luyện ra tăng khí tán thành công cùng hai người đẹp vượt qua khảo hạch. Như nam chính nói vậy thôi chưa đã, Fred muốn tiến hành khảo hạch luyện dược sư nhị phẩm. Đề thi lần này của anh do Lâm Phỉ chọn luyện chế phục thương đan đan dược nhị phẩm đỉnh cấp. Trước mặt mọi người, anh Tiêu gọi ra tử hỏa bắt đầu luyện chế, trong đan đỉnh dần hiện ra hình dáng một viên đan dược. Dưới sức nóng của hỏa diệm, đan đỉnh bỗng dưng nổ một tiếng rồi bốc khói đen nghi ngút. Hết thời gian khảo hạch, Tiêu Viêm lôi ra một cục đất đen xì khiến Lâm Phỉ cười phá lên chọc quê. Nhưng chưa đến 6:30 chưa biết ai hơn ai, anh mên thổi một hơi lớp đất bay đi để lộ ra viên đan dược nhị phẩm phẩm chất cao cấp khiến ai cũng trầm trồ. Thành công nhờ được hai vị đại sư giúp mình tìm kiếm ma hạch tam giai và băng linh hàn tuyền. Để tìm được đạo cụ giúp thôn phệ dị hỏa băng linh hàn tuyền, Tiêu Viêm gia nhập luyện dược sư công hộ. Sau khi thay trường bào đeo lên huy hiệu, anh bước vào phòng gặp hai vị luyện dược sư cao cấp. Băng linh hàn tuyền là thiên tài địa bảo hiếm gặp, với thực lực của hắn bây giờ hai đại sư không hiểu anh cần gì đến nó. Tiêu Viêm không trả lời mà chỉ nói sáng mai sẽ rời khỏi thành đi đến biên giới phía đông đế quốc. Áo Thác đại sư tìm cho anh tất cả các ghi chép về giao dịch trong Gia Mã đế quốc. Ngân hàng Ưng vẫn không tìm thấy thông tin nào có ích, nam chính chỉ đành thở dài. Đang muốn rời đi thì Áo Thác gọi anh lại, dẫn tới một căn nhà u ám vỗn cả lại. Ông thật sự không muốn dẫn anh đến đây nhưng vì tiểu tử này quyết tâm nên thôi, chỉ đành phải vậy. Vào căn nhà, Áo Thác nhắc Tiêu Viêm cẩn thận thì bố ấy dẫm mẹ vài cơ quan ám khí, may mà có đại sư bên cạnh hóa giải. Đấy vừa nhắc khỏi mồm đừng nhìn vào mắt mê tâm ma thảo, nếu không sinh ra ảo giác bây giờ thì mắt ảo giác thật.
Nhìn thấy quỷ nào từ ông già mập ú thành một gái đít mẩy luôn, đại sư dẫn anh lên tầng buộc miệng mắt lão già thối luyện dược chính tông không học học ba cái thứ gì đâu. Chợt một giọng cười ha hả quái dị vang lên mắng áo thác, dị là ngài phí hội trưởng luyện dược sư công hội tức chít đá cánh cửa đá tự làm đau chân mình. Hừ hừ ông tức rồi đấy nhé, đấu khí phát ra thực lực chắc đấu linh đá bay luôn cánh cửa ép đối phương thành trà giò. Ui ui căn phòng này toàn là dược liệu quý hiếm thế này phong phú ghê nơi. Vừa quay đầu lại đã thấy một lão già tính tình quỷ dị sau lưng làm quanh hết hồn à. Áo thác nói người này tên cổ đặc làm sao để hắn đổi băng linh hàn tuyền thì phải xem bản lĩnh của anh chàng rồi. Trước khi đại sư rời đi còn uy hiếp nếu tiểu tử của ông ta có mệnh hệ gì ổng sẽ công bố hết bảo bối cổ đặc đang có. Như dị người trong thiên hạ ai cũng biết kiểu gì lão già hâm này cũng sẽ gặp rắc rối. Chỉ còn hai người trong phòng Tiêu Viêm lấy ra bán sinh tử tinh nguyên làm điều kiện để trao đổi. Con khỉ cổ đặc tham lam vẫn muốn tranh thủ moi móc thêm gì đó cơ mà nam chính nhà ta tỉnh lắm giữ một cái đầu lạnh giả vờ rời đi. Ngay lúc hắn vươn tay mở cửa thì cổ đặc ngăn lại đồng ý dùng bán sinh tử tinh nguyên trao đổi. Lão giật lấy lọ thuốc trên tay anh rồi đưa lại bình đựng băng linh hàn tuyền xem ra lào khỉ hâm này cũng giữ chữ tín dữ lắm, giao xong đồ liền đuổi nam chính mau đi. Tiêu Viêm đứng trên phố ngó thấy có người cưỡi tọa kỵ bỗng dưng ngưỡng mộ tiểu y tiên. Hừm hừm sau này hắn cũng nhất định phải có một sủng vật phi hành mới được. Chợt phía trước xảy ra ẩu đả là một lão già luyện dược tam phẩm tác oai tác quái, tên đồ đệ của hắn thấy Tiêu Viêm liền dim lại. Chợt áo thác đứng sau lưng nam chính lúc nào không hay Lâm Phỉ cũng chạy đến ôm tay chàng trai. Phật Lan khác cùng Tuyết Mị cũng từ đằng sau đi tới, ông đưa ma hạch tam ra mà Tiêu Viêm cần đến rồi nhắc đến chuyện nửa năm sau kinh thành sẽ tổ chức đại hội luyện dược sư. Đây chính là ngày long trọng nhất của giới luyện dược Gia Mã Đế quốc. Ngay cả những luyện dược sư của đế quốc khác cũng sẽ đến quan khán, Tiêu Viêm đồng ý nếu lúc ấy rảnh sẽ chạy tới góp vui. Vốn dĩ còn đang giàu chuyện phi hành tọa kỵ thì phó hội trưởng địa nhân nói luyện dược sư có thể miễn phí sử dụng gồm cả dịch vụ đặc biệt. Tạm biệt mọi người anh trèo lên con thuyền to tổ bố trên lưng con chim to đùng bay đi. Không hỏi là nam chính rắc rối không tự tìm đến mà chỉ chuyển từ người này sang người khác tìm anh. Huyết liên đan đan dược ngũ phẩm dùng để thôn phệ dị hỏa. Đan dược cao hơn tứ phẩm khi thành hình sẽ xuất hiện dị tượng là hấp dẫn chí mạng với rất nhiều người. Tiêu Viêm ngồi trên nóc nhà tọa kỵ phi hành đến sa mạc tháp qua nhĩ. Nhìn sư tôn ngồi đằng sau không nhịn được dụ dỗ ổng luyện huyết liên đan luôn. Đan dược ngũ phẩm cả Gia Mã E cũng chỉ có đan vương cổ hà mới luyện ra được. Trở về phòng anh lấy ra các loại dược liệu cần thiết để lão sư luyện chế còn bản thân ngồi quan sát học hỏi. Đan dược sắp thành hình người có ý đồ cảm ứng được động tĩnh liền đi tới trước cửa phòng Tiêu Viêm. Để tránh lão sư bị phân tâm lúc thu đan anh ra cửa đứng hộ pháp gặp ba người đi tới làm khó. Ba người này thấy ba động năng lượng lấy lý do sợ gặp chuyện gì bất chắc muốn bước vào phòng anh xem. Thiếu niên không chịu thì đám người này muốn hội đồng, ai ia người ta là nam chính nào có để chúng mày qua cửa ải của ông đây dễ thế. Tiêu Viêm dễ dàng đánh bay hai tên đầu tiên cơ mà không chú ý chút bị lão già luyện dược sư tam phẩm nhân cơ hội chạy vô phòng. Thế nhưng dược lão cũng đâu phải người ăn chay ông dùng dị hảo tóm luôn tên đầu hói một phát bóp chết. Đấu không lại sư phụ người ta tên ngu này còn muốn bắt anh chàng làm con tin. Ha 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 không có dễ thế đâu nhé chưa kịp làm gì đã bị người còn lại ám toán mất cả mạng. Hắn ta dập đầu xin hai vị đại nhân tha mạng chờ dược lão đi rồi cho nổ con mợ nó phi hành tọa kỵ. Tối đó anh rất may mắn vẫn còn sống cũng nhìn rõ được lòng người quyết tâm sau này nhất định phải quyết đoán. Ngồi cạnh đống lửa lão sư nhắc anh ma thú dù có hung tàn thế nào đi nữa cũng không bằng lòng người hiểm ác. Vùng đất tu luyện cuối cùng địa sa mạc tháp qua nhĩ cuối cũng anh cũng đã tới. Đến đó anh nhìn thấy Vân Chi đang vui vỗn lại thì người con gái xoay lưng thế mẹ nào là Nạp Lan Yên Nhiên. Cô ta còn đâm anh một phát xuyên người. Tiêu Viêm giật mình mở mắt hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hắn lo lắng nói ra nỗi băn khoăn của bản thân. Nếu 3 năm sau anh thua không chỉ mất đi tôn nghiêm của bản thân còn có của gia tộc nữa. Dược lão nói trên thế giới này không có cường giả chân chính chỉ có người muốn trở nên mạnh hơn. Nếu như muốn vung kiếm ra thì phải buông xuống tâm sự. Tuy rằng thiên phù của đồ đệ ông không thấp thế nhưng điều then chốt là những gì anh bỏ ra cho thành công sau này. Sáng hôm sau trong sa mạc nóng muốn chảy mỡ Tiêu Viêm gặp được một tiệm bán đồ. Anh đi vào trong theo lời dặn của dược lão mua bản đồ sa mạc chuẩn bị đủ nước cùng với thuốc đuổi rắn. Vào bên trong có một lão tiên sinh đang viết gì đó thấy ổng không để ý đến mình thiếu niên đành phải tự mình đi tìm đồ. Vân cút chó gì không biết thế mà tìm được tàn phiến bản đồ của Tịnh Liên yêu hỏa. Đúng lúc này lão tiên sinh lên tiếng hỏi cậu có phải mua bản đồ sa mạc không? Nhân đó anh cũng hỏi luôn lão ở đây còn có tàn phiến bản đồ như trên tay mình không? Lão tiên sinh nói không có mình chỉ là trong lúc vô tình có được thứ này do đào được trong sa mạc. Ông không muốn bán cho người ngoài cũng nói anh đừng nhằm vào tàn phiến đó nữa. Mà trước mặt cường giả đấu hoàng anh chàng cũng chẳng thể cướp được thứ này. Hóa ra ông lão này này băng hoàng một trong thập địa cường giả thế hệ trước của Gia Mã Đế quốc, còn từng quyết chiến với tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông. Trong đại hội cường giả do Gia Mã Đế quốc và Xuất Vân Đế quốc một mình ổng ta chiến với hai đấu hoàng đội bên.
Sau đó băng hoàng dần biến mất trong mắt người đời, lão tiên sinh thấy thiếu niên nhìn ra thực lực của mình liền tỏa ra uy áp đóng chặt cánh cửa ra vào. Dược lão nhân thấy tuy có thực lực đấu hoàng nhưng người này bị áp chế chỉ phát huy ra đấu linh mà thôi. Dù vậy thì muốn giết Tiêu Viêm lão già ấy cũng làm dễ như trở bàn tay. Lão tiên sinh thấy anh chàng nhất định phải có được thứ này còn muốn cướp liền đóng băng nơi đây. Đám xương ông ta tỏa ra làm giảm tốc độ của Tiêu Viêm cũng dễ dàng đánh bay anh ra ngoài. Để có được thứ mình muốn, Tiêu Viêm dù bị đánh hộc máu vẫn quyết tâm xông lên đối đầu. Đấu không lại cường giả cấp cao nam chính hóa ra tử dực cánh bay đi lại bị kết giới của ổng cản lại. Một người nhất định không chịu giao ra bản đồ, một người nhất định phải có được nó. Dược lão dùng sức mạnh linh hồn để Tiêu Viêm bản update đấu với lão tiên tiên một phen. Dù ông già có tạo ra lốc xoáy băng thì nam chính của chúng ta dùng dị hỏa của sư tôn vẫn nhốt được ổng vào khối băng. Chính bản thân ông ta cũng không ngờ mình ở nơi này ẩn cư 20 năm. Nay lại bị một tên tiểu bối đánh cho thảm bại như này. Ông nói năm đó mất bao công sức tìm thấy bản đồ còn chia nó ra làm hai, làm Tiêu Viêm dừng chân nhìn lại. Để có nốt mảnh còn lại anh thả ông ta ra khỏi tảng băng. Lão tiên sinh nói mình tên Hải Ba Đông cũng chính là Băng Hoàng, làm Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Năm đó Băng Hoàng gặp được hoàng giả của xà tộc ở sa mạc Nữ Vương Mỹ Đỗ Gia. Cô ta là cường giả đứng đầu trong cấp đấu hoàng mà Hải Ba Đông bại dưới tay nàng ấy. Hơn nữa còn chúng phải chiêu phong ấn chú của rắn nên thực lực mới bị vây trong cấp đấu linh. Ban nãy ông thấy anh chàng dùng bạch hỏa diệm liền ra điều kiện luyện dược cho mình. Mảnh bản đồ còn lại lão sẽ giao ra, hơn nữa còn nợ Tiêu Viêm một cái nhân tình. Cơ mà Hải Ba Đông cần đan dược lục phẩm cơ, còn anh chỉ mới nhị phẩm dược sư thoai. Chỉ là bản tàn phiến liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Viêm nhất định phải có được nó. Theo lời của dược lão, anh chàng đành phải đồng ý. Hai người vào lại trong nhà ngồi nói chuyện. Các dược liệu khác Băng Hoàng đã thu thập đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Sa Chi Mạn Đà La. Thứ đó chỉ có thể tìm thấy quanh bộ tộc xà nhân, nhưng người ông ta có ấn chú chỉ cần đến gần đó Mỹ Đỗ Sa sẽ biết ngay. Ai ia, không phải ông muốn đào hố cho người ta đấy chứ, nam chính không chịu đâu. Ai mà ngờ lão già nói ra tin tức dị hỏa làm hắn phải suy nghĩ lại. Thôi thì để có được dị hỏa, thiếu niên dứt khoát đồng ý thay ổng đi hái Sa Chi Mạn Đà La vậy. Bản đồ của Băng Hoàng không chỉ điểm xuất phát chính xác. Trong sa mạc tháp qua nhĩ ba nơi tồn tại lửa lạ thuận theo mấy vị trí cao nhất. Và lại những bộ lạc người rắn trong sa mạc cũng đánh dấu rõ ràng. Anh đã đi trong sa mạc hơn 10 ngày nóng chảy cả mỡ lắm rồi, thế mà mãi vẫn chưa tìm thấy được thứ mình cần. Nhân cơ hội này dược lão để đồ đệ tu luyện tử hỏa đấu khí. Tiêu Chẩu Che động tác thành thạo chổng đuýt để lão sư nhỏ dịch. Đang tu luyện cố gắng mau chóng lên hai tinh đấu sư thì một thằng chó nào đó dám đi qua đầu anh vấp ngã sấp mặt lờ. Vốn chỉ định vứt cho người này một bình nước rồi bỏ đi, ai ngờ hắn ta lại cầu cứu. Ra là người của Mạc Thiết Dòng binh đoàn bị Dòng binh Sa Chi tập kích, còn xin anh đến thành Thạch Mạc giúp đỡ cứu người nữa. Đang muốn bỏ đi thì nghe đến tên của Dòng binh. Còn có tên của hai người lớn nhất Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liền dừng lại, phía lãnh địa người rắn. Tên Ma Lý lợi dụng người rắn muốn giết chết người của Mạc Thiết Dung binh đoàn. Đúng lúc này huyền trong xích xuyên của Tiêu Viêm đâm thẳng xuống thủng đầu rắn. Tên cầm đầu Ma Lý muốn dùng danh tiếng Dòng binh đoàn của hắn ra hù dọa thì bị một kích của nam chính oánh bay. Chỉ với vài đường đao vung lên, kẻ phản diện đều là bại tướng dưới tay anh. Anh chàng hộ tống đoàn người trở về thành, trên đường gặp phải một cô bé đang bị người ức hiếp. Lòng thương hại nổi lên, anh giúp đỡ cô bé một phen. Nghe Tuyết Lam nói, anh mới biết tiểu nữ tử nhỏ này là hậu địa giữa con người và xà nhân. Mà cả hai tộc đều rất khinh thường dòng máu không thuần khiết này của Thanh Lân. Hai vị đoàn trưởng nhà nàng thấy cô bé đáng thương cho nên hận làm thị nữ. Tiêu Viêm xin lỗi cô bé vì đã làm Thanh Lân hoảng sợ, nghe còn khen vảy của bé rất đẹp nữa. Tuyết Lam dẫn Tiêu Viêm đến trụ sở của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, lại gần căn phòng gặp hai vị đoàn trưởng. Đại ca nhị ca gặp lại tiểu đệ giờ đã lớn liền vui vẻ không thôi. Tối đó cả ba huynh đệ cạn ly uống rượu. Nghe hai vị đại ca nói, anh chàng mới biết được người sống ở sa mạc đều có huyết thù khó phai với xà nhân. Mà Thanh Lân mang dòng máu lai gữa xà nhân và con người, phải chịu sự ghẻ lạnh và ghét bỏ của cả hai phía. Tiêu Viêm đồng cảm với nàng bởi khi xưa anh cùng từng bị như vậy. Động viên an ủi cho cô bé xong, ba người lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Đại ca cùng nhị ca cũng biết chuyện thể chất kỳ lạ của anh đã được giải quyết, còn tăng thực lực lên tới đấu sư. Hắn rất cảm ơn hai vị ca ca vì lúc trước vẫn bảo vệ cho tôn nghiêm của người đệ đệ này. Thật ra lúc đó nhị ca cũng muốn mang Tiểu Viêm tử đi theo. Nhưng việc làm của bọn họ quá mạo hiểm, đôi lúc còn suýt mất mạng. Sáng hôm sau ba huynh đệ nhà này vẫn còn ngồi uống rượu. Anh từ chối lời mời vào Dòng binh của hai ca ca vì còn lời hẹn vào 3 năm sắp tới. Tiêu Viêm nói ra mục đích lần này của mình là tìm dị họa, nhất định phải tăng lên thực lực bản thân. Nhị ca không khuyên được tiểu đệ ở lại, tức giận cùng thiếu niên combat. Hắn không ngờ Tiểu Viêm từ ngày nào giờ còn đánh ngang cơ với mình. Hắn cười phá lên vui vẻ rồi cùng đại ca để Dòng binh đoàn của mình hỗ trợ anh chàng. Biết được Tiêu Viêm muốn tìm dị hỏa, lại nhìn bản đồ cực chi tiết trước mặt, hai huynh đệ cũng chả thấy có nơi nào kỳ lạ. Đột nhiên Thanh Lân bên cạnh kêu lên một tiếng sợ hãi.
Nàng nói phía đông Thạch Mạc Thành dường như quả thực có thứ gì đó kỳ lạ. Nửa năm trước có một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng xuất hiện ở bên ngoài Thạch Mạc Thành. Nó có chút giống với huyết mạch xà nhân trong người cô bé. Mà khí tức đó ngay cả đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn cũng yêu hơn rất nhiều. Đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn là một đại đấu sư, vậy thì khí tức đó ít nhất cũng là đấu vương. Lại dựa vào cảm ứng huyết mạch của Thanh Lẫn, lẽ nào là nữ vương Mỹ Đỗ Sa ư? Cô bé lại nói nửa năm trước nàng bỗng dưng đến phía đông thành, năng lượng bùng phát cực lớn. Và lại lúc nàng ta rời đi còn bị thương nữa. Tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng năng lượng cuồng bạo nữ vương lưu lại sẽ thi thoảng phát tác. Cô bé có thể dựa vào cảm ứng huyết mạch xà nhân trong cơ thể chỉ là nơi đại khái. Cũng rất là dũng cảm chủ động dẫn đường cho anh chàng. Mỗi tội cái nơi đó lại gần với Sa Chi Dòng Binh Đoàn chứ, phía bên Dòng Binh Đoàn Sa Chi. Ma Tinh một mình sống sót trở về báo lại tình hình cho lão đại. Hắn ta cho người chuẩn bị nhất định phải đích thân thanh toán cái món nợ này. Tiêu Viêm dẫn theo Thanh Lân cùng Tuyết Lam và người của Dòng Binh Mạc Thiết cưỡi ngựa đến nơi trên bản đồ. Đại ca đoán thứ mà đệ đệ cần tìm chắc hẳn ở dưới lòng đất. Trong đoàn vừa hay có người giỏi thăm dò địa hình, chắc việc tìm ra thông đạo trong lòng đất không khó. Tìm mãi thời gian trôi qua rốt cuộc đám người cũng tìm ra được thông đạo xuống lòng đất. Tiêu Viêm vội vàng chạy đến gần, đang muốn đi xuống thì người của Sa Chi Dòng Binh Đoàn gây khó dễ. Mẹ cái thằng chó này, huynh đệ nhà ta đã nói chuyện nhỏ nhẹ với ngươi rồi mà không nghe. Mày là cái thả gì mà lại dám nói chuyện như vậy hả? Tiêu Lệ xông lên định đập chết cái tên này thì bị La Bố đoàn trưởng cản lại. Tiêu Viêm đứng ra nói chỉ muốn La Bố đoàn trưởng quản chế thành viên Sa Chi Dòng Binh Đoàn cho tốt. Ma Tinh đứng bên cạnh lão đại cứ thêm dầu vào lửa làm anh chàng nhà ta ngứa mắt. Mọi cái loại quân sư chó má chuyên đưa ra ý kiến ác độc này, ông đây phải dùng dị hỏa đốt chít con đũy mợ mày. La Bố thấy anh dễ dàng đốt chết Ma Tinh liền sợ hãi cho rằng thực lực người trước mặt là đấu vương. Run lẩy bẩy đồng ý với Tiêu Viễm sẽ không gây khó dễ cho Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn nữa. Nam chính của chúng ta ngầu đét làm ra hành động, mày cứ chú ý ánh mắt của bố đấy nghe con. Tiêu Viêm đến cạnh Thanh Lân bế cô bé lên nhảy thẳng xuống hố, những người khác cũng nhảy theo. Sau khi chơi cầu trượt cả một quãng dài, đoàn người rốt cuộc cũng đi đường đất. Đi mãi mà vẫn không thấy dị hỏa đâu, nóng muốn lè cái lưỡi rồi. Trước mắt bốn người hiện ra thế giới dung nham hoành tá tràng dưới lòng đất. Đại ca tu luyện thuộc tính mộc bị hỏa khắc chế, đi đến đây thì hết chịu nổi, xem ra chỉ có Tiêu Viêm đành phải đi một mình rồi. Hai vị ca ca cứ nghĩ chả lẽ đệ đệ lại cứ thế bơi trong dòng dung nham khum khum, sau lưng anh biến ra tử dực. Đỗi cánh phất phất, Tiêu Viêm bay tới phía trước thám thính tình hình. Đang bay thì Thanh Lân thấy có gì đó đang bám theo thiếu gia liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ôi má ơi, là hai con rắn to tổ bố bơi lên từ dung nham tấn công nam chính. Nó phun lửa rượt đuổi hắn khắp nơi, bùng một cái đại ca cùng Thanh Lân cứ nghĩ Tiêu Viêm ngỏm củ tỏi rồi. Ơ kìa, người ta nam chính nào có dễ ngủ thế đâu cơ chứ. Nhờ sự giúp đỡ của lão sư anh mới thoát được công kích vừa rồi của song đầu hỏa linh xà. Hai đầu rắn lợi dụng dung nham biến ra một tá rắn lửa bao vây Tiêu Viêm cơ mà vẫn chả làm gì được hắn. Không làm gì được người này dị là nó qua đầu tấn công người thân của anh. Đại ca kéo Thanh Lân nhanh chạy mới tránh thoát một kích của nó. Ngay lúc lâm nguy, Thanh Lân đột nhiên kích phát huyết mạch xà tộc trong người để con rắn đứng yên. Nhân cơ hội đóp Tiêu Viêm chém bay luôn hai cái đầu rắn, còn Thanh Lân thì ngất đi. Lúc tỉnh lại nàng nói mình có lẽ đã cảm ứng được dị hỏa ở đâu rồi, bước về phía trước gọi ra hai đầu xà vừa nãy. Không biết vì sao cô bé lại có được mối liên kết vì lạ với chúng, có thể cảm ứng được ý thức của nó. Nghe Dược lão nói anh mới biết cô bé này có bích xà tam hoa đồng mà chỉ có hậu nhân giữa người và xà mới có. Có thể nói đó là khắc tinh của các loại ma thú hình rắn. Song đầu xà nói với Thanh Lân rằng dị hỏa ở bên dưới dị là Dược lão để cốt linh lãnh hỏa bảo vệ đồ đệ bơi trong dung nham theo rắn xuống dưới. Tiêu Viêm bơi mãi đến khi cốt linh lãnh hỏa sắp hết dung lượng, hơn nữa do Dược lão chỉ ở trạng thái linh hồn nên cũng khó có thể làm gì được thêm. Thêm nửa canh giờ nữa thật sự không thể để dung lượng cạn, nếu không anh sẽ bị dung nham thiêu thành cho bụi. Đang muốn quay trở về thì con rắn lấy đuôi quất con mợ nó chàng trai tít xuống dưới. Ôi trời ơi, thân may mắn độ để thiếu niên gặp được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mặc dù hỏa này chỉ xếp thứ 19 nhưng cũng phù hợp với tình trạng bây giờ của anh chàng. Thế quỷ nào xuống phía dưới lại không thấy dị hỏa đâu, làm tâm trạng của Tiêu Viêm suy sụp tới nơi. Nhìn đồ đệ nhà mình không cam lòng lại bất lực, chỉ đành an ủi nó. Dược lão khuyên anh chàng học cách chấp nhận từ bỏ mới có khả năng nguyệt lãng thanh phong. Sau khi nghe lời khuyên của sư phụ, rốt cuộc tâm trạng của Tiêu Viêm cũng đã trở lại bình thường. Đột nhiên ông già thấy được thất thải xà lân cạnh đó liền đoán ra được có người đã đến trước. Xà tộc chỉ có nữ vương Mỹ Đỗ Sa là có được thất thải xà lân, xem ra lại phải đi một chuyến tiếp rồi. Nữ vương Mỹ Đỗ Sa phí trăm công nghìn sức cuối cùng cũng lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vì để có được sức mạnh chiến thắng lời hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm thề rằng phải đoạt được dị hỏa. Một thế lực thứ ba cũng ôm ấp tâm tư muốn có, sóng gió từ đó nổi lên cuồn cuộn, từ cục diện tranh đoạt này khiến sa mạc Tháp Qua Nhĩ không còn bình yên. Tiên đi bộ trong sa mạc đã 2 tháng mãi vẫn chưa thấy điểm đến.
Rốt cuộc ở trong sa mạc chim không thèm ẻ này cũng tìm được Lục Châu, cảm giác cuối cùng cũng sống sót. Đi một lúc bên trong thì thấy được toàn tượng đá xà nhân còn có nguồn nước. Tiêu Viêm nhanh chóng chạy tới phía trước thấy có người liền trốn qua một bên. Trước mắt là một nữ nhân nhảy múa tắm rửa, hóa ra đây là Mỹ Đỗ Sa. Dược lão thấy thằng đệ tử nhìn lén gái tắm mà không cho mình nhìn với cốp một phát, cốc nó suýt lủng cái đầu. Dược lão nhận ra ký tức này chính là nữ vương mà họ đang tìm, có điều quanh đây lại không có khí tức của dị hỏa. Nàng ta không biết đang có người nhìn trộm, tiếp tục khiêu vũ gọi ra cả xà linh. Lão già quan sát điệu múa nãy giờ nhận ra đây là điệu cầu phúc. Tương truyền rằng nữ vương xà nhân tộc có một thuật tiến hóa tuyệt diệu. Trước khi tiến hóa phải ở thành trì thông qua điệu múa cầu phúc cầu xin tổ tiên xà linh phù hộ. Thành thì đột phá đấu tông, bại thì hồn phi phách tán. À, ta giống hệt Tiêu Viêm, cần thôn tính dị hỏa mới có thể tiến hóa. Đang muốn rình mò xem có cướp được dị hỏa không thì bị nàng ta phát hiện. À, ta không đích thân ra tay mà lệnh cho Nguyệt Mị giải quyết. Tiêu Viêm vừa bay đi tránh đòn công kích của Nguyệt Mị, vừa xem Mỹ Đỗ Sa đâu cơ mà biến đâu mất rồi không biết. Nữ xà này có thực lực đấu vương, hơn nữa lại có thuật luyện năng lượng. Đấu vương cường giả xà nhân tộc đem rút linh hồn của ma thú ra bảo tồn thực lực của chúng sử dụng theo ý muốn. Aia Nam chính giờ chỉ là đấu sư nhị tinh, hơn nữa dược lão cảm ứng có một vị đấu hoàng ở gần đây, anh chỉ đành bay đi rút lui thôi cơ mà ta không chịu tha cứ đuổi theo mãi. Phía phi hành tọa kỵ của Cổ Hà đang bay gần đến thần điện của xà tộc, dám người cảm ứng được khí tức đấu hoàng đoán là Mỹ Đỗ Sa liền tiến tới điều tra. Quay trở lại với Tiêu Viêm bên này, dù anh có chạy kiểu gì cũng vẫn bị dí theo, may mà phía trước có một nơi đổ nát để ẩn nấp. Trốn kiểu gì mà thiếu niên vẫn bị Nguyệt Mị tìm thấy, còn trúng cả mị thuật của nàng ta. Phận làm nam chính đâu có dễ nói ra bí mật thế chứ, anh rất nhanh thoát khỏi mị thuật. Cả hai lại tiếp tục combat cực mạnh, thế quái nào anh lại rạch một đường trên mặt ả, làm ả tức chít được đòi nhất định phải giết chết anh. Nàng ta dùng roi chói nam chính lại quăng quật anh khắp nơi. Sự khác biệt về đẳng cấp khiến Tiêu Viêm chỉ có thể đứng im chịu đòn. Ngay lúc hắn bị Nguyệt Mị bóp cổ suýt lòi họng thì một cô gái khoác áo đen thần bí bay tới ngăn cản. Hắc y nhân này có thực lực đấu hoàng, nàng khuyên Tiêu Viêm nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nguyệt Mị thấy thiếu niên chuẩn bị rời đi thì công kích hắn, may mà cô gái đã hóa giải cho. Hóa ra người này là Vân Tông chủ đám người Cổ Hà đi tới ngăn nàng giết chết con ả xà nhân này. Thấy nhiều cường giả như vậy, nam chính dứt khoát bay đi rời khỏi nơi này. Cổ Hà đứng ra thỉnh cầu Nguyệt Mị cho họ được gặp nữ vương Mỹ Đỗ Sa. Thế nhưng nhân loại và xà tộc vốn xung đột nhiều năm, ả đâu có dễ dàng đáp ứng như thế, còn uy hiếp bọn họ nếu không rời khỏi đây thì đợi thập địa thủ lĩnh tới. Thì đội ngũ cường giả của Gia Mã Đế Quốc các người sợ rằng có chạy cũng không kịp. Phía Tiêu Viêm sau khi bay đi thì Dược Lão trở lại nói người đàn ông đầu lĩnh ban nãy chính là Đan Vương Cổ Hà. Lão đoán Cổ Hà đến cũng là vì dị hỏa. Giờ thì một mình anh phải đối đầu với cả hai bên, đâu đầu chít được. Thế quỷ nào thanh niên bị sư phụ đập đầu một phát lại nghĩ ra kế. Đợi Cổ Hà và nữ vương choảng nhau còn mình thì ngồi sau làm chim sẻ rình mồi thừa nước đục thả câu. Dị là bước tiếp theo anh cần đến chính là thần điện. Trở lại phía đám người cả hai bên đàm phán không thành. Sư Vương Nghiêm Sư cùng phong hành giả Phong Lê lao lên hội đồng ả Nguyệt Mị. Hai đánh một không chột cũng què cô ả dùng sa chi thuật phân hóa tấn công diện rộng. Nhân cơ hội cả đám bận chặn công kích ả ta thiếu đốt tinh huyết trốn đi luôn. Nguyệt Mị đi mất, thế là đoàn người tiếp tục đi tìm nữ vương Mỹ Đỗ Sa. Bên phía Tiêu Viêm để thâm nhập vào xà tộc, thiếu niên nam cải nữ trang uống xà linh đan của dược lão biến thành xà nhân. Dị là anh trườn theo đoàn múa tiến vào lãnh địa. Nguyệt Mị sau khi chạy trốn biến thành rắn nhỏ trườn trở về báo cáo cho nữ vương. Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc đem theo nhân loại cường giả xâm phạm lãnh địa tộc xà. Trong đó còn có một vị đấu hoàng nhưng không biết là vị nào. Âm thế lo lắng chúng sẽ gây bất lợi cho lễ cúng tế. Mỹ Đỗ Sa lệnh trưởng lão sắp đầu nghi thức tế lễ sớm hơn dự định, rồi lệnh Nguyệt Mị sắp xếp 4 hộp đựng dị hỏa vào 4 góc thần điện đào hố chôn chôn China Cổ Hà. À ta không đi ngay mà báo cáo thêm về tiểu tử nhân loại lần trước đã lọt vào thành trì. Chỉ là đấu sư nhưng trong nháy mắt có thực lực đấu hoàng, ả muốn bắt anh về nghiên cứu. Phía Tiêu Viêm giả trang thành xà nữ rất xuất sắc còn bị nam xà tét mông một cái cơ mà. Dược lão chỉ về phía tòa kiến trúc cao nhất phía bên phải có khí tức của dị hỏa, thế là anh chàng trườn đến gần đó luôn. Thấy người cầm hộp đựng dị hỏa đi ra chính là Nguyệt Mị, đang muốn tiến lên cướp thì sư phụ phát hiện là đồ giả. Chợt Nguyệt Mị thấy anh chàng khả nghi gọi trở lại làm nam chính của chúng ta, chỉ đành vội vàng bỏ đi. Xà thị vệ đuổi theo anh làm anh phải nhanh chóng trở về hình dáng thật, vừa chạy vừa tránh thoát công kích. Úi giời, suýt chút nữa thì bị giáo mác của xà thị vệ phi xuyên cu nhé, may mà vẫn né được đấy, không thì mất con mẹ nó giống. Rốt cuộc cũng trốn được đám thị vệ, theo lời lão sư Tiêu Viêm dùng thanh liên đài tọa thử cảm ứng thử, đáng tiếc cảm ứng không có được. Đến lúc diễn ra lễ cúng tế giờ đẹp đã tới, âm thế cầu xà linh phù hộ cho xà tộc. Rốt cuộc thanh liên đài tọa cảm đã cảm ứng được dị hỏa, chàng trai nhanh gióng cải trang thành xà nữ đi vào bên trong. Thanh nam nhi bị nữ xà kéo tay cùng xà tộc cầu phúc cho nữ vương. Đúng lúc này trên thương khung phi hành tọa lỵ chở đám Cổ Hà bay tới,
nhân tộc nhảy xuống lãnh địa làm xà nhân hỗn loạn. Nhân cơ hội anh định thử bước vào tế đàn cấm địa nhưng không được. Lúc này Nguyệt Mị cho người canh gác ở Tây Điện còn bản thân và trưởng lão kéo dài thời gian. Hai vị cường giả Cổ Hà và Vân Tông chủ đứng ra tỏa ra uy áp mặc kệ lời uy hiếp của âm thế cùng Nguyệt Mị. Đúng lúc này nữ vương Mỹ Đỗ Sa xuất hiện, điều đó chứng tỏ nàng ta còn chưa bắt đầu tiến hóa. Cổ Hà đứng ra muốn cùng nữ vương dùng hai viên đấu linh đan lục phẩm và một viên hóa hình đan thất phẩm để trao đổi dị hỏa. Dù sao huyết mạch của xà tộc âm hàn dị hỏa không có tác dụng gì lớn, Tiêu Viêm mải hóng drama quá mà không biết bản thân đã bị trưởng thị vệ ban nãy đuổi theo nhận ra. Hoa tổng quản bên cạnh hắn ta muốn ra tay giải quyết anh chàng. Anh hỏi sư phụ về hóa hình đan, hóa ra tác dụng của nó là khiến ma thú thoát ly thú thân triệt để đồng thời có được thọ mệnh kéo dài. Là đan dược nghịch thiên cho thiên phú tu luyện của con người. Điều kiện dù rất mê người nhưng Mỹ Đỗ Sa vẫn từ chối còn đuổi nhân tộc trở về. Thế nhưng Vân Tông chủ hiểu biết sâu rộng. Biết được nếu xà vương đạt đến đỉnh đấu hoàng, cơ duyên đầy đủ thì có thể dùng dị hỏa để tiến hóa một cách kỳ dị. Không chỉ tự do chuyển đổi thân người mà còn nâng cấp đấu tông. Không chỉ thế nàng còn biết người trước mặt này chỉ là vài ý niệm của nữ vương. Quả nhiên Vân Tông chủ chỉ dùng chút lực thì ý niệm này đã biến mất. Tiêu Viêm nhanh trí kích động xà nhân tộc rút mũi tên bắn đám người Cổ Hà kích phát trận chiến. Đánh nhau rồi những người còn lại của nhân tộc cũng xông lên combat. Tình hình không ổn, âm thế để Nguyệt Mị bảo vệ tế đàn còn bản thân đi đốt triệu hoán lệnh để tám đại thủ lĩnh tiếp viện. Tiêu Viêm theo dòng xà dân thường tiến vào bên trong tế đàn. Vân Tông chủ thấy trưởng lão đốt triệu hoán lệnh vội vàng ngăn cản, đáng tiếc vẫn không kịp. Mà Cổ Hà thì cách dị hỏa quá xa không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của nó, chỉ đành phải tiếp tục đánh nhau. Phía Tiêu Viêm nhân cơ hội muốn đi tìm dị hỏa thì bị Hoa tổng quản tóm được, còn lộ ra thân phận nhân loại của mình. Thế quỷ nào nam chính lại bị nhận nhầm cùng với đám Cổ Hà, thôi thì có những người đó gánh thay cũng vui vui đó. Theo lời lão sư, anh chàng chạy về phía bên phải tránh thoát công kích của Hoa xà nhi. Nàng ta tức giận dùng xà chi thuật cuồng bạo biến lớn sức mạnh, tạm thời đạt đến đấu vương đỉnh phong. Dị là một người thì chạy trốn, một người thì đi tìm. Thanh niên số nhọ né đòn thế nào dẫm trúng cơ quan làm mưa tên rơi xuống. Dược lão cảm ứng được dị hỏa bên dưới phù văn nền gạch, dùng sức mạnh linh hồn đánh bay Hoa chi xà. À ngu dốt, vô tình đạp đuôi kích phát cơ quan tự hố bản thân dính đòn. Bát cực băng vừa ra lần này Hoa tổng quản không gượng dậy nổi. Tiêu Viêm một đấm đấm dạn cả nền đá cơ mà, thế thì lại kích hoạt cơ quan rồi còn đâu. Giải quyết một đống rắn độc từ trên trần nhà rơi xuống, nam chính từ miệng hố nhảy xuống. Vội vàng gọi ra Tử Vân Dực, ai ngờ nó chả thèm ra làm hắn ta rơi tự do từ trên cao xuống. Thanh niên số nhọ rơi thế nào va chúng cuôn kiêu suýt vỡ nát bét hàng họ rồi nhá. Hóa ra khu vực này đã bị bố trí cấm chế phi hành. Nhờ có hải tâm nội giáp mà Vân chỉ tặng Tiêu Viêm mới không bị ngã chết bởi độ cao này. Khí tức dị hỏa vô cùng rõ ràng, hai sư đồ nhanh chóng đi tới phía trước. Bên ngoài cuộc chiến hai bên đang choảng nhau kịch liệt combat cực mạnh thì Cổ Hà chợt cảm ứng được khí tức của dị hỏa có bốn chỗ. Thấy phía tây là yếu ớt nhất liền đoán ra khả năng cao chỗ đó là nơi có dị hỏa thật. Vân Tông chủ hộ pháp Cổ Hà xông qua bên đó. Hai thầy trò nhà này đi mãi rốt cuộc cũng thấy dị hỏa ở trên đảo nhỏ trước mặt. Tiêu Viêm đang muốn cứ thế bơi qua thì Dược lão kéo cậu lại. Hóa ra nước hồ này cực độc, ngay cả đấu vương cường giả cũng không chịu nổi nó. Không thể bay cũng không thể bơi qua, chỉ có thể dùng biện pháp tệ nhất giống như lúc vào hồ dung nham. Lão sư sử dụng lực lượng linh hồn rồi dùng cốt lĩnh lãnh hỏa bao bọc anh lại. Có điều đối với năng lượng linh hồn của ông hao mòn cực lớn. Tiêu Viêm nắm bắt thời gian nhanh chóng bơi đến đảo nhỏ mà không chú ý có một ma thú bơi đằng sau. Cổ Hà cùng Vân Tông chủ tiến lại gần dị hỏa, ai ngờ thứ này là đồ giả làm ông ta tức chít mất. Phía bên ngoài ngay lúc sư vương Nghiêm sư cùng phong hành giả Phong Lê không chống đỡ nổi thì hai vị cường giả lão Hà trở lại cứu cánh. Phía Mỹ Đỗ Sa nàng ta tạo ra kết giới xung quanh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lỡ bản thân có tuẫn táng cũng muốn om bảo bối này ở lại đây. Chợt nàng ta phát hiện ra nam chính bơi ở dưới nước cười lạnh một cái, mà thiếu niên rốt cuộc nhìn thấy rắn lớn vội vàng né nó chui lên bờ. Tiêu Viêm trốn một bên quan sát Mỹ Độ Toa, còn nàng thì mặc kệ hắn. Dù à có thôn tính dị hỏa thất bại lấy thân mình hiến tế thì cũng không thẹn với thân phận nữ vương xà nhân tộc. Mỹ nữ rạch đứt cổ tay hiến máu gọi ra xà linh bảo hộ thôn tính dị hỏa. Dược lão đẻ đệ tử chờ đến lúc cô ta yêu ớt nhất mới động thủ. Phía xa nữ vương hiện ra bản thể. Xà nhân tộc sau khi sinh ra dùng mật pháp khiến linh hồn ma thú mang hình rắn nhập vào thân thể. Linh hồn bán thân này và ma thú hình rắn dung hợp với nhau triệu hoán ra được bản thể này, thực lực tăng mạnh. Mỹ Đỗ Toa vì muốn dẫn dắt xà nhân về lại cố thổ mạo hiểm thôn tính dị hỏa thăng cấp đấu tông, thực sự là cửu tử nhất sinh. Ngàn năm trước xà nhân tộc bị đày đến đây, cái nóng của sa mạc tương khắc với bọn họ. Về lại cố thổ là tâm nguyện của các đời Mỹ Đỗ Sa nữ vương. Phía nữ vương cô ta bắt đầu thôn tính dị hỏa. Tiêu Viêm có chút đồng cảm vì cùng cảnh ngộ với cô ta đều vì muốn tăng thực lực bảo vệ người thân. Mỹ Đỗ Sa không chịu nổi cái nóng thiêu đốt của dị hạ gục xuống dưới làm nghi thức bên ngoài sụp đổ.
Bọn họ biến rằng nữ vương của mình tiến hóa thất bại các tộc nhân xà tộc vô cùng đau buồn, mà Tiêu Viêm vì đồng cảnh ngộ cũng buồn thay cho nàng ấy. Cổ Hà nhận ra dị hóa đã bị nữ vương dùng kết giới nhốt phái bên dưới tế đàn, mà Vân Tông chủ cũng biết được cô ta dùng thân hiến tế cuối cùng tiến hóa thất bại. Mà xà tộc người đang khóc thương cho bệ hạ của mình thì đột nhiên năng lượng thiên địa trở nên bạo động trên thương khung. Lôi đình sấm sét giáng xuống dị tượng thiên địa này, lẽ nào nữ vương vẫn chưa thất bại, vẫn đang tích góp chút sức mạnh cuối cùng niết bàn trùng sinh. Đến lúc này rồi đám người Cổ Hà chỉ đành nhanh chóng rời đi. Âm thế lo lắng những người đó ảnh hưởng đến nữ vương tiến hóa liền theo sát ngăn cản. Bên trong lòng đất dưới tế đàn lưới năng lượng bao trùm đảo nhỏ bị sét phá tan. Dược lão phát hiện thật ra Mỹ Đỗ Sa vẫn còn sống, ông kéo đệ tử nhanh chóng đến gần phải đoạt lấy dị hỏa trước khi cô ta tỉnh lại. Mỹ Đỗ Sa tiến hóa khiến năng lượng thiên địa phản phệ không thể xem thường. Tất cả cấm chế của không gian này đều nị nó đánh vỡ. Nếu còn kéo dai nữa cả ông và thằng nhóc này sẽ chôn thây nơi đây. Ông vì bảo vệ Tiêu Viêm mà sắp hao hết năng lượng linh hồn, sắp hết chịu nổi. May mắn thay thấy nơi dị hỏa lôi đình không dám tới gần liền để anh chàng nhanh chóng chạy lại gần đó. May mắn kịp thời chạy vào bên trong khu vực chưa dị hỏa, cả hai mới giữ được một mạng. Những năng lượng bạo động này chính là khảo nghiệm cuối cùng của nữ vương để thành đấu tông. Dị hỏa bị chọc giận bay ra ngoài công kích một đoạn linh hồn của Mỹ Đỗ Toa. Nam chính nhanh chóng lấy ra thanh liên đài tọa chặn lại đòn tấn công tầm xa của dị hỏa. Nữ xà tránh thoát thanh liên địa tâm hỏa bay vút lên cao tiến vào quả cầu năng lượng khổng lồ trên bầu trời. Nàng ta cùng quả cầu bùng một phát nổ tung, tất cả hóa thành hư không. Lửa này là do dị hỏa bạo phát mà thành, có khả năng ăn mòn năng lượng linh hồn. Chớp lấy thời cơ, Tiêu Viêm dùng thanh liên đài tọa thu phục dị hỏa. Đột nhiên một tia sáng tím chớp lóe muốn bay vào cơ thể anh chàng nhưng đã bị dược lão cản lại bên ngoài. Đây là linh hồn cộng sinh với Mỹ Đỗ Sa nữ vương tử U Viêm xà ma thú cấp 6. Không ngờ cái gọi là tiến hóa lại là tiến hóa linh hồn dùng lực linh hồn ngưng tụ thành cơ thể thực. Nếu cơ duyên đầy đủ sẽ bạo phát cụ thú viễn cổ huyết mạch bên trong nó, tương đương với thất thải thôn thiên mãng của đấu tông cường giả. Bên ngoài ba người xà tộc đợi những thủ lĩnh còn lại trong bát đại xà tộc rồi cùng nhau liên thủ báo thù cho nữ vương. Tiêu Viêm nhìn con rắn nhỏ mà không thể tin được đây là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hay là lúc tiến hóa bị sấm sét đánh cho ngu người rồi không biết. Không cảm thấy sắc khí của nó, anh để sư phụ bỏ cốt linh lãnh hỏa ra để nó trên tay. Thấy nó đói rồi chàng trai cho nó ăn tử tinh nguyên cộng sinh, quyết định để bé đáng yêu ở bên cạnh mình. Lỡ sau này nó có tiến hóa thì coi như anh có thêm một trợ thủ đắc lực. Còn nếu trí nhớ của nó khôi phục thế thì hai thầy trò bỏ của chạy lấy người. Ai ia, chàng trai trẻ anh như thế là đang chơi đùa với lửa đấy, cẩn thận bỏng cả người. Tiêu Viêm lấy ra thanh liên đài tọa thành công thu lại dị hỏa rời đi. Bên ngoài Cổ Hà thấy khí tức dị hỏa biến mất đang cảm thấy kỳ lạ thì Viêm xà Viêm thứ tới. Để nhanh chóng tìm dị hỏa, đám người nhân loại thấy lửa tắt nhanh chóng đi vào tế đàn. Nhóm Vân Chi và Cổ Hà tiến vào đảo dưới lòng đất tìm dị hỏa, thấy Tiêu Viêm cầm dị hỏa rời đi thì vội vàng truy đuổi. Thế nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của tứ địa thủ lĩnh xà nhân tộc. Vân Chi ở lại để Cổ Hà nhanh chóng đuổi theo, hai bên chiến đấu một hồi, Vân Tông chủ kết trận định thân bốn người thủ lĩnh lại. Cơ mà thấy bát đại thủ lĩnh sắp đến đông đủ, Vân Chi vội vàng rút lui. Mấy người thủ lĩnh vừa đến nhanh chóng đánh vỡ phù văn thả bốn xà nhân ra. Bên này dù Tiêu Viêm đã dùng toàn lực bay đi nhưng vẫn bị đám người Cổ Hà dí sát đuýt, Vân Tông chủ cũng đã đuổi theo tới nơi. Anh nhất định không thể để mất dị hỏa, bèn nhờ vào lực lượng linh hồn của sư phụ trợ giúp gắn motor vào cánh bay vút đi. Nhìn tốc độ của người kia đột ngột tăng nhanh, Cổ Hà đoán chẳng lẽ người này là đấu hoàng mà bản thân thì không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ông ta quay qua muốn Vân Tông chủ nhanh chóng đuổi theo ngăn cản cái tên kia. Vân Chi trước khi đi nói đám người Đan Vương mau rời khỏi Sa Mạc qua Nhĩ Tháp rồi tập hợp ở Nham Thành. Bát địa thủ lĩnh xà nhân tộc sắp đuổi đến rồi, nếu cô cứ bảo vệ những người này thì sẽ mất dấu dị hỏa. Người của xà nhân tộc sau khi truy lùng người các thế éo nào đánh hơi đấu hoàng và Cổ Hà tách ra rồi chia làm hai đội bay đi hai hướng. Phía Tiêu Viêm dù anh có chạy thế nào vẫn là bị Vân Tông chủ đuổi kịp, còn bị nhốt vào kết giới hộp của nàng ấy nữa. Hắn không cam tâm cứ thế giao dị hỏa ra, dù thế nào cũng phải dùng hết toàn lực chiến đấu một trận. Anh giơ đao về phía đối phương, dù rất cảm kích lúc trước đã cứu mình ở sa mạc nhưng nếu muốn cướp đi dị hỏa thì đành phải chiến một trận. Không ngờ nàng ấy thấy người đoạt thanh liên địa tâm hỏa lại chính là Tiêu Viêm liền tức giận chất vấn. Rõ ràng ngay lúc mới gặp đã nói hắn quay về, thế mà sao còn ở nơi đây. Vân Tông chủ đuổi anh mau cầm lấy hỏa rồi cút đi, coi như hôm nay chưa có gì xảy ra. Chàng trai cũng muốn đi lắm nhưng cứ cảm thấy sai sai. Bấy giờ nam chính mới nhận ra người con gái luôn che mặt này chính là Vân Chi. Anh vui vẻ chạy đến gần muốn ôm nàng, ai ngờ người ta lại từ chối, chỉ đành phải cười ngượng ngùng. Vân Chi biết được anh muốn dùng dị hỏa để tu luyện thì lo lắng không thôi. Hơn nữa nàng còn muốn giới thiệu anh đến Vân Lam Tông để tu luyện. Dù sao thế lực của nơi đó lớn, hơn nữa tài nguyên vô cùng phong phú. Vân chỉ biết cái tên giả chứ không biết tên thật của anh, cũng không biết mối hận giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông.
Mặc kệ lời khuyên của nàng ấy, hắn phẫn nộ muốn rời đi. Nào có rời đi dễ, Thế Vân Chi vì sợ nam chính nuốt dị hỏa sẽ biến thành cho bụi, ỷ vào thực lực của mình hơn người ta liền cướp dị hỏa đi. Và rồi Tiêu Viêm lần này lại chĩa đao về phía nàng, hai người cứ thế giằng co qua lại. Rốt cuộc Vân Chi vẫn phải đưa lại dị hỏa cho người mình thương. Dù đã đi được một đoạn đường ngắn nhưng Tiêu Viêm vẫn là nhịn không được chạy lại ôm nàng vào lòng. Đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết còn hôn chụt chụt, ai ia cẩu độc thân nhìn mà đau cả lòng. Hắn nói với Vân Chi, nếu như bản thân nuốt dị hỏa thất bại thì nàng cứ quên ta đi. Trước khi rời đi còn để lại một câu xin lỗi. Tiêu Viêm rời đi không bao lâu thì mấy vị thủ lĩnh xà tộc chạy đến tấn công nàng ấy. Còn đang đau buồn bỏ mợ lại còn một mình nàng chịu, hội đồng của đám xà tộc này sao mà chịu được, còn hộc cả máu. Cô nàng lao đến combat với đám xà nhân, lão già Trách Vân tông chủ hùng hổ xông vào xà nhân tộc náo loạn lại không có lời xin lỗi. Thì ra lần này cô nàng theo ủy thác của Cổ Hà đoạt lấy dị hỏa nên mới xông vào. Tốc độ của cô nàng rất nhanh, đám người không thể đấu một mình với cô nên cả đám đã cùng nhau kết ấn. Đây là kỹ thuật dung hợp của xà nhân tộc ngũ xà độc sát ấn. Ở bên này Tiêu Viêm trò chuyện với Dược Lão. Lúc anh cầu cứu cô ấy đã biết rằng cô ấy tâm địa lương thiện, còn để lại hải tâm nội giáp cho anh, nhưng cô không biết dị hỏa quan trọng với anh thế nào. Anh muốn tìm một chỗ an toàn để hấp thu dị hỏa thì bất ngờ từ phía xa xuất hiện cột ánh sáng đúng chỗ ban nãy hai người chia tay nhau. Dược Lão cảm nhận được khí tức của ngũ xà nhân đấu vương, đoán được đám xà nhân đã thi triển kỹ thuật dung hợp của chúng. Nếu cô nàng Vân Chi muốn đối phó cũng khá phiền phức, Tiêu Viêm muốn nhanh chóng giấu dị hỏa rồi đi tới giúp đỡ Vân Chi. Ở bên này cổng dịch chuyển đã xuất hiện, bên trong có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, một con linh xà to tổ bố bay ra. Thấy vậy cô ngăn cản nó ra khỏi hư không nhưng không thể, rồi nó lao tới tấn công cô nàng. Đám xà nhân lấy tuổi thọ dùng ngũ xà độc sát ấn triệu hồi linh xà, muốn cô một đi không thể về. Cô bay lên dùng phong chi cực nhưng cũng không thể hạ gục con linh xà đó, lại bị nó đánh trọng thương. Đúng lúc cô gặp nguy hiểm thì Tiêu Viêm xuất hiện cứu cô, nhưng anh lại che mặt nên cô không nhận ra. Lúc này thế cục đã thay đổi, dị hóa của anh có thể khắc chế được ngọn lửa của linh xà, anh nhanh chóng cho nó bốc hơi. Đám xà nhân thấy không thể đánh lại liền mau chóng dùng xà chi kỹ phân hóa chạy trốn. Xong việc anh mau chóng rời đi, còn cô lại nhìn anh xa dần chờ đợi người thiếu niên ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Sau đó Tiêu Viêm đi tới một hang động, anh đã chuẩn bị thôn phệ dị hỏa. Dược Lão bảo anh kéo dị hỏa qua đây rồi dùng tay không bắt nó, rồi cố gắng tìm ra hỏa chủng bên trong nó. Hẹn ước 3 năm sắp đến, anh quyết tâm sẽ làm được. Nhiệt độ của nó thật kinh khủng, chỉ cần 1 giờ có thể đem cả một tòa thành lớn đốt thành cho tàn. Sau bao cố gắng cuối cùng Tiêu Viêm đã bắt được hỏa chủng. Lực lượng tích tụ ngàn năm đang tập trung toàn bộ trong nó. Nếu hỏa chủng bạo phát hoàn toàn thì một cường giả đấu tông cũng chỉ có một kết cục bỏ mạng. Để thu phục nó anh phải nuốt nó vào bụng, nhờ có băng linh hoàng tuyền anh mới không bị thiêu chết. Ở đại lục, đấu khí cách biệt giữa công pháp với nhau được quyết định bởi quá trình hấp thụ đấu khí trong đan điền. Sự khác biệt trong chất lượng đấu khí, năng lượng thiên địa hấp thu trong lúc tu luyện và hiệu suất lúc luyện hóa đấu khí, cùng với tốc độ và sự lưu loát khi sử dụng đấu khí khi chiến đấu. Công pháp phân từ cao đến thấp, phân làm thiên địa huyền hoàng. Kẻ tu luyện công pháp cấp cao vượt xa kẻ tu luyện công pháp cấp thấp, công pháp càng cao cấp thì lợi ích nhận được càng bành trướng lên. Trong quá trình hấp thu dị hỏa, Tiêu Viêm đã bị ngất đi. Trong cơn mê anh nhớ lại khoảng khắc 2 năm trước anh bị từ hôn, đó là ý chí khiến anh nhất định phải thành công. Dị hỏa luyện hóa có thể tăng lực chiến đấu nhưng không thể trợ giúp công lực thăng cấp. Sau bao cố gắng cuối cùng anh đã thành công mà vết thương cũng đã khỏi hẳn. Lúc này Dược Lão bảo anh đánh một quyền để ông cảm nhận sức mạnh. Bất ngờ anh đã đạt đến đấu sư tứ linh. Nếu anh là đấu linh hay đấu vương thì có thể tăng thêm được vài tinh nữa, thực sự là lãi to. Tiêu Viêm vui mừng cuối cùng cũng sở hữu dị hỏa. Ở bên này Tiêu Lịch tức giận Sa Chi Dòng binh đoàn khinh người quá đáng giữa phố đem Thanh Lân đi mất. Hắn muốn đi tìm Lư Bố đòi người thì Tuyết Lam đi đến với cơ thể đầy thương tích. Cô nói Sa Chi Dòng binh đoàn đã bao vây trụ sở của họ, nếu một ngày sau nếu không quy thuận bọn chúng sẽ huyết tẩy Mạc Thiết. Ngày hôm sau Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện phần quyết. Muốn tiền hóa công pháp này phải liên tục hấp thu dị hỏa, bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thôn phệ đã chín chết một sống, nếu phần quyết không thể tiến hóa thì anh phải từ bỏ công pháp này. Anh quyết tâm kiên trì tu luyện nó, còn Dược Lão mong anh sẽ thành công, nếu không thể luyện hóa Dược Lão cũng sẽ nghĩ cách đưa anh trở thành cường giả đỉnh cao. Anh tiến vào không gian phần quyết rồi anh lấy ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhằm dung hòa với phần quyết, nhưng dị hỏa không muốn dung hòa nên tìm cách chuồn. Tiêu Viêm phải đánh cho nó chịu mới thôi. Hai bên đánh qua đánh lại khiến động đá sắp bị sập xuống, thấy vậy Dược Lão ra tay trợ giúp. Lúc đầu ông nhận anh làm đệ tử cũng vì muốn hấp thu đấu khí của anh, nhưng anh tình nguyện chết vì ông nên ông bất chấp nguy hiểm vì anh. Sau bao cố gắng thì Tiêu Viêm cũng thành công, anh kiệt sức ngất đi. Lúc tỉnh dậy Dược Lão đi tới chúc mừng anh đã thành công chứng minh phần quyết có thể nuốt được dị hỏa. Tiềm lực của anh đã là vô hạn, Dược Lão không hiểu về công pháp này, ông không biết kẻ điên nào tạo ra nó khiến ông trăm khổ vạn khổ mới tìm được thứ này ở chỗ chết tiệt đó. Lúc này chỉ còn 2 tháng nữa là tới ước hẹn 3 năm, anh chàng đã sẵn sàng tinh thần.
Anh lập tức bay đi tìm Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn tấm bản đồ thắc mắc nó đang ẩn giấu bí mật gì. Lúc này Tiêu Viêm đi tới, tuy anh đã kiếm được Sa Chi Mạn Đà La nhưng phải luyện chế đơn dược giải phong ấn cho ông ta thì ông sẽ giao bản đồ cho anh. Ông dẫn anh xuống đáy sa mạc bị ông dùng hàn băng phong ấn thành không gian tuyệt mật. Phương thức và tài liệu để luyện chế đan dược ông đã chuẩn bị sẵn. Công việc luyện đan không thể chắc chắn lúc nào cũng thành công nên luyện dược sư sẽ không chịu trách nhiệm khi thất bại. Đạo lý này Hải Ba Đông đã hiểu rõ. Lúc luyện đan anh cần giữ im lặng tuyệt đối nên ông ta đành ra ngoài canh cửa. Sau đó anh phải gọi ra sư phụ để giúp mình luyện chế đan dược. Dược lão nhắc anh trong lúc luyện chế hy vọng Tiêu Viêm sẽ quan sát nó sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với thuật luyện đan của anh. Nói xong ông mang ra một cái đỉnh luyện đan tên là Hắc Ma, dược đỉnh là thứ quan trọng nhất trong tay luyện dược sư. Một chiếc dược đỉnh tốt có thể nâng cao tỷ lệ thành công khá lớn. Sau đó ông bắt đầu luyện đan dược còn anh chăm chú quan sát. Lúc này dược lão lấy ra mảnh băng do cốt linh mãnh hỏa ngưng tụ thành cho vào dược đỉnh. Nếu nuốt phải đan dược có thứ này nó sẽ thâm nhập vào cơ thể. Bình thường sẽ không có điều gì khác thường nhưng chỉ cần được dị hỏa của ông kích hoạt thì những băng thể đó sẽ nhanh chóng chuyển thành cốt linh lãnh hỏa. Nó có sức công phá cực kỳ kinh khủng, phòng bị người khác trở mặt, đó là thủ đoạn tự bảo vệ của luyện dược sư. Trải qua một hồi luyện chế, cuối cùng đan dược cũng đã luyện thành công. Bên trong có một cỗ sức mạnh thần kỳ, đại khái đây là thành phần để phá giải phong ấn. Ở bên ngoài Hải Ba Đông lo lắng muốn đi xem thử thì Tiêu Viêm đã bước ra đưa cho ông ta phá ách đan rồi muốn ông ta đưa ra bản đồ. Nhìn đan dược ông ta muốn kiểm chứng hiệu quả trước nên anh đành chấp nhận rồi nhắc ông ta đó là lần cuối cùng anh nhượng bộ. Sau đó ông ta đi vào trong nuốt đan dược đã phá giải được phong ấn mà lúc này thực lực ông ta đã tăng lên đấu hoàng. Ông ta bước xuống nhịn vào Tiêu Viêm, thấy anh còn trẻ như vậy mà đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Thiên tài như này chỉ nên kết giao không nên đối địch, rồi ông ta liền đưa cho anh tấm bản đồ như đã giao kèo. Tại Nham Thành, người của Sa Chi Dòng binh đoàn dẫn theo Mặc Nhiễm đi tới thu phục. Hai anh em solo với hắn nhưng cả hai không phải đối thủ, đúng lúc nguy hiểm thì Tiêu Viêm xuất hiện ngăn cản. Bọn họ không biết La Bố tìm đâu ra một tên đại đấu sư nhất tinh như hắn mà Tiêu Viêm mới là lục tinh đấu sư. Anh lao tới công nghệ va với Mặc Nhiễm thì bị hắn đánh cho lăn ra đất. Sau đó anh nổi giận cầm chân hắn ta bay lên rồi ném hắn xuống ngã sấp mặt. Hắn tạo ra đấu khí khải giáp chỉ có đại đấu sư mới tạo ra được nhưng anh sẽ phá tan cái mai rùa của hắn. Sau đó cả hai lao tới thì anh dùng dị hỏa đốt cho tên kia ngu người. Tiêu Viêm bây giờ đang dần trở thành một kẻ mạnh. Ngày hôm sau Hải Ba Đông xách cổ tên La Bố tới chỗ Tiêu Viêm. Sau khi đánh cho hắn không trượt phát nào thì hắn cũng chịu khai là Diêm Thành Mặc ra làm. Cô gái đó do chính Mặc Nhiễm đại trưởng lão bắt đi. Sau đó còn cho bọn chúng thêm nhân lực giúp chúng xưng bá Thạch Mạc Thành với một điều kiện, từ nay về sau không còn Mạc Thiết Dòng binh đoàn nữa. Tiêu Viêm cũng đã nghe nói về Mạc gia Diêm Thành thì Hải Ba Đông cho biết đó là một trong tứ đại gia tộc ở khu vực Đông Bắc của Gia Mã Đế Quốc. Về thế lực tuy không bằng gia tộc Nạp Lan nhưng cũng không thể xem thường. Kẻ mạnh nhất Mạc gia là gia chủ Mạc Thừa tự xưng là Khoái Tử Mạc. Mạc Thừa lúc trẻ tuổi từng bái nhập Lam Vân Tông, sau này tuy rằng trở về Mạc gia nhưng vẫn lấy danh nghĩa ngoại môn chấp sự của Lam Vân Tông thu lợi từ bên ngoài. Vân Lam Tông có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của Mạc gia. Thanh Lân được đưa về phủ Mạc gia, đích thân Mạc Thừa đi tới kiểm tra hàng rồi hắn thả Hắc Ma xà ra thì cũng bị cô thu phục. Bích xà Tam Hoa Đồng quả nhiên là khắc tinh của ma thú loài rắn. Ông ta vui mừng đợi thọ yến tối nay kết thúc ông ta sẽ lập tức thực nghiệm. Những người biết đến sự tồn tại của nó kể cả Sa Chi Dòng binh đoàn đều phải xử lý sạch sẽ. Chờ thí nghiệm thành công, Gia Mã Đế Quốc sẽ không có ai đối địch được ông nữa. Ở phía Tiêu Viêm nghe được lời phân tích của Hải Ba Đông nên đã mau chóng đi giải cứu Thanh Lân. Trên đường đi tới đó ông tò mò về luồng khí tức của anh phát ra tương đương đấu hoàng cường giả. Đây là bí mật của Tiêu Viêm nên anh đã không thể trả lời. Vì mới giải phong ấn nên Hải Ba Đông cần rất nhiều thời gian, như năm đó rồi Tiêu Viêm đưa ra gợi ý dùng Phục Linh Tử Đan để phục hồi. Đó là ngũ phẩm đan dược, tuy đẳng cấp không cao lắm nhưng nguyên liệu điều chế lại vô cùng khó tìm. Tác dụng của nó có thể giúp cho những trường hợp thực lực bị giảm sút do phong ấn hoặc bị thương quá nặng hồi phục hoàn toàn. Hải Ba Đông quyết định đi theo bảo vệ anh trong một năm tới, còn anh phải đưa ra Phục Linh Tử Đan cho ông ta. Chốt quả kèo này xong cả hai tiếp tục lên đường. Đến tối hai người đã tới nơi, ở đây canh giữ nghiêm ngặt. Tiêu Viêm đã từng ở với Thanh Lâm một thời gian nên rất quen thuộc với khí tức của cô ấy. Anh dùng linh hồn lực để tìm cô ấy trong Mặc gia. Sau đó cả hai đã đột nhập tới cửa mật thất, bỗng Hải Ba Đông phát hiện cửa này bị một quyền đấu khí đánh vỡ, rồi cả hai quyết định đi xuống đó xem sao. Bước xuống họ thấy đám hộ vệ này đều mất mạng chỉ trong một chiêu, đoán rằng kẻ ra tay sở hữu sức mạnh cấp đấu hoàng, thực lực không kém hai người. Cả hai đi xuống dưới thấy có mùi thối, hóa ra đó là mùi ma thú và con người bị Mặc Thừa đem ra thí nghiệm. Một lần nữa anh dùng linh hồn lực tìm Thanh Lân nhưng cô ấy không có ở đây. Anh muốn động thủ trước ép tên Mặc Thừa khai ra chỗ nhốt Thanh Lân. Anh muốn lột khuôn mặt lòng lang dạ thú của hắn trước mặt mọi người. Trước khi đi, Hải Ba Đông bảo anh mang một bình đựng ma thú lên để làm chứng cứ rồi cả hai rời đi.
Ở phía Mặc Thừa, hắn đang mở tiệc mời các thế lực khác tới tham gia. Lúc này Vân Lam Tông cũng phái Nạp Lan Yên Nhiên đến chức tụng. Cô nàng cùng các Diệp trưởng lão bước vào, lúc này Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm đã chạy tới phát hiện yến tiệc ở phía dưới. Lần hội tụ này ngoài sinh nhật của ông ta thì còn có một việc lớn, đó là muốn thành lập một Mặc Minh. Tất cả các thế lực khu vực Đông Bắc Gia Mã Đế Quốc tập hợp lại với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đám người đang ủng hộ mãnh liệt thì đột nhiên Tiêu Viêm từ bên ngoài bước vào nói ông ta không có cửa thành lập Mặc Minh. Đám thuộc hạ chạy vào bao vây anh thì bị anh một chiêu đánh lui. Lập tức anh dùng hấp trưởng bắt lấy ông ta, bắt ông ta khai ra chỗ giữ thanh lân. Ông ta mang Vân Lam Tông ra chống lưng thì bị anh nói Vân Vận đúng là hoa mắt nhìn lầm. Nếu ông ta không giao thanh lân ra thì anh sẽ huyết tẩy Mặc ra. Lão già ngoan cố giả vờ không biết đã bị anh cho ăn một đấm vỡ alo. Nạp Lan Yên Nhiên thấy anh ta khiêu khích sư phụ Vân Vận của mình liền tức giận ra mặt. Nhìn cô ta khiến Tiêu Viêm càng thêm tức giận, còn Mặc Thừa lại nói những lời trượng nghĩa làm cô ta càng thêm ủng hộ. Vân Lam Tông sẽ không để cho ông ta bị oan. Tiêu Viêm không thể nói chuyện bằng lời nên đã mang ra bằng chứng làm mọi người sợ hãi, còn ông ta không nói lên lời. Lúc này Hải Ba Đông cũng xuất hiện. Tiêu Viêm đi tới nói với họ đây chính là sản phẩm thử nghiệm của Mặc gia, nếu họ chưa tin anh sẽ đưa họ đến phòng thí nghiệm của Mặc gia tham quan. Nạp Lan Yên Nhiên nói Vân Lam Tông sẽ không quản chuyện Mặc gia nữa rồi rời đi. Lúc này Mặc Thừa cũng phải thừa nhận thí nghiệm cũng được, cấm thuật cũng được, làm vậy có gì sai. Trước nay Vân Lam Tông vẫn độc bá một phương vì họ có một đấu hoàng cường giả. Sau đó ông ta biến thành một quái vật nửa người nửa thú khiến đám người sợ hãi bỏ chạy. Tiêu Viêm có thể làm càn ở đây vì sức mạnh của anh hơn ông ta. Hắn nuốt linh hồn của người khác khiến thực lực của hắn mạnh hơn nhưng vẫn bị Tiêu Viêm đánh cho ăn hành. Hắn muốn mạnh hơn nữa nên phải nuốt thanh lân. Sau đó hắn tạo ra kết giới khiến Hải Ba Đông và Tiêu Viêm không thể vào trong. Hải Ba Đông chưa bao giờ gặp lớp phòng ngự nào mạnh đến vậy. Đó là cách ly cháo sau khi kích hoạt có thể cản lại công kích dưới cấp đấu tông, ngay cả sức mạnh của dị hỏa cũng không thể xâm nhập được. Lúc này ông ta tới chỗ thanh lân, chỉ cần ăn được bích xà tam hoa đồng là ông ta có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đến lúc đó sẽ không ai có thể là đối thủ của hắn. Vừa há mồm ra cười thì thanh lân đã bị Lục Man cướp đi. Kết giới đã bị phá vỡ, Lục Man bế thanh lân bay đi. Thấy vậy Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đuổi theo, rồi cả Mặc Thừa cũng bay theo. Dưới sự ngăn cản của hai đấu hoàng, Lục Man vẫn không hề sợ hãi, một mình cô ta vẫn có thể áp đảo hai người. Mặc Thừa nhân lúc đó đã cướp đoạt thanh lân. Thấy Mặc Thừa đả thương thánh nữ thiên xà phủ của cô, Lục Man liền đả thương Mặc Thừa để cứu thanh lân, nhưng lúc này hồn phách của thanh lân đã bị hút đi một phần. Lục Man phải đưa cô ấy về thánh trì bồi dưỡng, phối hợp với mật pháp của phủ mới có thể bổ khuyết phần hồn phách đó. Mặc Thừa vẫn còn sống xuất hiện, lập tức Tiêu Viêm giao thanh lân cho Lục Man bảo cô đưa thanh lân rời khỏi đây. Anh cùng Hải Ba Đông giao đấu với hắn, rồi Tiêu Viêm dùng thanh liên địa tâm hỏa đốt hắn, cứ nghĩ tên này sẽ bị thiêu chết nhưng hắn ta lại không sao, liền lao tới đánh bay cả hai người. Sau đó hắn đuổi theo Lục Man lấy đi thanh lân, nhưng chưa kịp lấy đã bị Hải Ba Đông đóng băng khống chế lại, còn Tiêu Viêm tìm cách đối phó với hắn. Lúc này Hải Ba Đông sắp không đỡ được nữa thì Tiêu Viêm liền dung hợp hai loại dị hỏa. Hải Ba Đông lo anh sẽ mất mạng nhưng với ý chí của mình và sự trợ giúp của sư phụ, cuối cùng anh đã thành công dung hợp hai loại dị hỏa đó. Sư phụ thấy anh ta đúng là một người chuyên mang lại những điều bất ngờ. Sau đó anh đặt tên cho nó là Phật Nộ Hỏa Liên, rồi Hỏa Liên bay thẳng đến chỗ hắn, cho dù hắn có xả bao nhiêu chiêu thức thì cũng không thể ngăn cản. Phật Nộ Hỏa Liên bay tới mặt hắn rồi phát nổ. Uy lực hủy diệt của nó phát ra quả khủng khiếp khiến sư phụ phải ra tay chống đỡ mới có thể cứu được mạng anh. Cũng vì cứu Tiêu Viêm mà Dược Lão đã sử dụng hết tinh thần lực nên không thể duy trì trạng thái linh hồn nữa, nhất định sẽ rơi vào ngủ sâu. Ông rất vui vì có một đệ tử như anh, sau đó ông biến mất. Lúc này anh tự trách mình đã cố tình sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên. Sau đó Hải Ba Đông bế Tiêu Viêm rời đi. Vì ngăn cản Mặc Thừa biến dị nên Tiêu Viêm đã mượn sức mạnh của Dược Lão sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên đánh hắn tan thành cho bụi. Nhưng cũng làm hao hết sức mạnh linh hồn của Dược Lão, hơn nữa vì bảo vệ Tiêu Viêm mà rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Viêm mang trọng thương đang bên bờ vực sinh tử. Mở đầu là khung cảnh tan hoang do chiến đấu. Người này là Gia Hình Thiên, ông ta không biết Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện cường giả như vậy. Nơi này từng xuất hiện bốn cổ khí tức đấu hoàng khác nhau. Hai người đang đi dò xét thì bỗng nhiên Vân Vận phát hiện ra mảnh vỡ của Hải Tâm Giáp, đó là hộ giáp mà cô đã để lại cho Tiêu Viêm. Cô tự hỏi sao chuyện ở đâu cũng có mặt hắn vậy. Chuyện cấp bách bây giờ là điều tra thân phận của bốn vị đấu hoàng này. Ở bên này Tiêu Viêm đã 5 ngày chưa tỉnh lại, e rằng những đấu khí còn tồn tại trong người do vụ nổ đó sẽ tạo nên thương tổn không thể khắc phục. Luyện dược sư và thầy thuốc ở Thạch Mạc Thành này cũng phải bó tay. Bỗng nhiên cô gái vội vã chạy tới gọi hai người đến xem trường luyện võ. Ở bên ngoài con ma thú này đã xổng ra ngoài tấn công mọi người, Tiêu Lịch cùng Tiêu Đỉnh chạy tới cũng bị con ma thú đánh cho ra bã. Đúng lúc gặp nguy hiểm thì La Bố ra tay tương trợ. Ở trong phòng Tiêu Viêm đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong cơn mê anh nhìn thấy kẻ thù, anh dùng hết sức mạnh để tấn công kẻ thù.
Chỉ vì sự thù hận và truy đuổi sức mạnh khiến Dược Lão phải ngủ say coi như là gián tiếp hại sư phụ. Anh tỉnh lại nhớ tới Dược Lão rồi nhận ra mỗi lần dùng sức mạnh của lão sư đều đang tiêu hao sức mạnh linh hồn của ông ấy. Lúc này hai huynh đệ cùng Hải Ba Đông đi vào thấy anh đã tỉnh lại. Hải Ba Đông càng ngày hồi phục càng tốt, đã không còn bộ dạng lão già gần đất xa trời như trước. Hai huynh đệ nhắc Tiêu Viêm chăm sóc tốt bản thân rồi rời đi. Sau đó anh đưa cho Hải Ba Đông đơn thuốc phục linh tử đan có thể giúp phục hồi sức mạnh coi như là quà cảm ơn ông đã cứu anh. Sức mạnh linh hồn của anh chịu tổn thương lớn nên anh không thể tự luyện phục linh tử đan dược nên đã bảo ông đi tìm luyện dược sư khác. Hải Ba Đông biết được ở sàn đấu giá tổng bộ Mễ Đãi Nhĩ có một vài thảo dược có thể làm hồi phục thương tổn của linh hồn. Tiêu Viêm nghe vậy bừng lên tia hy vọng bọn họ sẽ chuẩn bị tới đó một chuyến. Tối đến anh lấy ra địa hỏa liên tử này để hồi phục nhưng không thể tin nổi sức mạnh của nó lại lớn đến vậy. Anh muốn nhét nó vào phần quyết nhưng cũng không hoàn toàn hấp thụ được, đành phải tống sức mạnh dư thừa ra ngoài. Sau đó anh cho Mỹ Đỗ Sa hút đi sức mạnh dư thừa rồi nữ vương đã trở lại hình dáng ban đầu. Tại Vân Lam Tông, cô nàng Nạp Lan Yên Nhiên kể lại mọi việc đã chứng kiến ở Mạc Gia cho Vân Tông chủ nghe. Lăng Vân trưởng lão thấy Mạc Thừa đã chết nên chuyện này không thể truy cứu. Nếu cố truy cứu chuyện này e rằng động đến ân oán của bốn vị đấu hoàng, mà cả bốn vị đấu hoàng này trút giận lên Vân Lam Tông thì không thể đỡ nổi. Vân Tông chủ thấy ước định 3 năm của Yên Nhiên sắp đến nên trước mắt sẽ lo liệu chuyện của Yên Nhiên với Tiêu Viêm. Ở bên này cô gái mạnh mẽ hút lấy đấu khí của Tiểu Viêm, thay vậy anh lấy dị hỏa ra đe dọa nên cô ta mới chịu buông tha. Cô nàng tức giận chỉ vì trọng thương nên anh mới thành công đoạt được bảo bối. Lần này cô chưa phục hồi sức mạnh nhưng đến lần sau sẽ lấy mạng anh. Ở bên này đám người bước tới nói Tiêu Lịch và Tiêu Đỉnh không đủ mạnh để làm đoạn trưởng. Sau đó tên La Bố đi đến nói kẻ mạnh mới làm lão đại, hắn tưởng rằng Tiêu Viêm đã chết nên dám lật mặt. Đám người ăn cháo đá cạp lồng đã bị mai phục bắt đi, còn La Bố lao tới oánh nhau với hai huynh đệ này. Ở phía Tiểu Viêm, anh đã luyện ra tử hỏa đan, anh quyết định sẽ dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa. Bước ra ngoài thấy có chuyện liền hỏi Hải Ba Đông thì biết được La Bố tưởng mình đã đắp chiếu nên muốn thay lão đại cho dòng binh đoàn. Ở bên này bọn họ đánh qua đánh lại một hồi, cuối cùng La Bố đã bị đoàn trưởng đâm một nhát. Hắn nổi dân bóp cổ đoàn trưởng định cầm kiếm xin tí tiết nhưng kịp thời Tiêu Viêm lao tới đánh cho tên này ngã bay ra. Đám người bất ngờ thấy anh vẫn còn sống thì ra Tiêu Đỉnh đã lỡ miệng bốc phét. Lúc này anh dùng hỏa tử đan dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa hạ gục tên La Bố. Hải Ba Đông thấy anh càng ngày càng khống chế dị hỏa thuần thục. Sau khi giải quyết hắn xong, anh ngồi uống rượu giải sầu rồi bảo Hải Ba Đông sáng sớm mai sẽ khởi hành đến đế đô tìm ra dược liệu khôi phục linh hồn. Bên ngoài căn phòng của Tiêu Viêm xuất hiện một kẻ lại mặt, sau đó đột nhiên biến mất. Hai huynh đệ này đi tới thấy Tiêu Viêm đang uống rượu, biết được anh phải trải qua bao nhiêu gian khổ, tuy họ không thể giúp được gì nhưng sẽ cùng uống với anh. Cả ba huynh đệ đang uống rượu thì Tiêu Viêm đưa cho họ công pháp huyền giai trung cấp thích hợp với hai người họ. Bên trong đó có một bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp, sau này họ sẽ không còn sợ những kẻ như La Bố nữa. Sau đó cả ba uống rượu nói chuyện rôm rả tâm sự với nhau. Lúc này Tiêu Viêm cũng hiểu ra anh phải vượt qua mọi chuyện chứ không thể ủ rũ như bây giờ. Ở bên này Yên Nhiên đang cố gắng tập luyện theo sự chỉ dẫn của sư phụ để chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm. Vân Tông chủ có một số việc muốn làm nên sẽ rời khỏi Vân Lam Tông vài ngày. Ở phía Tiêu Viêm bọn họ chia tay nhau rồi anh cùng Hải Ba Đông rời đi. Chuyển cảnh Tiêu tộc trưởng chuẩn bị xuất phát đến đế đô, cuối cùng ước hẹn 3 năm cũng tới. Tiêu Chiến không biết thằng con trai mình giờ thế nào rồi. Trên phi hành thú, do lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm bị hao tổn nên không thể chịu được phi hành đường dài. May mà Hải Ba Đông đã giúp anh tìm được phương pháp khôi phục lực lượng linh hồn. Ông lại rất ưng ý bản lĩnh luyện dược của Tiêu Viêm nên các luyện dược sư khác ông cũng không yên tâm. Hai người đang đi thì anh va phải đám người, bỗng nhiên có một tên nhận ra anh là nhị phẩm luyện dược sư. Lúc này xuất hiện một đám người bịt mặt đi tới, hóa ra chúng là luyện dược sư do Xuất Vân Đế Quốc phái đi, đám người thấy họ thực lực cũng không kém. Tối đến Tiêu Viêm đang đứng thất thần bên ngoài thì kẻ lạ mặt kia lại xuất hiện. Sau đó hắn ta xuất hiện báo cáo tình hình của Tiêu Viêm cho Tiêu Huân Nhi, hóa ra hắn là thuộc hạ của cô nàng. Cô nghe tin anh đã tiến bộ thần tốc lại dung hợp được hai loại dị hỏa có thể đánh chết một kẻ có thực lực mạnh ngang đấu hoàng. Còn biết thêm ca ca mình còn có một vị đấu hoàng cường giả đi theo bên cạnh. Mọi chuyện của Tiêu Viêm cô đã nắm được trong lòng bàn tay. Sau vài ngày di chuyển cuối cùng cũng đã bay tới đế đô. Trước mặt hai người là tổng bộ của Mễ Đặc Nhĩ, đó là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử lâu đời, gốc gác hùng hậu. Cho dù là Mạc Gia ở Diêm Thành so với họ cũng chỉ như nhà giàu mới nổi mà thôi. Phòng đấu giá của họ cũng giống như cấp bậc công pháp chia làm 4 cấp bậc là thiên địa huyền hoàng. Anh tò mò sao ông ta có thể biết thì Hải Ba Đông lại không nói gì. Hai người họ tiếp tục đi lên phòng đấu giá thì bị đám lính chặn lại bắt lấy ra vé mời. Lúc này Lôi Lạc xuất hiện mỉa mai anh trong lúc tình thế căng thẳng, suýt va nhau thì Nhã Phi đi tới. Cô nàng đã lột xác trở thành một mỹ nhân xinh đẹp. Thấy Tiêu Viêm cô đi tới, không ngờ sau 3 năm anh đã thay đổi nhiều, cả hai chào hỏi qua lại.
Sau đó Nhã Phi đưa hai người họ đi vào làm tên Lôi Lặc Cay Đỏ Giái. Cô nàng cảm ơn Tiêu Viêm nhờ có đan dược của anh trợ giúp nên cô mới thuận lợi hoàn thành lịch luyện của gia tộc. Cô thấy anh chàng không những trưởng thành lại còn biết xấu hổ nữa. Bất ngờ cô biết được anh còn trẻ vậy mà đã là nhị phẩm luyện dược sư. Anh hỏi về phòng đấu giá thì biết toàn bộ đều nằm trong tay mấy lão già của gia tộc đó, chính là con đường sống của họ. Nhã Phi bây giờ chỉ là thay trưởng lão giám sát ở đây, tuy nơi này không phải do cô quản lý nhưng cũng có chút quyền lực. Sau đó cô dẫn hai người tới nơi yên tĩnh để dễ nói chuyện thì bị tên Lôi Lặc ngăn cản. Hắn không muốn cho người ngoài vào nơi làm việc của gia tộc nhưng Nhã Phi không quan tâm đến hắn, tiếp tục dẫn hai người đi vào. Thằng cơ hó này bắt đầu mỉa mai nói xấu bọn họ, tuy Nhã Phi có thể nhịn được nhưng nam chính thì không. Anh lập tức quay lại đánh cho thằng cờ hó này ra bã. Thấy có chuyện, đám hộ vệ chạy vào, hắn ta nổi giận xông tới solo nhưng hắn tuổi gì mà ăn được anh. Lại một lần nữa hắn bị Tiêu Viêm bón hành, còn đám lính chỉ biết đứng im không dám làm trái lời Nhã Phi. Anh không muốn làm Nhã Phi khó xử nên tha mạng cho hắn rồi tiếp tục đi cùng cô. Bước vào phòng, anh muốn Nhã Phi tìm giúp vật có thể khôi phục lực lượng linh hồn. Nghe xong cô thấy có lẽ đó là vật quý, cho dù là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng nhiều năm rồi chưa thấy. Hải Ba Đông nhờ Nhã Phi dựa vào mạng lưới tin tức của họ để thăm dò ra tung tích của vật này. Sau đó ông đưa cho cô phương thuốc để mua các dược liệu, nhưng đó đều là dược liệu vô cùng chân quý, ở đây chỉ có 4 loại. Lúc này ông mang ra thẻ tử kim để thanh toán rồi cô cho thủ hạ đến nhà kho lấy dược liệu. Đột nhiên Lôi Âu cùng Lôi Mặc bước vào. Dược liệu của Hải Ba Đông đã bị lão giữ lại, còn hung hăng dọa sẽ cắt chức của Nhã Phi. Hải Ba Đông ngồi nãy giờ chưa lên tiếng nhưng lần này hết kiên nhẫn rồi. Ông gọi thẳng tên của đại trưởng lão Đằng Sơn khiến Lôi Âu với Nhã Phi ngạc nhiên. Đằng Sơn là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Nhã Phi tò mò về lại lịch của Hải Ba Đông. Ông cho họ trong vòng một nén nhang phải mang dược liệu đến, nếu không ngay cả đại trưởng lão và bọn họ cũng không giữ nổi cái mạng. Ông dùng đấu khí dạy dỗ thằng cờ hó kia, may mà Lôi Âu đã đứng ra đỡ lấy nên hắn mới có thể giữ được cái mạng. Biết được người trước mặt là đấu hoàng cường giả, hai người họ vội vàng chạy đi lấy dược liệu. Uy phong của Hải Ba Đông đúng là không tầm thường. Lúc này Lôi Ân mang dược liệu tới cho ông rồi mau chóng chuồn đi. Hai người đang định rời đi thì bên ngoài có tiếng nói Nạp Lan Yên Nhiên muốn gặp Nhã Phi. Yên Nhiên bước vào nói chuyện với Nhã Phi, còn hai người nấp đi. Hải Ba Đông nhận ra đó là người trong buổi yến tiệc của Mạc Thừa, còn Tiêu Viêm chỉ biết nắm chặt tay lại. Nạp Lan Yên Nhiên đi tới muốn nhờ Nhã Phi một chuyện. Lúc ra ra cô đánh giết ngũ giai ma thú Lạc Thiết Độc Ấn Mãng, nhưng nửa tháng trước lạc độc lại tái phát lần nữa. Đấu khí trong người ra ra cũng sắp tiêu hao cạn kiệt, đến nay vẫn còn hôn mê. Cô từng nhờ lão sư mời đan vương Cổ Hà đến chẩn bệnh. Ông ấy nói chỉ có luyện dược sư nắm giữ dị hỏa, khống chế dị hỏa vào trong cơ thể Gia Gia mới có thể loại trừ lạc độc. Ở khắp cả Gia Mã Đế Quốc, Nhã Phi chưa từng nghe nói nên Yên Nhiên muốn nhờ Nhã Phi giúp đỡ. Mạng lưới tin tức của Mễ Đặc Nhĩ rộng lớn, nếu phát hiện luyện dược sư có dị hỏa chịu ra tay giúp đỡ thì cô nguyên dâng hết bảo vật có trong này. Phần thù lao này cho dù là Mễ Đặc Nhĩ cũng phải thèm khát, còn Nhã Phi sẽ mau chóng báo cho tất cả chi nhánh giúp cô. Sau đó Yên Nhiên rời đi thì Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi tới. Những lời hai cô nàng vừa nói chuyện đều được hai người nghe thấy toàn bộ. Trong số thù lao đó có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên có thể giúp khôi phục lực lượng linh hồn. Anh không muốn nói tới nữ nhân đó nhưng Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này anh nhất định phải có được. Lúc này Nhã Phi đưa cho anh một cái mặt nạ. Sau đó Hải Ba Đông đi gặp một người bạn cũ, còn anh đi tới Nạp Lan Phủ. Anh vừa đi vừa nhìn chiếc mặt nạ, món bảo vật này có thể ngăn cách khí tức giúp anh che giấu được thân phận thật. Đang đi thì anh bị một kẻ lạ mặt chặn đường, thực lực của người này quá mạnh đã oánh cho anh ra bã. Hải Ba Đông cảm nhận được điều chẳng lành nên đã chạy tới ngăn cản Tiêu Viêm sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên. Ông cùng hắn ta giao lưu vài chiêu, sau đó hắn bỏ đi hẹn ngày gặp lại. Hắn là cường giả đấu hoàng, vừa dùng một loại đấu khí đặc biệt che giấu khí tức của nơi này nhưng có vẻ không có ý muốn giết anh. Thì ra trận giao thủ vừa rồi chỉ là muốn thử sức Tiêu Viêm một chút thôi. Sau khi hai người rời đi thì Gia Hình Thiên xuất hiện, nhìn vào chút khí tức ông ta đã đoán được điều gì đó. Cuối cùng anh dã đi tới Nạp Lan Phủ rồi đưa cho họ thư đề cử của Mễ Đặc Nhĩ nên anh dễ dàng đi vào. Sau đó Hải Ba Đông đi tới phòng đấu giá, đại trưởng lão Đằng Sơn cùng xuất hiện. Tên Lôi Ân cầu xin tha thứ, còn Nhã Phi cho lão ta biết gia tộc Đặc Nhĩ từ lúc bắt đầu thành lập. Nhờ vào khả năng biết nhìn nhận đánh giá mới có thể tại Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Bắc Phương Đại Lục có một chỗ đứng vững. Đại trưởng lão nể tình ông ta có công với gia tộc nên đã bãi bỏ chức vị trưởng lão đến quản lý phân hội ở biên giới 3 năm không được về tổng bộ. Đại trưởng lão thấy Nhã Phi làm tốt nên sau này cô chính thức quản lý phòng đấu giá tổng bộ Mễ Đặc Nhĩ. Sau đó Đằng Sơn quay về phía Hải Ba Đông muốn ông về ở lại gia tộc nhưng trong thời gian ngắn ông không thể trở về. Ông nói mình phải đi theo Tiêu Viêm làm hộ vệ một thời gian nữa khiến đám người bất ngờ. Chưa hết ông còn đánh giá cao anh ta vì ông đã từng nếm qua mấy lần thua thiệt trước anh ta. Thực lực anh ta ẩn tàng rất sâu, nếu có thể làm bạn thì không nên đối địch với Tiêu Viêm.
Nhã Phi không thể tin được cậu thiếu niên 3 năm trước bị xưng là phế vật mà Diouf lại có thể khiến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nể sợ như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đúng là đã nhìn nhầm người. Tại Nạp Lan gia tộc, các luyện dược sư được mời tới đều phải bó tay. Lúc này Tiêu Viêm bước tới, anh lấy tên Nham Kiêu để tham gia, còn người khác nhìn thấy huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư của anh thì quay ra chế giễu. Sau đó khi nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, anh lại không kiềm chế được nỗi tức giận. Anh nhớ lại 3 năm trước cô ta mang theo 3 viên tụ khí tán để từ hôn và mỉa mai anh là đồ phế vật, sau này sao có thể quản lý gia tộc. Lần này Nạp Lan gia tộc mời mọi người tới đây dù không chữa được thì cũng sẽ tạ lễ. Nghe nói trình độ luyện chế đan dược của bọn họ cao thâm nên muốn họ thử lại lần nữa nhưng ai cũng lắc đầu. Xem ra lão gia tử thật sự khó có thể qua khỏi. Thì Tiêu Viêm lên tiếng. Bọn họ nói anh là tên nhị phẩm luyện dược sư đến góp vui thì lại bất ngờ khi thấy anh bộc phát dị hỏa. Những người lúc này mỉa mai anh thì giờ lại không nói lên lời. Sau đó Tiêu Viêm được mời vào phòng, người nằm trên giường này chính là gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên. Là độc trên người ông, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám tùy tiện dây vào. Lão gia tử có thể cầm cự nhiều năm như vậy đã là đạt đến cực hạn rồi. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể theo lời đan vương Cổ Hà dùng dị hỏa truyền vào trong người lão rồi từ từ loại bỏ độc tố. Lần này anh không nắm chắc sẽ thành công nhưng xem bộ dạng này có lẽ lão gia tử sống không quá 2 ngày. Lúc này bọn họ cũng chỉ còn cách đáp ứng để cho Tiêu Viêm chữa trị. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm nên anh nhắc họ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi anh bắt đầu chữa trị. Ở phía Hải Ba Đông, ông hỏi thăm tình hình kinh đô mấy năm gần đây. Vân chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông Vân Sơn mấy năm trước vì xung kích đấu tông mà bế tử quan. Nếu hắn thật sự đột phá thành đấu tông thì quan hệ giữa Gia Mã Hoàng Thất và Vân Lam Tông sẽ càng căng thẳng hơn. Có điều khi ông trở về có lẽ Hoàng Thất cũng đã biết chỉ cần có Hải Ba Đông ở đây thì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ có sức tự bảo vệ. Sau đó ông đưa ra phương thuốc để Đằng Sơn tìm những dược liệu mà ông cần. Đồng thời bảo Đằng Sơn chú ý tới các dược liệu khôi phục lực lượng linh hồn. Ở phía Tiêu Viêm, anh không ngờ độc đã ăn mòn sâu đến tận xương tủy. Lão gia tử tỉnh lại, anh nhắc ông nếu chịu được đau đớn thì lạc độc có thể sẽ được loại trừ. Nhìn thấy Yên Nhiên, lão gia tử trách cô, nếu không phải 3 năm trước tự ý đến Tiêu gia từ hôn thì ông đã không tức giận đến nỗi sơ ý để rồi lạc độc hành hạ. Thấy lão gia tử được cứu, họ không ngờ luyện dược sư còn trẻ như vậy lại có được dị hỏa. Trước đó nhóm cường giả của lão sư từng đi cùng Cổ Hà trưởng lão tiến về tháp Qua Nhĩ sa mạc tìm kiếm dị hỏa lại đều trở về tay không. Còn 13 ngày nữa là tới ước hẹn 3 năm, Yên Nhiên cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Cô biết được chuyện lúc trước đã mang đến nhiều phiền phức cho người khác nhưng cô nghĩ rằng nên có sự lựa chọn cho riêng mình. Trải qua thời gian trừ độc khá lâu cũng đã quá sức chịu đựng của lão nên đành phải chia ra nhiều lần trừ độc. Nếu theo tiến độ này thì 7 ngày nữa sẽ loại trừ hết lạc độc. Nói xong anh liền rời đi, còn Yên Nhiên chạy theo tiễn anh. Một bên thì thờ ơ, còn một bên thì vui vẻ hỏi chuyện. Lúc này anh muốn thăm dò thực lực của cô, cánh tay sử dụng một chút lực lượng linh hồn để dò xét. Sau đó lực lượng linh hồn đã bị ngăn cản khiến cô phát hiện ra cô lại rất nhạy cảm với nó. Anh không ngờ bản thân cẩn thận như vậy lại bị phát hiện nên đã đánh trống lảng rồi cáo từ rời đi. Tại Hoàng Thất, Gia Hình Thiên đã biết tin Hải Ba Đông đã trở về, ngoài ra Nạp Lan gia tộc đã tìm được luyện dược sư có dị hỏa chữa trị cho Nạp Lan Kiệt. Sau khi trở về phòng, Tiêu Viêm chăm chú nhìn dị hỏa, thấy lạc độc thật hung hãn, không những có thể chống cự nhiệt độ của dị hỏa còn có thể hòa vào mà không biết. Nếu không phải anh thích ứng cao với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì e rằng cũng không thể phát hiện, giữ thứ này trong cơ thể chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Sau khi anh muốn loại bỏ nó ra khỏi cơ thể nhưng lại không thành, bất ngờ sức mạnh của nó vô cùng tinh khiết nên anh sẽ vui vẻ nhận lấy. Tiêu Viêm sau khi giúp Nạp Lan Kiệt loại trừ lạc độc, lại bị nó lặng lẽ bám theo dị hỏa xâm nhập vào cơ thể. Trong lúc tu luyện đột nhiên phát hiện bên trong lạc độc lại ẩn chứa năng lượng tinh thần vô cùng lớn, làm thực lực của anh tăng mạnh. Vừa lúc luyện công xong thì Hải Ba Đông bên ngoài bước vào, nhân cơ hội này anh liền mượn Hải Ba Đông làm chuột bạch để thử nghiệm sức mạnh của lạc độc dị biến. Giao lưu vài chiêu thức thì Hải Ba Đông bảo thôi đủ rồi solo, vậy chẳng may ông cũng nhiễm độc thì giờ. Sau đó dặn dò Tiêu Viêm rằng tổng bộ luyện dược sư công hội nằm ở khu vực phồn hoa nhất đế đô. Trong các khu giao dịch tự do có thể giúp dược sư và thương nhân mua các loại dược liệu kỳ lạ, có thể đến đó thử vận may xem có tìm được đồ anh cần hay không. Vừa tới nơi đã gặp lại Lâm Phỉ, liền bị cô bám theo vào khu chợ giao dịch. Dù đã ra sức cắt đuôi nhưng chạy tới đâu thì con nhỏ áo hồng này vẫn theo anh mãi không tha. Bên này Tuyết Mị cô nương vừa nhìn trúng hỏa chủng của Đào Hoa Hỏa, nàng ta bỏ ra một quyển phương thuốc đan dược tứ phẩm để đổi lấy. Không ngờ bán hàng lại là một tên gian thương lén dùng lực lượng linh hồn nhìn trộm rồi nói phương thức của cô không rõ ràng. Bắt gặp cảnh này Lâm Phỉ chạy ngay về gọi lão sư hỗ trợ chống lưng, Tiêu Viêm định bỏ đi nhưng rồi cũng quay lại ra mặt nói giúp Tuyết Mị. Ai ngờ tên này không biết điều dám xúc phạm lão sư cậu, khiến cậu tức giận phải tác động vật lý âu yếm vài cái rồi chỉ tay vào mặt hắn bảo mày câm mẹ mồm đi. Giải quyết mọi chuyện êm xuôi, cậu mua lại từ chỗ tên gian thương một khối ngọc màu đen vì thấy có duyên với nó. Sau đó cùng hai mỹ nữ trở về nhà trọ gặp lại hai vị đại sư.
được khuyên rằng hãy tham dự đại hội luyện dược sư vì phần thưởng lần này là một quyển dược phương lục phẩm đan dược dung linh đan. Không những giúp lực lượng linh hồn hồi phục nhanh chóng còn có thể giúp linh hồn bị thương tích hoàn toàn chữa khỏi. Đột nhiên thời gian xung quanh cậu tối đen và trở nên ngưng động. Từ trong thân thể cậu nữ vương của xà nhân tộc hiện ra, nàng yêu cầu nam chính đem dược phương của dung linh đan về cho ả, sau này ả sẽ không giết cậu. Thế là Tiêu Viêm đồng ý tham gia đại hội với điều kiện hai vị đại sư phải giúp anh dịch dung, đổi tên giang hồ thành Nham Kiêu đăng ký dự thi. Sau khi thành công thuyết phục Tiêu Viêm lấy danh nghĩa phân hội Hắc Nham thành dự thi, hai lão sư lúc này tay trong tay nhảy nhót khiến Lâm Phỉ phải thốt lên buồn nôn. Nạp Lan Yên Nhiên trong phòng đang ngồi đọc sách thì được cung nữ bẩm báo có Liễu công tử đến thăm. Gặp mặt mới biết lão sư hắn là Cổ Hà đại sư, đặc biệt vì Nạp Lan Kiệt luyện chế đan dược bồi dưỡng thân thể. Nghe tới Nham Kiêu còn trẻ tuổi đã thu phục được dị hỏa liền muốn Yên Nhiên giới thiệu cho hắn làm quen, nhưng nam chính nhà chúng ta sao dễ làm quen vậy được. Anh còn đang bận khử độc cho Nạp Lan lão gia tử nên hai người đành phải chờ ngoài cửa. Trong phòng Nham Kiêu vừa giúp Nạp Lan Kiệt trị thương xong được ông tặng cho một lô dược liệu quý, ông vừa dẫn cậu ra sân để về thì lại chạm mặt cặp đôi hồi nãy. Được gái đẹp giới thiệu với nhau nên hai anh bắt tay làm quen có vẻ hơi chặt, mãi đến khi Nạp Lan Kiệt lên tiếng giải vây thì mới chịu buông tay nhau nói chuyện tiếp. Liễu Linh giới thiệu lão sư của hắn là Cổ Hà đại sư, còn nam chính chỉ nói lão sư mình là một người rảnh rỗi trong núi. Chưa kịp đợi Nạp Lan Yên Nhiên khen hết câu, anh đã vội cáo từ rời đi khiến cô sững sờ. Sau khi ra ra nghỉ ngơi, cô cũng muốn tiễn luôn anh áo trắng này về nhưng anh bảo hòng bé ơi. Dưới ánh hoàng hôn thổ lộ tình cảm mấy năm qua của mình, nhưng Yên Nhiên nói chỉ coi anh là anh trai mưa. Tuy anh ưu tú nhưng chưa đủ nam nhân của cô, không được là người tầm thường. Nghe vậy Liễu Linh quyết tâm nhất định giành được quán quân đại hội lần này để chứng minh mình xứng với người đẹp. Lúc này trong phòng Tiêu Viêm, dưới năng lượng khổng lồ của lạc độc, mới trải qua vài lần luyện hóa đã một mạch thăng đến thất tinh đấu sư, đột nhiên xung quanh cơ thể anh nổi đầy gân đen, trong mắt trắng dã. Lạc độc trong cơ thể bắt đầu ăn mòn thần trí Tiêu Viêm khiến anh rơi vào ác mộng vô tận. Trong ảo cảnh anh trải qua vô vàn tình huống đáng sợ, gặp vô số người, mãi đến khi Hải Ba Đông đánh thức mới có thể thoát ra. Sáng hôm sau đang thưởng ngoạn trên đường, anh bắt gặp xe ngựa của Gia Mã Hoàng Thất. Trên xe là Yêu Nguyệt công chúa được Liễu Linh giới thiệu nên nàng muốn Nham Kiêu cho xem thử dị hỏa, ai ngờ bị nam chính thẳng thừng từ chối. Thẹn quá hóa giận nên mới ra tay nói muốn xem thực lực của anh, đang chuẩn bị dùng ăn tiêu thì lão sư của nàng là Pháp Mã hội trưởng và Cổ Hà dược sư đi tới ngăn lại. Biết Tiêu Viêm là luyện dược sư thiên tài có được dị hỏa giúp Nạp Lan Kiệt khử độc, Cổ Hà bèn tiến lên phía trước xin thỉnh giáo chút kiến thức về dị hỏa. Nhưng nam chính nói dị hỏa không phải vật để khoe khoang, lão sư anh dạy rằng phải dùng tâm bình thường đối đãi với dị hỏa. Bị từ chối, Cổ Hà liền đổi qua hỏi rằng anh đẹp trai này chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Thấy Tiêu Viêm do dự không trả lời, ông bảo có lẽ mình nhận lầm người rồi. Khen tôn sư anh cảnh giới quá cao muốn đến bái phỏng nhưng lần nữa bị anh từ chối. Vừa lúc bắt đầu vòng kiểm tra nên mọi người cũng không nói chuyện rông dài nữa. Ai về gian phòng kiểm tra của người nấy, quy định là trong thời gian đồng hồ quay hết tinh luyện dược liệu đến độ tinh khiết cao nhất. Công việc này rất tiêu hao thể lực, yêu cầu với thuật khống hỏa vô cùng cao và vòng thi chính thức bắt đầu. Trong phòng thi các thí sinh tập trung vận công tinh luyện dược liệu, ngoài đài hai vị giám khảo vừa cười vừa nói, ngồi xem hình ảnh 3D của thí sinh như phim chiếu rạp. Bên này Hải Ba Đông đang thưởng rượu cùng ông nội áo vàng để hỏi han manh mối về tên đấu hoàng thuộc tính đấu khí bóng tối. Hơn nữa trong quá trình điều tra phát hiện, đế đô có thêm không ít sự xuất hiện luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc tới thăm dò. Nhiều trinh thám như vậy khiến người khác vô cùng bất an, bên kia Tiêu Viêm đang hoàn thành bước tinh luyện đầu tiên đưa dược liệu hóa thành chất lỏng. Thì lạc độc biến dị lại lần nữa bắt đầu ăn mòn thần trí, không gian xung quanh anh cũng biến đổi trở nên u ám, dưới chân ngập toàn nước. Khói đen bắt đầu từ đâu hiện ra bao vây tứ phía, không muốn bị Cổ Hà phát hiện Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, anh chỉ có thể dựa vào ý chí tạm thời áp chế độc tố. Đang lúc Tiêu Viêm chật vật với cơn độc tính thì Liễu Linh hoàn thành bài kiểm tra đi ra, hắn đi ra không lâu Nguyệt Nhi công chúa cũng nhanh chóng xong việc. Lần lượt là các thí sinh khác cũng dần xong hết nhưng vẫn chưa thấy nam chính, thế là liền bị bọn họ chế giễu cho một phen. Trong phòng anh Tiêu cố gắng áp chế lạc độc để không rơi vào ảo cảnh, một lúc nuốt liền mấy viên đan dược màu tím vẫn rất khó để khống chế. Giờ phút này người tham gia kiểm tra chỉ còn duy nhất Tiêu Viêm vẫn chưa đi ra, đồng hồ điểm thời gian cũng dần hết. Ngay trước khi hội trưởng tuyên bố kiểm tra kết thúc, từ trong phòng Tiêu Viêm thanh âm đổ vỡ truyền ra. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía căn phòng anh đang đứng, một thân ảnh lảo đảo bước ra giữa làn khói tím mù mịt cất tiếng, "Xin lỗi chậm tí làm gì căng." Tiêu Viêm bước ra khiến mọi người khá bất ngờ. Suýt chút nữa là cậu đã bị loại khỏi cuộc thi rồi, Nguyệt Nhi còn ghen tị với hắn nữa cơ mà. Thấy các thí sinh đã ra đông đủ, Pháp Mã hội trưởng liền bắt đầu vòng tiếp theo. Đó là kiểm tra độ tinh khiết của dược dịch, ông hất tay một cái thì mặt sàn dung chuyển xuất hiện một máy đo độ tinh khiết của dược liệu. Pháp Mã hội trưởng giải thích một lúc về cách kiểm tra và số điểm để thông qua vòng cho mọi người.
Tiêu Viêm lúc này có vẻ choáng váng, định lên kiểm tra trước thì tên Liễu Linh đã ngăn lại, tên đó muốn cậu kiểm tra cuối cùng để cho mọi người bất ngờ. Người đầu tiên lên kiểm tra đạt mức 5, tiếp đó là đến Liễu Linh, hắn đạt tới mức 7 khiến hắn vô cùng đắc ý. Giao ai với mọi người xong, hắn quay sang kháy đều Tiêu Viêm. Đến lượt Nguyệt Nhi à, chỉ đạt mức 6.5 thì quay ra đổ lỗi cho máy hỏng các kiểu, cuối cùng cũng đến Tiêu Viêm kiểm tra. Mọi người rất mong chờ kết quả của cậu ra sao, chỉ có Liễu Linh đang chờ nam chính mất mặt thì máy đo hiện lên mức 9 khiến tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên há hốc mồm. Áo Thác đại sư thấy vậy vui quá còn nhảy cẫng lên. Liễu Linh lúc này chỉ biết nuốt cục tức mà thôi, Tiêu Viêm lúc này muốn rời khỏi nơi này lắm rồi thì Cổ Hà đại sư muốn cậu đến với tông môn của họ. Nhưng cậu phớt lờ những lời nói đó rồi quay lưng bỏ đi. Trở về tới phòng, cậu dùng Thanh Liên Điện Tâm Hỏa đẩy lạc độc ra ngoài, may mà độc tố này phát tác đột ngột nên không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hải Ba Đông bước vào thấy cậu có vẻ không đủ sức để trừ độc lần cuối nên đã khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng nam chính vẫn muốn đi khiến ông thở dài lo lắng. Hai người đang trên đường tới Nạp Lan phủ thì Hải Ba Đông phát hiện ra gì đó, ông cáo từ để đi giải quyết để Tiêu Viêm một mình tới đó trước. Lúc này Hải Ba Đông cùng một tên đấu khí hệ cát bắt đầu chơi trò đuổi bắt khắp khu phố. Tiêu Viêm tới được Nạp Lan phủ thì được Nạp Lan tiểu thư mời vào dự tiệc nhưng cậu đã từ chối. Cậu định rời đi thì Nhã Phi xuất hiện rồi hai người nói chuyện vui vẻ khiến Nạp Lan tiểu thư đứng bên cạnh khung có chịu nổi. Nàng thấy vậy liền nhường lại không gian cho họ rồi rời đi, nói thêm được vài câu thì cậu muốn rời đi. Tỷ tỷ thấy vậy muốn cậu vào trong dự tiệc, nếu không thì cô rất mất mặt. Nghe vậy cậu cũng mủi lòng rồi cùng tỷ tỷ vào trong, bên trong mọi người dự yến tiệc rất vui vẻ. Nhã Phi dẫn nam chính tới chỗ Đằng Sơn giới thiệu cậu cho lão. Ông của Yên Nhiên thắc mắc sao tiểu tử Tiêu Viêm lại thân quen với Đằng Sơn thế kia. Nạp Lan Yên Nhiên liền giải thích cho ông của mình rằng là do Nhã Phi tỷ quen biết chứ không phải là Đằng Sơn kia. Nạp Lan Kiệt cho rằng lão Đằng Sơn kia lại sử dụng mỹ nhân kế để chiêu mộ nhân tài đây mà. Thế rồi ông quay ra nhìn cháu gái mình trêu đùa vài câu khiến cô bất lực. Sau đó Nạp Lan Kiệt cùng Đằng Sơn đi chỗ khác nói chuyện, đột nhiên có một tên xuất hiện lao tới tấn công Tiêu Viêm. Thì ra hắn là Mộc Chiến, người đang thích thầm Nhã Phi. Biết được tin tình báo rằng Nhã Phi đang ở với Tiêu Viêm nên hắn mới tới đây gây sự. Thấy Mộc Chiến có vẻ không chịu rời đi mà còn ra tay độc ác, cậu bèn tấn công lại. Cả hai lao vào giao chiến nhưng nam chính đâu có yếu như hắn nghĩ mà cậu còn chiếm thế thượng phong luôn ý chứ. Thấy mình không có đánh lại được một luyện dược sư nên hắn triệu hồi đấu khí đại đấu sư để chiến đấu. Hắn lao tới muốn tấn công Tiêu Viêm thì bị Nạp Lan Yên Nhiên ngăn cản. Hiện tại thực lực của hắn vẫn còn thua xa Yên Nhiên rất nhiều nên không thể làm gì khác. Hắn buông lời đe dọa nam chính nhưng cậu cũng đâu có sợ, nói thích thì solo. Tình hình căng thẳng thì Nạp Lan Kiệt cùng Đằng Sơn xuất hiện. Hai người đi tới cảnh cáo Mộc Chiến nếu còn đụng tới Tiêu Viêm thì sẽ không để cho hắn yên thân. Nói xong hai ông quay ra tâng bốc nam chính rồi dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau tóe điện. Được sự ủng hộ của hai trưởng bối, Tiêu Viêm rất biết ơn tiến tới cảm tạ. Có vẻ như Yên Nhiên đang hiểu nhầm gì đó giữa mối quan hệ của hai tỷ đệ nhà này. Nhìn Tiêu Viêm cùng Nhã Phi rời đi, tên Mộc Chiến chỉ biết tức giận không thôi. Quay trở lại phía Hà Ba Đông cùng tên người cắt, hai người vẫn đuổi nhau cho tới một vách núi xa xăm mới dừng lại. Thì ra người cắt đó là Gia Hình Thiên, hai người hàn huyên chuyện cũ không được lâu lại tiếp tục lao vào giao tranh. Phía bên này Tiêu Viêm cùng Nhã Phi đứng trò chuyện một lúc thì Tiêu Viêm được mời đi khử độc cho Nạp Lan Kiệt. Đằng Sơn trưởng lão xuất hiện khuyên Nhã Phi nếu có tình cảm với nam chính thì nên thổ lộ. Ông sẽ không ngăn cản mà ủng hộ hết mình, vì trước khi Tiêu Viêm xuất hiện thì hôn ước của cô đã được các trưởng lão quyết định. Mà tên Mộc Chiến kia lại chiếm hơn phân nửa nên ông mong cô hãy suy nghĩ thấu đáo. Tiêu Viêm lúc này khử hết lạp độc cho Nạp Lan Kiệt xong, ông mời cậu ngồi lại uống nước. Tiện đây ông cũng kể về tình hình của gia tộc và tại sao ông lại tổ chức yến tiệc vội vàng như vậy. Hiện tại Nạp Lan gia tộc đang đứng trên tảng băng mỏng. Mỗi một đời hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc đối với thế lực mạnh nhất Vân Lam Tông cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng may mắn thay hiện tại có một con thần thú cùng Gia Hình Thiên bảo vệ Gia Mã hoàng thất. Từ 3 năm trước đây khi Yên Nhiên lên làm thiếu tông chủ Vân Lam Tông thì thái độ của hoàng thất vô cùng laxnh đạm. Mấy thế lực lớn ở đế đô thấy Nạp Lan Kiệt trọng binh cũng âm thầm chèn ép. Cậu cùng hai cha con nhà Nạp Lan ra trò chuyện thêm một lúc thì đứng dậy lấy thù lao. Đây là thất huyễn thanh linh tiên mà cậu cần. Lấy được thứ mình cần cậu liền cáo từ rồi rời đi. Tiêu Viêm ra ngoài thì thấy Nhã Phi vẫn đang đợi cậu ở đó. Cậu tâm sự một tẹo thì cũng rời đi. Đang di chuyển thì từ đâu xuất hiện Trấn Trọng. Thì ra là Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên đánh nhau gây chấn động cả đế đô. Thấy trận đấu giữa đấu hoàng cường giả gay cấn lên, mọi người rủ nhau chạy đi xem. Tên Mộc Chiến thấy Tiêu Viêm không để ý định đánh lén từ đằng sau. Nhưng đâu có ngờ cậu dùng đấu khí hóa cánh bay vụt đi khiến hắn ngã sấp mặt. Đằng Sơn cùng Nạp Lan Kiệt thấy nam chính cũng có đấu khí hóa cánh kinh ngạc không thôi. Phía bên Hải Ba Đông cùng tên Gia Hình Thiên dùng đấu khí hóa hình một rồng một phượng đại chiến mạnh mẽ. Những Hải Ba Đông hiện giờ không phải đối thủ của Hình Thiên do ông mới được cởi bỏ phong ấn. Gia Hình Thiên chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì Hải Ba Đông nhận thua, chờ ông khôi phục thực lực sẽ giao chiến lại.
hai người cười lớn rồi tiến lại ôm nhau. Thì ra họ là bạn cũ lâu năm không gặp, vừa rồi chỉ là cọ sát nhau tí cho vui mà thôi. Thấy mọi người nói chuyện hàn huyên, Tiêu Viêm cũng hóng rồi bay lên trên đó. Thấy cậu tới, Gia Hình Thiên liền động thủ với cậu, hắn đuổi theo cậu muốn xem thực lực của cậu thế nào. Nhưng bất ngờ thay, cậu có thể túm được hắn trong dạng cắt khiến lão ta khá bất ngờ. Hình Thiên định tiếp tục ra tay thì bị Hải Ba Đông ngăn cản. Nói chuyện một hồi thì biết được Tiêu Viêm không phải đệ tử của Hải Lão mà là một vị sư phụ khác. Gia Hình Thiên muốn biết thân phận của sư phụ cậu nhưng cậu đã từ chối nói ra rồi cùng Hải Ba Đông rời đi. Trên đường trở về, Hải Ba Đông nói cho Nam Chính về mối quan hệ của ông với Hình Thiên không tốt đẹp là mấy. Mà hiện giờ thực lực của Gia Hình Thiên cũng đạt tới bát tinh, thậm chí là cửu tinh đấu hoàng rồi. Hôm nay hắn thăm dò thực lực của cậu nên khả năng hắn sẽ tìm cách lôi kéo cậu về bên hắn. Ông dặn dò cậu thêm vài điều rồi cả hai cùng tăng tốc bay về. Tới phòng cậu nhờ Hải Lão hộ pháp giúp mình để tu luyện. Vào bên trong cậu lấy ra Thất Huyễn Thanh Linh Tiên nhanh chóng tu luyện. Sau 7-7-4-9 bước thì cậu đã luyện được viên dược dịch. Nam Chính liền cho giới chỉ dược lão hấp thụ. Cứ tưởng ông sẽ tỉnh lại nhưng không ngờ chỉ là bộc phát linh hồn mà thôi. Thấy sự cố gắng của mình không có hiệu quả, cậu buồn thúi ruột. Sáng hôm sau đang đi thì Tiêu Chiến thấy người của Mễ Đặc Nhĩ bị một đám sát thủ truy sát. Ông liền ra tay giúp đỡ. Đám đó tuy yếu nhưng đông với liều, đánh không lại chúng liền tự bạo bản thân, nhưng may Tiêu Chiến có đấu khí khải giáp nên không sao. Xử lý xong đám sát thủ thì ông tiến tới hỏi thì biết được bọn vừa rồi là người của Xuất Vân Đế Quốc. Gần đây bọn chúng thường hay lui tới đế đô nên ông được cử đi giám sát nhưng bị bọn chúng phát hiện rồi tấn công. Tiêu Chiến nhờ người Mễ Đặc Nhĩ dẫn đường đi tìm Nhã Phi, vì Dược Phương Dung Linh Đan là cơ hội cuối cùng để cậu đánh thức Dược Lão nên mới phải tham gia trận so tài lần này. Nam Chính cùng Hải Lão đang tới địa điểm thi đấu thì gặp được Áo Thác Đại Sư. Ông phổ biến quy tắc thi đấu và số lượng người tham gia đại hội luyện dược sư lần này cho cậu nghe. Sau đó ông mong cậu có thể đạt được top 10 giúp Hắc Nham Thành. Bên trong các thí sinh cũng đã đến và người xem cũng đông không kém. Phía bên trên đài quan sát, Tiêu Viêm cùng Áo Thác trưởng lão tới gặp Pháp Mã hội trưởng. Bọn họ đang trò thì Hải Lão cùng Gia Lão xuất hiện khiến cho Áo Thác Đại Sư kinh ngạc. Không ngờ tên tiểu tử thối này lại quen biết rộng tới như vậy. Lúc này con gái lớn của Gia Hình Thiên cũng đi tới. Lão giới thiệu cho Tiêu Viêm đó là Yêu Dạ và cô đang điều khiển 5 vạn quân lính phụ trách trật tự an toàn cho đại hội lần này. Đã đến giờ bắt đầu cuộc thi, các thí sinh cũng vào vị trí của mình. Do đạt kết quả tốt trong cuộc thi nội bộ nên có một vài người được đặt cách sắp xếp những vị trí quan trọng. Tên Liễu Linh có màn ra mắt rất chi là màu mè nhưng được các cô gái trên khán đài tung hô nhiệt tình. Nguyệt Nhi công chúa thấy vậy cũng chẳng để mình thua kém nên nàng cũng phô diễn kỹ năng của mình. Đến lượt Nam Chính, anh không muốn gây sự chú ý nên định đi bộ xuống. Hải Lão thấy vậy liền túm Tiêu Viêm ném xuống đài thi đấu. Gần rơi xuống đất, anh chàng bắt đầu mới thể hiện sức mạnh. Cậu không chế khí lưu nhào lộn các kiểu rồi bay tới chỗ của mình một cách ngầu lòi. Đúng là con cưng của tác giả có khác. Trên khán đài, cha của Mộc Chiến thấy được màn trình diễn của Tiêu Viêm liền khuyên cậu không nên đụng tới hắn nữa nếu không muốn mất mạng. Vòng một của cuộc thi nhanh chóng bắt đầu. Các dược liệu sư nhanh chóng khống hỏa luyện đan, kể cả Tiêu Viêm cũng vậy. Pháp Mã hội trưởng dùng năng lực quan sát nhìn thấy có một người lực lượng linh hồn vượt xa các tuyển thủ khác, ngay cả lực lượng của Cổ Hà năm xưa cũng còn kém rất xa so với người này. Ông liền tra hồ sơ thì biết được người này là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, không những thế còn có 17 tuổi và là nhị phẩm luyện dược sư. Nhưng ông cho rằng với lực lượng linh hồn như này chí ít cũng phải là tứ phẩm luyện dược sư mới đúng. Pháp Mã nghi ngờ người này đã sử dụng dịch dung nên Gia Hình Thiên muốn xem thử ả là ai. Hắn dùng dòng cát chảy thăm dò nhưng cô ta hát hiện ra nên chỉ đánh bay được nón của ả. Kẻ này đúng là không đơn giản chút nào. Đúng lúc đó cả sân thi đấu bắt đầu xảy ra hiện tượng nổ dược đỉnh, ngay cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Xem ra đại hội lần này đang có chút biến cố. Nhiều luyện dược sư thấy vậy cũng đành bỏ cuộc ra về. Sau một hồi tranh luận thì Pháp Mã hội trưởng cho biết không chỉ có dịch dung mới khiến người ta trẻ lại được mà còn dùng bằng một vài loại đan dược cổ quái khác. Nhưng loại đan dược đó vô cùng hiếm có. Nếu thật sự có người đạt được thì chẳng khác gì bản thân hắn tự mở miệng thừa nhận. Còn nếu không thì không ai nhận ra thân phận thật của hắn. Cùng lúc này Yêu Dạ tiểu thư phát hiện ra gì đó liền tới bẩm báo với cha của mình. Phía bên dưới, tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc đang chế giễu các dược liệu sư Gia Mã Đế Quốc thật kém cỏi khiến mọi người khá là tức giận. Ả ta lúc này đã luyện được đan dược đan hương thành hình rồi nên tỏ vẻ ta đây sẽ giành chiến thắng. Thấy ả ta có vẻ đắc ý thì Nam Chính nhà ta bắt đầu đưa ra con át chủ bài. Cậu dùng dị hỏa luyện chế đan dược không cần dược đỉnh và đã thành công giành chiến thắng vòng thứ nhất trong thời gian ngắn. Tất cả mọi người Gia Mã Đế Quốc từ khán đài cũng như đài quan sát đều vui mừng hò hét, chỉ có tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc tức giận đập phá. Sau khi chiến thắng, cậu đã dùng chút mẹo nhỏ nhắc nhở những người còn lại ở đó luyện đan. Mọi người hiểu ý của cậu nên đã thành công bước vào vòng thứ hai. Sau khi kết thúc vòng thi, Yêu Dạ tới mời Tiêu Viêm tham gia yến tiệc chúc mừng dược liệu sư trẻ tuổi tài năng của đế quốc nhưng cậu đã từ chối.
Nam chính cùng Nguyệt Nhi công chúa đang đi thì thấy đám người Liễu Linh đang đối đầu với đám người của Xuất Vân đế quốc. Còn hai bên đường thì toàn những thi thể của các tuyển thủ. Ả ta thấy vậy liền tung ra một làn khói độc khiến mọi người ở đó ngất đi, chỉ có Tiêu Viêm là không sao. Thấy Liễu Linh bị ả bóp cổ định trừ khử thì anh chàng ra tay tương trợ. Thế là cả hai bên lao vào đánh nhau, nhưng đám thuộc hạ này đâu phải đối thủ của cậu. Chỉ một roi thôi cậu đã hạ gục hết đám nhãi nhép này rồi. Thấy vậy ả dược liệu sư kia tung ra kỹ năng gì đó khiến bóng tối bao trùm cả đoạn đường. Thế rồi cậu đã dùng dị hỏa thiêu đốt hết những thứ đó. Ngay khi Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh tỉnh lại, không thấy những dược liệu sư hai bên đường đâu mà họ còn có cảm giác vừa nãy như là một cơn ác mộng. Tiêu Viêm trở về phòng nghỉ ngơi suy nghĩ lại về việc vừa diễn ra. Có vẻ như ả đó có thể hưởng ứng với lạc độc trong cơ thể cậu, e rằng thực lực của cô ta không chỉ có nhiêu đó. Đang suy ngẫm thì cậu bị đám người của Xuất Vân đến quốc ám sát. Chúng dùng độc dược khiến cậu không thể dùng đấu khí mà phải đấm nhau tay bò. Tình hình nguy kịch, may mà Hải Lão tới kịp thời giải cứu cậu khỏi đám sát nhân đó. Chúng đánh không lại bèn chơi bài bạo sát thân thể. Hải Ba Đông biết đây là tác phong quen thuộc của Xuất Vân đế quốc nên ông muốn đi giải quyết tận gốc của tai họa này. Thấy vậy Tiêu Viêm liền theo ông đi. Bên này Tiêu Chiến đã gặp được Nhã Phi và cô đưa ông tới gặp con trai Tiêu Viêm của mình, nhưng đã chậm một bước, anh chàng vừa mới cùng Hải Lão rời đi xong. Thấy vậy Nhã Phi bèn mời ông vào trong để chờ Nam Chính về. Vào bên trong ngồi trà đá thì ông bất ngờ khi biết Nhã Phi đã thành trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi Nhã Phi cho biết con trai ông bây giờ đã trở thành thiên tài luyện dược danh tiếng ở Đế Đo và được nhiều gia tộc săn đón. Trong đó có cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của cô nữa. Trên đường đi tìm đám Xuất Vân đế quốc, Tiêu Viêm cùng Hải Lão tâm sự một hồi. Ông đang muốn cậu cùng tới hội họ cùng Gia Hình Thiên và Pháp Mã. Nhưng đột nhiên Tiêu Viêm nhớ ra những lời của tên luyện dược sư kia là sẽ giết hết mọi người, nhưng chưa phải lúc. Có lẽ ả ta chờ tới buổi yến tiệc tối hôm nay để hành động. Thấy lo lắng cho Nhã Phi nên cậu xin phép quay về yến tiệc, còn để Hải Ba Đông đi hội họp với những người kia. Ở bữa tiệc, Nguyệt Nhi công chúa cùng mọi người có mặt ở đó nâng ly chúc mừng vì đã tiến được vào vòng chung kết. Phía bên ngoài, đám người của Xuất Vân đế quốc cũng bắt đầu hành động. Lần này bọn chúng có vẻ đông hơn rất nhiều. Phía bên này, ba lão nhân giám sát tên luyện dược sư lúc chiều thì phát hiện ra hắn chính là Viêm Lợi, người đang nắm giữ chức phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân đế quốc. Hắn bị phát hiện nên đã dùng khói độc để ẩn thân. Đám người bên này vẫn đang vui vẻ dự tiệc thì bị người của Xuất Vân đế quốc xông vào. Chúng dùng độc dược khiến mọi người choáng váng. Có người còn ngất đi không còn khả năng chiến đấu. Những người còn lại cố gắng chống đỡ nhưng không thể đánh bại được bọn chúng vì đám này quá đông. Tình thế ngàn cân treo sợi bún thì Tiêu Viêm xuất hiện đánh bay bọn này giải cứu mọi người. Bởi vì số lượng của chúng quá đông, một mình cậu khó có thể đánh lại nên cậu đã ném thuốc giải cho mọi người dùng để cùng hỗ trợ cậu. Thuốc tới tay tên Mộc Chiến nhưng hắn do dự không chịu uống, sợ cậu hạ độc. Thế méo nào hắn đánh rơi và bị đạp vỡ là khỏi dùng. Chẳng nhẽ lại đấm cho thông não bây giờ. Quay trở lại căn phòng mà đám đấu hoàng cùng tên Vương Lợi kia. Gia Hình Thiên rất nhanh đã đánh tan được làn khói độc và túm được hắn. Không thể chống cự nên hắn cũng khai luôn mục đích của hắn ở đây là dẫn dụ đám người kỳ cựu đi để đám sát thủ Xuất Vân đế quốc sát hại những luyện dược sư còn lại ở buổi tiệc. Hắn muốn tất cả luyện dược sư của Gia Mã đế quốc mấy chục năm sau sẽ không có người kế thừa nữa. Pháp Mã trưởng lão nghe vậy rất muốn quay về nhưng nhìn Gia lão bình tĩnh đến mức kinh ngạc nên cũng đành thôi. Bên này dù Tiêu Viêm rất mạnh nhưng bọn chúng qua đông khiến cậu cũng khó chống đỡ. Đúng lúc nguy kịch thì Yêu Xạ dẫn theo binh lính xông vào hỗ trợ. Thấy tỷ tỷ của mình đến, Yêu Nguyệt rất vui, nhưng chưa vui được lâu thì tên sát thủ bên cạnh tính tự bạo, may mà Tiêu Viêm nhanh chóng ném hắn ra xa, không thì cô cũng xong đời rồi. Nam Chính phát hiện ra tên màu xanh kia đang điều khiển đám sát thủ, thế là cậu cùng Yêu Xạ liên thủ đánh bại hắn ta. Bên phía các trưởng lão Gia Hình Thiên thấy tên này thật buồn nôn, muốn trừ khử hắn thì bị Pháp Mã ngăn lại. Nếu như giết hắn bây giờ sẽ ảnh hưởng xấu tới đại hội nên Gia lão đành nghe theo rồi thả hắn ra. Đám người sát thủ cuối cùng cũng bị tiêu diệt sạch. Liễu Linh tuy là khung có ưa Nam Chính nhà ta nhưng cũng dặn ra được câu cảm ơn cho đỡ ngại. Còn Yêu Nguyệt nhà ta thì cũng bắt đầu có chút cảm tình với anh chàng. Cậu định rời đi thì gặp Hải Lão cùng Gia lão cũng vừa về tới đó. Gia lão cảm ơn cậu nhưng cậu cũng đã biết những gì xảy ra hôm nay đã nằm trong sự tính toán của lão già đó rồi. Mọi thứ xong xuôi, Hải Lão đưa Tiêu Viêm tới gặp Pháp Mã trưởng lão. Pháp Mã lão cũng đã biết Hải Ba Đông nói cho cậu về lai lịch của tên dược liệu sư kia nên chẳng dài dòng nữa. Ông muốn cậu chiến thắng cuộc thi ngày mai để giữ lại danh dự cho Gia Mã đế quốc, vì ngày mai tên Viêm Lợi kia sẽ không ngừng dùng thủ đoạn để đạt được vị trí quán quân của cuộc thi. Thế rồi ông đưa cho cậu một bản sao của Tam Văn Thanh Linh Đan, một trong những tứ phẩm đan dược. Pháp Mã muốn cậu luyện chế loại đan này trong cuộc thi ngày mai, do độ khó quá lớn nên cậu chỉ lĩnh ngộ được hai phần mà thôi. Nghe cậu nói vậy, ông cũng thấy tốt lắm rồi, thế là ông đưa hai phần dược liệu luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan cho cậu và ông mong rằng ngày mai cậu sẽ là người đạt được quán quân. Trên đường trở về, lòng cậu nặng trĩu không biết kết quả ngày mai sẽ ra sao đây.
Về tới chỗ nghỉ thì cậu gặp được cha mình. Nhã Phi với Hải Lão cũng biết ý rời đi để hai cha con họ ở lại hàn huyên. Tiêu Viêm cùng cha của mình đi dạo rồi ôn lại chuyện cũ. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa nên hai cha con chạy vào một chỗ để trú mưa. Thấy tâm trạng của cậu không được tốt, ông liền hỏi đến cuộc thi ngày mai đã chuẩn bị tới đâu rồi. Cậu không trả lời nhưng ông cũng đã ngầm hiểu về sự tình. Cậu muốn chiến thắng cuộc thi lần này để có thể khôi phục Dược Lão tỉnh lại. Và rồi cậu cũng tự trách bản thân do mình quá lỗ mãng với cố chấp nên mới xảy ra như vậy. Thấy con trai mình như vậy, ông liền an ủi cậu rằng sư phụ sẽ không trách cậu đâu. Thế rồi ông ôm lấy cậu vào lòng để cậu đỡ tủi thân. Cuối cùng thì ngày chung kết đã đến, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Khi nghe được kế hoạch của Pháp Mã thì Gia Hình Thiên có vẻ không được xuôi. Lão ta muốn dừng thi đấu lại và giết tên kia luôn nhưng Pháp Mã lão đã ngăn lại. Ông muốn xem sự thể hiện của Tiêm Viêm nhà ta xong rồi mới tính tiếp. Các thí sinh lúc này đã đến và vào vị trí nên Pháp Mã hội trưởng đã đứng lên phổ biến thể lệ và hình thức thi đấu cho tất cả cùng nghe. Cuối cùng thì cuộc thi cũng đã bắt đầu, mọi người nhanh chóng triệu hồi ra dược đỉnh của mình để luyện đan. Liễu Linh xuất ra bảo bối của cổ Hà năm xưa dùng để đạt được quán quân là Hỏa Sơn Diễm Lô. Còn Yêu Nguyệt cũng không kém cạnh gì, cô triệu hồi ra Thanh Viêm đỉnh là ngũ giai dược đỉnh đó nha, nhưng người mà mong chờ nhất vẫn là Tiêu Viêm. Cậu hay giấu nghề không biết lần này sẽ lấy ra bảo vật xịn sò gì đây. Thấy Tiêu Viêm lấy ra một chiếc dược đỉnh bình thường khiếm áo thác trưởng lão đau tim luôn mà. Gia lão thấy vậy thì quay ra trách Pháp Mã rằng sao không đưa cho cậu ta chiếc dược đỉnh đàng hoàng một chút lại để thế kia. Ông cũng muốn đưa lắm nhưng cậu đã từ chối, chỉ muốn dùng dược đỉnh của Dược Lão để thi đấu thôi. Mọi người lấy ra dược đỉnh rồi cũng bắt đầu khống hỏa luyện chế. Tất cả đang tập trung dùng hỏa khí của mình luyện chế thì vị năng lực của Vương Lợi đánh tan. Thấy vậy Tiêu Viêm đã dùng dị giả vi tôn hấp thụ toàn bộ hỏa khí của mọi người lại tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cậu dùng dị hỏa bắt đầu luyện chế, xung quanh các dược liệu sư có vẻ cũng chịu một chút ảnh hưởng. Những dược liệu lần này sai lầm mà thiếu đi một phần sẽ ảnh hưởng tới xác suất thành công sẽ nên cậu phải vô cùng cẩn thận. Trên khán đài Nạp Lan Kiệt cũng nhắc về ước hẹn 3 năm giữa Yên Nhiên với Tiêu Viêm. Ông muốn cô quay lại Vân Lam Tông để giải quyết việc đó và có một lời xin lỗi tới Tiêu Viêm dù thắng thua thế nào đi chăng nữa. Nhưng với tính khí của cô cháu gái này thì còn lâu mới mở lời xin lỗi, khiến ông lắc đầu ngao ngán. Phía dưới đấu trường Nam chính là người luyện được đan dược đầu tiên nhưng chỉ là nhất văn đan dược, nếu muốn thắng thì phải luyện thêm. Thế rồi cậu tiếp tục khống chế hỏa diễm để luyện nhị văn đan dược, cậu cố gắng tập trung để luyện chế nhưng thần trí bị ảnh hưởng. Các dược liệu sư khác cũng bị ảnh hưởng không thể luyện tiếp. Pháp Mã thấy vậy liền dùng năng lực thì phát hiện ra nguyên nhân chính là tên Viêm Lợi. Trong lúc luyện dược hắn đã phát tán khí độc ra xung quanh. Gia lão biết được tên Vương Lợi như vậy liền định ra tay nhưng vẫn bị Pháp Mã lão ngăn cản. Viêm Lợi thấy không ai có thể làm gì mình thì lại càng hống hách. Hắn tiếp tục phát ra khí độc ngày càng dày đặc hơn. Lúc này lạc độc trong cơ thể Tiêu Viêm lại bộc phát khiến cậu đứng yên luôn. Mọi người cứ nghĩ rằng Nam Chính từ bỏ đến nơi rồi. Còn tên Vương Lợi lúc này luyện ra được đan hương có màu, đó là dấu hiệu của đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Trong lúc mơ hồ cậu đã nhớ lại những lời răn dạy của cha và lão sư nên cậu đã khôi phục lại được tinh thần. Thế rồi cậu đã đột phá từ trong áp lực. Nhanh chóng cậu đã quay lại dùng dị hỏa luyện chế được nhị văn đan dược và bắt đầu tiến vào bước 3 để luyện tam văn đan dược. Tiêu Viêm sau khi thức tỉnh khỏi hồi ức tìm được đột phá từ trong tuyệt cảnh trên người tỏa ra một loại hàn khí khuếch tán ra toàn bộ quảng trường. Thì ra cậu đã gọi ra một sợi cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão trong chiếc nhẫn làm dị hỏa thứ hai. Sau đó một tầng lốc xoáy lớn từ trong dược đỉnh phóng ra bao trùm không gian xung quanh. Viêm Lợi bị dồn đến đường cùng, biết thua cuộc sẽ có kết cục bi thảm nên lại một lần nữa tung chiêu làm ảnh hưởng tới các đối thủ. Thời khắc nguy cấp, dược đỉnh của Tiêu Viêm vì không thể chịu được sức mạnh của ba loại hỏa diễm mà nổ tung. Thời gian thi đấu sắp hết, Tiêu Viêm nhớ lại lời Dược Lão dạy bảo. Có người có thể đạt tới cảnh giới luyện đan không cần lô đỉnh, cậu thành công dùng tu vi của bản thân tạo ra không đỉnh luyện đan. Viêm Lợi không bỏ cuộc, quyết tâm chiến thắng tới cùng, lại ra tay dùng át chủ bài cuối cùng tấn công dược đỉnh của các thí sinh trên đài. Một tia sét đánh tới Tiêu Viêm nhưng được Liễu đại ca đỡ lại, theo sau đó là các dược sư còn lại cùng nhau giải phóng linh hồn tạo thành một lá chắn cho Tiêu Viêm an toàn luyện đan. Toàn bộ khán đài lúc này đều không thể ngồi yên được nữa, đồng loạt đứng hết lên cổ vũ cho Nam Chính của chúng ta. Viêm Lợi lúc này cũng đã luyện thành công Tử Tâm Phá Trứng Đan, loại đan dược đủ để so với ngũ phẩm đan dược. Cơn lốc xoáy luyện đan của hai người càng bừng lên dữ dội, cuối cùng tạo thành thái cực đồ khổng lồ trên đài rồi dừng lại. Viêm Lợi còn đang đắc ý nghĩ mình đã chiến thắng thì Tiêu Viêm trên tay là Tam Văn Thanh Linh Đan. Loại đan dược đủ để so với đan dược ngũ phẩm đỉnh phong đã khiến ả ngã ngửa ra khán đài vì thua cuộc. Tiêu Viêm thành công lấy được quán quân của đại hội trước sự trầm trồ của các vị trưởng lão và khán giả, khiến mọi người được một phen mở mang tầm mắt. Các vị huynh đài toàn bộ tràn lên quảng trường tung hô Tiêu Viêm ăn mừng chiến thắng. Viêm Lợi lúc này thua cuộc, chỉ còn cách bò dưới đất bỏ trốn nhưng vẫn bị các trưởng lão dí theo trừng phạt. Tiêu Viêm còn đang cùng mọi người ăn mừng thì bỗng đầu óc quay cuồng tối sầm lại ngã ra đất bất tỉnh.
chuyển cảnh tới Viêm Lợi lúc nãy giờ đang tìm cách chạy trốn khỏi Gia Mã Đế Quốc để tìm chút hy vọng sống, thì bị Hải Ba Đông và Gia Lão Đầu bắt lại thẳng tay tiêu diệt. Công thần Tiêu Viêm của chúng ta do luyện đan quá sức mà ngất xỉu, lại lần nữa rơi vào mộng cảnh. Dưới gốc cây hoa anh đào, hắn quyết tâm sẽ nghĩ mọi cách luyện chế ra dung linh đan để lão sư có thể trở lại bên cạnh mình. Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại định tới nhà trọ gặp phụ thân thì được Tuân Nhi cô nương báo. Nghe đến hội trưởng mời cậu vào phòng làm việc để nhận phần thưởng, bèn nhờ cô dẫn đường. Sau khi dẫn cậu tới nơi, Tuân Nhi còn tranh thủ khen cậu đẹp trai một câu rồi mới chạy đi mất. Bên này Yên Nhiên cô nương và Gia Gia cũng đang trò chuyện về việc cô sắp phải khởi hành về Vân Lam Tông để thực hiện ước hẹn 3 năm sắp đến. Thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, trận đấu lần này Yên Nhiên phải chiến thắng, mọi người cũng sẽ quên đi hành động lỗ mãng của cô 3 năm trước. Còn nếu thua, danh vọng thiếu tông chủ của cô sẽ tổn hại, sau này quản lý Vân Lam Tông cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Viêm sau chiến thắng vẻ vang lần này cũng thành công thu về cho mình dược phương của lục phẩm đan dược Dung Linh Đan và lệnh bài trưởng lão vinh dự của công hội, có thể dùng để nhận trợ giúp của tất cả các phân hội trong Gia Mã Đế Quốc. Hội trưởng khuyên cậu chưa khỏe đừng dùng sức mạnh linh hồn để đọc dược phương lục phẩm vội, bởi chính ông sau khi đọc cũng bị choáng váng một thời gian. Tiêu Viêm cảm ơn hội trưởng rồi sau đó cáo từ ra về. Trên đường về, cậu gặp nữ vương đang bị linh hồn của thôn Thiên Mãng áp chế. Nữ vương muốn cậu giao ra dược phương để cô đọc thử, còn muốn cậu luyện ra dung linh đan cho mình để có cơ hội thoát ra ngoài. Tiêu Viêm trở về nhà trọ thì không thấy phụ thân đâu, chỉ có trên bàn một bức thư nói rằng cha đã rời khỏi đế đô, mong cậu tha thứ cho ông vì rời đi không từ giã. Ông còn nói rằng mình rất hãnh diện khi chứng kiến cậu trưởng thành, nếu có mệt mỏi hãy cứ quay đầu trở về nhà cha luôn chào đón cậu. Yên Nhiên lúc này vừa về tới Vân Lam Tông thì gặp Vân Lang đại trưởng lão. Ông nói rằng trận chiến với Tiêu gia ngày mai cô chỉ có thể thắng không thể thua. Vì đây là trận chiến để thiếu tông chủ thể hiện uy danh, Yên Nhiên nói rằng trận chiến này cô chắc chắn sẽ thắng, tuyệt đối không thể thua vì đây là lựa chọn của riêng cô. Cảnh chuyển về lúc Yên Nhiên còn nhỏ đang bị một đám nhóc hùa nhau bắt nạt. Lần lượt từng tên xông lên đều bị cô cho ăn hành ra bã. Thua cuộc đám trẻ gọi đại ca tới xử lý, nhưng ngay cả tên đại ca cũng thua dưới tay một cô nhóc. Cuối cùng chúng gọi thêm một tên nữa có vẻ lợi hại. Đang định ra tay với cô thì bị quản gia nhà cô ngăn lại, bảo cô trở về phụ thân với khách quý đang chờ. Thì ra vị khách quý đó là cha con Tiêu Viêm. Yên Nhiên trở về nhà đúng lúc cha con họ rời đi nên chỉ có thể làm mặt quỷ với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục phóng ngựa trở về nhà. Nạp Lan Kiệt và con trai đang thảo luận về thế cục của Tiêu gia sau khi Tiêu Lâm mất đi. Tiêu gia phải chuyển ra một địa phương nhỏ như Ô Thản Thành, sau này muốn trở về đế đô cũng khó. Sau đó lại cùng nhau trò chuyện về hôn ước của Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt trong thư phòng vừa xem tranh cháu gái vừa khóc vì chưa đi đã nhớ, thì đột nhiên cháu gái yêu đẩy tung cửa phòng bước vào. Hai người cười cười nói nói, sau đó Yên Nhiên kể lại chiến tích vẻ vang dạy dỗ tên mộc chiến của mình. Cô bé hỏi ra mới biết cậu nhóc chiều nãy là Tiêu Viêm, người đã có hôn ước với mình, nói rằng không cần cậu bảo vệ, sau này tới Vân Lam Tông học võ sẽ bảo vệ Gia Gia. Gia Gia cô bật cười nói rằng đến Vân Lam Tông cô chính là mặt mũi của Nạp Lan Gia, nên hy vọng cô dốc sức tu luyện làm vẻ vang cho Nạp Lan Gia. Cảnh chuyển đến Vân Lam Tông, ở giữa sân các đệ tử đang xếp hàng đứng đó chờ học pháp. Từ trên trời, tông chủ Vân Lam Tông một thân lam y đáp xuống nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp. Bài học đầu tiên hôm nay là trận pháp mỗi đệ tử Vân Lam Tông đều bắt buộc phải học. Đó là cách điều khiển trận pháp đặc biệt của Tông Vân Yên Phúc Nhật Trận. Do trận pháp cần tập hợp đấu khí của nhiều người nên tông chủ đã mời một đệ tử mới lên cùng các đệ tử cũ kết thành trận pháp. Bầu trời lúc này đột nhiên chuyển màu đen, từ trên trời xuất hiện một con vân thú đang ở trạng thái hoang dại bay xuống. Thuẫn giới phòng ngự được tạo ra nhưng tên đệ tử mới lúc này lại không thể giữ vững đấu khí của mình. Vân thú lao xuống định tấn công Yên Nhiên nhưng một vị sư huynh đã đỡ cho cô. Tình hình nguy cấp, Yên Nhiên nhớ lại trận pháp vừa học liền đứng vào chỗ còn trống trong đội hình. Dùng vân thuẫn tấn công ngược lại quái thú khiến nó càng trở nên tức giận. Yên Nhiên tung một đấm về phía quái thú rồi cả cô và nó cùng nhau rơi xuống vực. May thay tông chủ kịp thời lao xuống cứu cô kịp lúc dùng kiếm tiêu diệt vân thú. Chứng kiến thiên phú sự tự tin dũng cảm của cô bé, tông chủ phá lệ nhận Yên Nhiên làm đệ tử thân truyền. Yên Nhiên cũng đồng ý quỳ xuống bái sư học đạo. Theo thời gian, cô bé cùng tiếng đàn của lão sư hăng hái luyện võ ngày càng trở nên tiến bộ. Bất kể xuân hạ thu đông, bất kể ngày lẫn đêm, cô vẫn kiên trì khắc khổ tu luyện hơn người. Trưởng thành hơn một chút, cô còn trên võ đài chỉ dạy cho các sư đệ của mình. Thế nhưng dù thử nhiều lần vẫn chưa được sinh tử môn công nhận nên Yên Nhiên vô cùng nóng vội, quyết định lại chạy đến sinh tử môn liều mạng thêm lần nữa. Lão sư của cô biết chuyện liền bay tới ngăn cản đứa đồ đệ ngốc của mình nhưng bị Yên Nhiên ngăn lại. Cô cầu xin lão sư cho mình tùy hứng thêm lần này nữa thôi. Sau khi trận sấm sét kết thúc, tưởng chừng như Yên Nhiên lại một lần nữa thất bại, thì sinh tử môn bỗng nhiên phát ra ánh sáng công nhận cô chính là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, thành công vượt qua kiểm tra sinh tử môn. Quay trở lại 3 năm trước sau khi vượt qua kiểm tra sinh tử môn, Yên Nhiên lúc này vô cùng hào hứng trò chuyện với Gia Gia về nghi thức chuẩn bị kế vị vai trò thiếu tông chủ Vân Lam Tông của mình.
Đột nhiên Gia-Gia cô nhắc tới chuyện hôn ước giữa cô và Tiêu Viêm mà nhiều năm nay cô đã quên bẵng đi. Đúng lúc Vân Lang đại trưởng lão đi vào nghe được liền nhắc cô không được làm chuyện bôi nhọ danh dự Vân Lam Tông. Tiện nói luôn rằng sau khi trở thành thiếu tông chủ theo tông quy cô không được có tình cảm với người khác giới. Nhớ lại chuyện hôn ước từ nhỏ của mình và Tiêu Viêm, cô vô cùng kích động khóc lóc chạy đi tìm sư phụ của mình. Sư phụ nuôi dạy cô từ nhỏ vô cùng yêu thương chiều chuộng Yên Nhiên. Người nói rằng cô phải có dũng khí đưa ra lựa chọn. Nếu cô thích người này, sư phụ sẽ có cách làm mọi người câm miệng. Còn nếu cô không thích, sư phụ cũng nhất định đứng về phía cô, bảo cô rằng hôm nay là đại lễ, hãy tươi cười hướng về đại điện rồi rời đi. Sau khi Vân Tông chủ rời đi, một vị sư huynh trong tông bước ra nói với Yên Nhiên rằng không nên vì một tên phế vật không còn ngưng tụ được đấu khí như Tiêu Viêm mà khiến tông chủ phải một mình gánh phiền phức lớn như vậy. Cuối cùng loa thông báo lễ kế vị cũng vang lên. Nạp Lan Yên Nhiên được gọi tên bước vào điện, nghĩ tới tông chủ mà lòng cô không thôi kích động loạng choạng bước vào. Vân Tông chủ ở trên điện đọc tuyên thệ, Yên Nhiên nghĩ đến bên dưới là Gia Gia mình, với ánh mắt đầy kỳ vọng cô càng rối bời hơn nữa. Phải đến khi Vân Lang lão sư nhắc nhở cô mới nhận gươm lảo đảo đứng dậy. Đột nhiên dưới điện một tên sư đệ đứng ra nói rằng không phải là tông quy nói thiếu tông chủ không thể có tình cảm với người khác phái sao. Mọi người yêu cầu Yên Nhiên nói ra sự thật. Nghĩ lại lời vị sư huynh lúc nãy, Yên Nhiên nói rằng đích thực là có hôn ước. Nhưng là lúc cô còn bé, người trong nhà tự quyết định chưa có sự đồng ý của cô và cô cũng sẽ không thừa nhận. Vân Lang trưởng lão nghe vậy bèn đứng ra quả quyết hôn ước vô hiệu. Một lời này nói ra khiến Gia Gia cô vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy bỏ ra khỏi điện. Trở về phòng, Yên Nhiên mới gặp mặt xin lỗi Gia Gia, nói rằng cô sẽ không rút lại lời ban nãy đã nói trước mặt Vân Lam Tông. Gia Gia trách cô quan trọng thể diện của Vân Lam Tông, còn lại không nghĩ cho thể diện của mình, nhất định không để cô hủy bỏ hôn ước. Yên Nhiên kiên quyết không vì một tên phế vật Tiêu gia chống lại tông quy, hơn nữa hôn ước là do ông hứa chứ không phải cô hứa. Nghe tới đây, Nạp Lan Kiệt vô cùng tức giận cho cô một bạt tai. Yên Nhiên nói lúc này mới phát hiện Gia Gia không hề yêu thương cô mà chỉ yêu thương thể diện của bản thân mình rồi bỏ đi. Trong lúc tức giận, Yên Nhiên một mực đi tới Tiêu gia, trong mắt chứa đầy hận ý. Sau đại hội dược sư, Tiêu Viêm dùng Tam Văn Thanh Linh Đan tăng sức mạnh bản thân, là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông. Tam Văn Thanh Linh Đan ẩn chứa năng lượng của ba loại hỏa diễm, trong thời gian ngắn giúp Tiêu Viêm thuận lợi đột phá tới bát tinh đấu sư. Hơn nữa trong cơ thể cũng tồn tại đấu tinh vật mấu chốt để trở thành đấu sư, nhưng không thuận lợi như tưởng tượng. Vừa mới sinh ra đấu tinh, cơ thể không cách nào chịu đựng nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Tiêu Viêm lại nhớ về cha và những ký ức của 3 năm trước khi Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia đề nghị giải trừ hôn ước. Sau khi nghe các Diệp tiên sinh yêu cầu giải trừ hôn ước, Tiêu Viêm và cha mình vô cùng tức giận. Cậu tức giận không phải vì bị Nạp Lan Yên Nhiên coi thường, mà đối với việc nhà gái cưỡng ép giải trừ hôn ước. Phụ thân hắn thân là tộc trưởng, mặt mũi sẽ mất hết, sau này sẽ trở thành trò cười cho người khác. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói Tiêu Viêm con trai mình đúng là tư chất bình thường, không xứng với tông chủ Vân Lam Tông tương lai, các Diệp mừng rỡ lấy ra tụ khí tán đem tặng cho Tiêu gia coi như là vật bồi thường. Tiêu Viêm cất giọng nói, các Diệp tiên sinh hãy đem đan dược thu hồi lại đi. Rồi xoay người hướng Nạp Lan Yên Nhiên quả quyết rằng nếu Nạp Lan Kiệt chưa đồng ý vậy thì phụ thân cậu cũng sẽ không đáp ứng. Tới đây Nạp Lan Yên Nhiên không nén nổi tức giận, chán ghét nói có thể bảo lão sư bồi thường thêm 3 viên tụ khí tán để giải trừ hôn ước. Mặt khác sẽ để Tiêu Viêm tiến vào Vân Lam Tông tu luyện công pháp đấu khí cao cấp. Hành động bố thí này của Nạp Lan Yên Nhiên không khác nào dẫm lên tôn nghiêm của Tiêu Viêm. Cậu nhẫn nhịn nói rằng ra mặt dày sẽ không xấu hổ, nhưng còn cha mình thân là tộc trưởng sau này làm gì còn mặt mũi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy nhẹ giọng nói có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước. Nhưng Tiêu Viêm cậu phải đáp ứng một ước định rằng 3 năm sau phải đến Vân Lam Tông khiêu chiến với cô, nếu thua cô sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Biết rằng như vậy nếu cậu thua sẽ chẳng khác nào bị sỉ nhục trước tất cả mọi người. Tiêu Viêm đang trầm mặc cuối cùng cũng bùng nổ, xoay người bước đến bên bàn cầm bút viết, còn dùng kiếm cứa vào tay in lên giấy huyết ấn chói mắt. Đem tờ giấy chứng nhận trục xuất Nạp Lan Yên Nhiên khỏi Tiêu gia ném vào mặt cô. Từ nay Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu gia không còn quan hệ. Sau đó cậu quay người quỳ dưới chân phụ thân. Nghe được một câu ta tin tưởng con trai ta sẽ không cả đời phế vật. Tiêu Viêm xúc động hứa rằng 3 năm sau sẽ tự mình đến Vân Lam Tông rửa sạch nỗi nhục cho cha. Quay trở lại hiện tại, anh chàng nam chính vừa thành công đạt tới đại đấu sư tìm ra được sức mạnh thật sự của mình. Buổi tối trong đại sảnh, Tiêu Viêm ngồi nói chuyện với Nhã Phi rất lâu, cô hy vọng cuối cùng cậu có thể thắng lợi. Sáng hôm sau dưới ánh mặt trời hiện lên hình dáng cậu thiếu niên đang khoác lên người một kiện bào màu đen, cầm theo vũ khí nhàn nhã bước ra khỏi cửa thành hướng về một nơi xa xôi. Bộ đấu phá thương khung qua 4 phần gồm 60 tập phim vừa qua đã để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc lẫn trải nghiệm. Rất mong các bạn vẫn đón xem video trên kênh của mình. Hãy cho mình xin một like và subscribe để theo dõi những video mới sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.